ngoài cho chú lo này. À, giá thì xem rồi. Từ 16.4 size từ size 16 à, size từ size 21 đến size 25. Xong rồi là từ size 26 đến size 30. Đưa cái kéo lên xem nào. Lấy cái điện thoại kia cho em. Bấm một phép bên kia nữa. Nó quen đi. Hello ạ, em chào tất cả mọi người. Không nên lấy bé đâu chị. Còn có size đến 30 nè. Hôm nay sẽ lên là lên quần bò giấy nhá. Quần bò giấy đủ size cho bé gái. Nói luôn này các chị yêu này, nhiều cực kỳ. Ngày hôm nay đủ size, đủ mẫu nha các chị em. Đủ size, đủ mẫu. Đấy chứ ạ, đủ size, đủ mẫu. Lấy cho em một cái điện thoại kia đây. Chị yêu nào lên like chấm bài giúp em. Chị yêu nào lên like rồi chấm bài lên đây cho em Trang nha các chị gái. Chị yêu nào lên like rồi chấm bài lên đây cho em. Em chào chị Trái Tuyết Nguyễn, em chào chị Lý Nguyễn, em chào chị gái Nga Trần. Cái này hàng hôm nay em sẽ đủ size từ 16 cân cho đến 40 cân. Cả bé trai và bé gái. Lấy điện thoại ra chia sẻ live stream và để bật cái test lên. Dạ, cả bé trai hôm nay đầy đủ size. Đầy đủ size cho bé trai, cả bé trai và cái bé gái. Lưu ý giúp em này, các chị nhìn cho em này. Quần của nhà em này. Đấy, hàng quần của nhà em ngày hôm nay nhá, nó là gì ạ? À, có tìm thấy cái áo của em không ạ? Chị điểm tựa ơi, các bạn chốt với nhân viên em không biết đâu ạ. Cái này các chị điểm à, có một cái áo ở đơn 1 cái kìa. Cái áo ấy cơ mà. Áo gì? Bộ 3 chi tiết màu vàng cơ mà. Được chưa? Hôm nay là đầy đủ size nha các chị gái ơi, hàng hôm nay là đầy đủ size. Đầy đủ size số, chị yêu nào lên like chia sẻ bài em tặng một quần không đồng nhá. Chị yêu nào lên like rồi chia sẻ bài để em tặng quần không đồng cho các chị. Lưu ý này là chất bò giấy nhá. Các con kể cả những bé nào mà bình thường mình không bé, các bé không thích mặc quần giấy. À, các bé không thích mặc quần bò thì các bé cũng sẽ rất là thích mặc những cái mẫu bò như này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó siêu nhẹ và nó siêu giãn. Ôi, tại sao view này lại đứng lại đây này? Chị yêu nào mình vào like rồi mình chia sẻ bài giúp em nhá. Chị yêu nào mình vào like rồi mình chia sẻ bài lên đây cho em Trang với nhá. Chia sẻ bài lên đây cho em Trang được chưa? 2 lần về Trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm nào em tặng một chiếc quần không đồng. Để chờ, chơi mi game em tặng quần không đồng nhá. Ngày hôm nay là tặng quần không đồng cho các bé luôn. Chị yêu nào vào like chia sẻ bài giúp em. Để chờ, em chào chị rùa con. Chị yêu nào vào like rồi các chị chia sẻ bài giúp em nhá. Hôm nay rất là nhiều mẫu mà hôm nay không săn được quần cho bé là hơi bị tiếc luôn ạ. Em chào chị Trần Thái nhá. Chị yêu nào lên like rồi chấm bài cho em với nào. Em chào chị gái tập sống khác của phim này nhảy chậm đã man luôn. Để chờ, em chào chị Nguyễn Xu. Chị yêu nào lên like chấm cho em xin một chấm em tặng quà nhá. Em chào chị Nguyễn Siêu. Chị yêu nào lên like rồi chấm trên xin một chấm để em tặng quà được chưa? Tối thứ bảy luôn. Các chị nhá, ngày hôm nay thì đủ hàng. Con quần này về như là được hơn 1.000 chiếc thôi. Hôm nay có like áo thun mấy trai không? Có chứ, hôm nào cũng có luôn. Được chưa? Hôm nào cũng có hàng luôn nhá. Chị yêu nào vào like chấm bài đi ạ. Không nghe được á chị? Sao lại không nghe được ạ? Sao lại không nghe được hả chị ơi? Sao lại không nghe được hả chị ơi? Có quần bé gái 35 cân, ngày hôm nay quần bé gái em có đến 40 cân. Quần bé trai em cũng có đến 40 cân và lưu ý giúp em nha, toàn bộ là chất bò giấy. Nhận hàng được kiểm tra hàng xấu hoàn về. Đây này, cái này nó lại chạy rồi còn đâu nữa. Thấy chưa? Đây lấy cái dây buộc vào đây. Quay hẳn này. Tí nó lại chạy, mấy quay lần rồi. Để cho nó chạy hết đi. Không chạy được nữa thì em đẩy cái này ra thì nó không phải người. Chị bận không nghe máy được rồi, ok chị gái nhá. Bộ vàng đằng sau em bán 52.000 ạ. Đặt hàng mấy hôm chưa thấy điện chốt á, chị nhé đâu á. Sao lại chưa điện chốt đơn ạ, nhà em hôm nào cũng điện mà. Không phải like mà, nghe tốt mà. Nên chứ như nào, à là ý là không nghe được điện thoại đúng không ạ. Ok chị này, em chào chị Trần Ngân, Trần Nga nhá. Các chị ơi, ngày hôm nay thì quần bò ấy, ngày hôm trước nó chỉ có nguyên mẫu thêu hoa cúc thôi nhá. Nhưng mà ngày hôm nay nhà em về đủ mẫu luôn. Được chưa? Ngày hôm nay về đủ mẫu, có bé gái 40 cân chị nhá. Và lưu ý này, nhận hàng kiểm tra hàng. Riêng cái chất bò này của nhà em nhá, nếu như các chị bé mà không thích mặc các chị hoàn về. Em nói thẳng luôn. Bởi vì sao ạ? Hàng bò của nhà em ngày hôm nay ấy, nó là mẫu bò giấy nhá. Nó là mẫu bò giấy thì gần như là đáp ứng mọi yêu cầu của các bé luôn. Được chưa?
đáp ứng gọi là mọi yêu cầu của các con. Từ gì ạ? Mềm này, mỏng và nhẹ nha các chị em. Mềm, mỏng và nhẹ và cực kỳ đẹp. Được chưa? Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các chị yêu lưu ý cho em này. Em chào chị Hoa Tím. Chị yêu nào vào like chia sẻ bài để em tặng quà. Xét đằng sau vào băng băng, xét vàng đằng sau. Chị ơi là 52.000, hôm qua em bán dã man nhiều rồi ạ. Chị cho em đặt 2 bộ xả 10. Rồi ok chị, ok chị Ngọc Yến, mai bên em gọi lại. Chị yêu nào xem ở máy nào mình chấm máy đấy cho em. Và em chào chị Phạm Thanh nhá. Em đã ngồi ở giữa màn hình chưa mọi người ơi? Nay em đã ngồi ở giữa màn hình chưa ạ? Chia sẻ livestream để em tặng quà nha các chị em. Chia sẻ livestream cho em để em tặng quà. Các bác nhá, chia sẻ livestream cho em để em tặng quà. Hôm nay buổi tối là sẽ tặng bán. Hôm nay bán cái này là sẽ tặng cái này luôn. Được chưa? Hôm nay em chạy quần bò là em sẽ chủ yếu bán quần bò cho các bác luôn. Còn bộ của nam nữ hay không em? Còn nhiều lắm chưa? Được chưa? Nay là chủ yếu bán quần bò nên là sẽ tặng quần bò cho các bé luôn. Áp dụng cho các chị yêu mình chia sẻ like. Ủa ôi hàng này các chị ơi, nhìn quần bò cho em ạ. Có 22 cân, cái này em có tủ size. Quần bò nhà em hôm nay đủ size từ 16 đến 40 cân nha các chị em. Đủ size từ size 16kg đến size 40 cân này các chị nhìn cho em này. Toàn bộ kìa, toàn bộ là quần bò giấy nhá. Toàn bộ hàng của nhà em nó là bò giấy, mỏng, mềm và nhẹ. Được chưa? Chị Ốc Quyên ơi, ngày hôm nay có đủ bò lam và bò nữ. Hôm nay có đủ bò lam và bò nữ. Em chào chị Nguyễn Đạt, em chào chị gái Đô Nhí. Mỗi chị yêu vào like rồi cho em sang xin một nút chia sẻ em tặng quà. Ôi dồi ôi, mạng hôm nay làm sao cứ vào rồi lại tụt như này nhá. Em chào chị gái Nguyễn Hợp. Mỗi chị yêu vào like cho em xin một nút chia sẻ với trang cá nhân đi nhá. Mỗi chị yêu vào like cho em xin một nút chia sẻ nhá. Ngày hôm nay thì đủ size. Đủ size cho các bé từ gì ạ? Từ bé 16kg đến bé 40kg là đang có size và đang có hàng. Đấy nên là các chị em cố gắng săn cho em trong cái like này để các chị được đầy đủ size số nhá. Cố gắng trăng săn trong cái like này để các chị gọi là được đầy đủ size số và đầy đủ mẫu luôn. Được chưa nào? Bò giấy gọi là đẹp dã man, nhận hàng kiểm tra hàng. Không đẹp các chị trả về đây cho em. Bò lam em có, bò lam có, bò lữ luôn. Được chưa? Em có bò lam, em có cả bò lữ luôn nha các chị yêu. Được chưa? Máy bên này được 74 chị gái. Mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ. Em hỏi bộ vàng, à bộ vàng đằng sau không có 22 cân. Bộ vàng đằng sau là size nhí chị nhá. Bộ vàng đằng sau là size nhí. Đây bò trai đây. Bò trai nó cũng nhiều mẫu lắm. Bò trai của ngày nhà em ngày hôm nay nó cũng nhiều mẫu dã man. Được chưa? Không lên view nổi là thế nào nhỉ? Hôm nay mọi người đưa con đi trung thu hết rồi. Đây các chị yêu nhìn này. Hôm nay toàn bộ là bò giấy nhá. Lưu ý này, toàn bộ ngày hôm nay là bò giấy. Mặc rất là sướng luôn. Em chào chị Hiếu Nguyễn. Chị yêu nào lên like rồi cho em xin một nút chia sẻ được không ạ? Chị yêu nào lên like rồi cho em xin một nút chia sẻ nhá. Em bán gọi là bán tặng kỷ niệm các chị gái thôi. Lô này nhận hàng mình được kỷ niệm, à mình được bóc ra kiểm tra hàng cho em. May xấu chất xấu các chị hoàn về đây. Em nói luôn này, bò giấy của nhà em thì đỉnh luôn rồi ạ. Lên bộ dài tay rồi, ok chị gái luôn. Các chị nhá, em đã mang bò vào đây rồi thì em sẽ lên bò trước, em không lên thêm, lên theo yêu cầu được ngay bây giờ nhá mọi người nhá. Đợi em thêm một lúc. Mỗi chị yêu vào like làm cho em xin 2 lượt chia sẻ về trang cá nhân, 3 lượt lên hội chợ nhóm để chế độ theo dõi page cho em. Được chưa? Và để cho em xin cái chế độ theo dõi page nhá. Mọi người nhá, máy bên chị Hoa Tím nhìn có mờ không? Nếu mờ chị sang bên trang kia nhá. Nếu mờ sang bên trang kia, em chào chị Trần Ngân, Trần Nga 88 chị gái rồi. Em chào chị Ốc Quyên. Được chưa? 88 chị gái rồi ạ. Chị yêu nào vào like chia sẻ em tặng con quần bò này với giá 0 đồng. Được chưa? Em tặng. Ôi cha đợi mãi nãy giờ á chị ạ. Tặng một chiếc quần bò này với giá là 0 đồng. Áp dụng các chị yêu mình chia sẻ like, chia sẻ về trang cá nhân rồi phải không? Áp dụng các chị yêu mình chia sẻ livestream, chia sẻ về cái page này, về bên cái page kia đi. Em chào, ok. Cảm ơn chị Nguyễn Tiến Đạt. Bao nhiêu tiền một cái vậy chị Trịnh Thái ơi? Bán hôm nay phát giá các chị gọi là rẻ giật mình. Bình thường nhá, những cái giá rẻ nhất cho các chị là 74.000 đồng một chiếc đúng không ạ? Bình thường em bán là 74.000, 75.000 đồng một chiếc bò giấy như thế này. Nhà em vẫn bán suốt. Bao nhiêu lô trước vẫn bán như thế nhưng lô này về được rẻ hơn nhá. Em nói chung là cứ về được rẻ em bán rẻ, em bán kỷ niệm các chị. Chứ không quan trọng là gì ạ, em phải lãi nhiều nha mọi người nhá. Không quan trọng là em phải lãi bao nhiêu tiền. Được chưa ạ? Đấy, em sẽ lên tặng cho các chị cái bộ này, cái bò này với giá bao nhiêu tiền nhỉ? Em bán cho mọi người xem nào. Nào lên chia sẻ livestream cho em xin một cái điện thoại kia để em chia sẻ cái page kia lên nào. Mọi người lại mờ quá, mọi người không nhìn rõ. Được chưa ạ? Không. Đây các chị nhìn cho em này. Trời ơi, nó nhiều mẫu ạ, nó nhiều mẫu dã man ạ. Nhưng 100% nó là bò giấy á. Cái chun này chị em nhìn cho em nhá. Cái chun này không phải may để trang trí nhá. Đây cái chun này may là may để rút luôn. Được chưa ạ? Cái chun này, cái chun này của em là may để rút. Sao? Cái chun này là may để rút. Mẹ đã đưa con đến chỗ bà rồi. Cái chun này may,
làm may để giúp bảo thím thiết sẵn sàng. Tìm bà con đi, con không thấy bà con nữa đâu. Bảo thím thiết dẫn sang, bà ngồi đấy mẹ đã. Quần đẹp quá, cực kỳ đẹp luôn. Em chào chị Nguyễn Bin. Bữa nay có áo khoác kaki lữ em hết hàng chị nhá. Đây, các chị nhìn cho em này, nhiều hình ạ. Nhiều hình thêu và nhiều mẫu. Có 29 cân chị ơi, em đọc sai là từ 16 kg ạ. Từ 16 kg có bé 32 cân 9 tuổi không có chị nhá. Từ 12 kg cho đến bé bao nhiêu kg ạ? Cho đến các bé tầm 40 kg nhá. Từ 12 kg cho các bé đến 40 kg em bán cho các chị bao tiền ạ? 65.000 đồng một chiếc, có lữ thôi à, có là cả nam cả nữ, lên đơn cho em mã này là bò lữ, bò quần bò bé gái kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Ngày hôm nay em bán cho mọi người với giá là 65.000 đồng, kể cả size to, kể cả size bé nhá. Từ nhanh. Ok chị gái này, con nhà mình mặc cái quần bò nhà Trang đẹp lắm. Đúng rồi các chị ơi, thứ nhất là đẹp, thứ hai là các con mặc rất là dễ chịu nha mọi người nhá. Em bán cho các chị yêu là 65k. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Các chị chốt 1, 2 cái, 3 cái tùy mọi người. Được chưa ạ? Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán xấu các chị hoàn về nha các chị em ơi, nhiều mẫu đẹp quá, cực kỳ đẹp luôn. Được chưa ạ? Ngày hôm nay lên một cái nhá. Hôm nay mở màn xỉ cái này luôn là đóng 100 chiếc. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này là quần bò giấy kèm size kèm số điện thoại cho em. Các chị kèm luôn số lượng. Em bán kỷ niệm các chị yêu này, 65.000 đồng mỗi chị yêu chia sẻ cho em xin một lượt. Có bộ bé trai 35 cân không ạ? Bộ bé trai 35 cân em hết hàng chị nhá. Đây các chị nhìn cho em này. Nhìn cho em này, nó có cả ngày mai các chị thích lấy tum ống thì các chị báo nhân viên lấy cho chị mẫu tum ống. Còn nếu các chị không thích tum ống thì ngày mai các chị báo nhân viên là lấy dáng thường. Đây có cả trơn ạ. Được chưa ạ? Em lên đơn cho mọi người luôn với giá là 65.000 đồng. Lưu ý là chất bò giấy. Em không bán cái chất bò cứng cứng kia. Đây các chị nhìn cho em này. Chun của nó là để rút chứ không phải chun để may trang trí. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Ok chị Trần Hồng Nhung, chị Hải Quân em chốt đơn này. Nay có nhiều mẫu quần jean đẹp quá. Em cảm ơn chị Vân Anh nhá. Ok chị Hiếu Nguyễn để lại số điện thoại cho em này. Các chị lên đơn bộ vàng chị Bích Hoàn đợi em tí. Ok chị Trịnh Thái có luôn. 40 cân quay đầu dạ. Ok chị Hà Thu. 65.000 đồng mua 2 3 cái nhà em bằng đi ra ngoài mua một cái. Nhận hàng kiểm tra hàng chất xấu may xấu hoàn về. Được chưa ạ? Nhận hàng kiểm nó còn nhiều mẫu lắm các chị yêu ạ. Nó còn nhiều mẫu lắm, em còn chưa bóc hết đâu ạ. Mã này lên đơn cho em luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại nhá. Quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em, bộ vàng đằng sau lát em sẽ lên. Các chị nhìn cho em này. Form của nó là form dáng baby. Form này là dễ mặc nhất. Được chưa ạ? Form này là em cảm ơn chị Thanh Lê, quần bò bé gái cho chị Lý Nguyễn. Ok chị luôn này. Từ 16 kg cho các bé đến 40 kg đổ về. Các chị nhá. Bò này lưu ý là bò giấy. Ok chị Thoa Phạm em chốt đơn quần bò giấy. Bình thường những cái mẫu bò như này trước em bán là 74.000, 75.000 đúng không ạ? Mà các chị mua về các chị đã khen là quá rẻ và quá đẹp. Nhưng ngày hôm nay em ôm số lượng rất là nhiều luôn. Mấy cả nói thật luôn là cái hàng này cũng là may mắn mới ôm được hàng này. Vì chất rất là đẹp nhá. Còn nếu như hàng xấu ấy em không bán đâu. Được chưa? Hàng nào bình thường em bảo bình thường luôn. Cái này lên đơn cho là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị gái với giá là bao tiền ạ? 65.000 đồng một chiếc, nhận hàng kiểm tra hàng. Ok chị Nguyễn Hải Yến, kèm luôn số lượng các chị lấy bao nhiêu cái vào nhá. Các chị có thể lấy bao nhiêu cái vào, các chị kèm luôn vào đây có mẫu trơn này. Ok chị Phan Phi em chốt đơn, chị Đỗ Hường em chốt đơn nhá. Ok chị Thoa Phạm chưa đặt hàng rồi, ngày mai gọi nhá. Và ok chị Tuyết Nguyên quần bò rất là đẹp luôn ạ. Đây các chị nhìn này. Đó, cái dây chun này là để cái dây này là để rút không phải để trang trí nhá. Cái dây của nó là để rút và theo chun bụng của các bé luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là quần bò bé gái và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị yêu là bao tiền ạ? 65.000 đồng một chiếc. Lên đơn đầy đủ cú pháp cho em là quần bò bé gái kèm màu kèm size kèm số điện thoại cho em. Chị Vân Anh đợt trước mua 75.000 đúng rồi các chị em. Đây nó là hàng bò giấy, đều ôi sướng dã man luôn. Kiểm tra đơn hàng rồi ok chị gái nhé đỗ nhá. Lên cho em mã này luôn. Tất cả đều một màu đúng rồi, tất cả là đều một màu như này nhưng thêu khác nhau. Được chưa? Thêu logo thêu khác nhau, có trơn, có bo, có thêu các kiểu luôn. Quần bò bé gái ok chị Đạt Nguyễn ạ. Ok chị Nguyễn Xỉu ạ, quần bò bé gái cho em ạ. Chị Huyền Vũ em nhận được hàng rồi đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị gái luôn ạ. Lên giúp em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại nhá. Em bán cho các chị yêu với giá là 65.000 đồng một chiếc. 65.000 đồng một chiếc, trời ơi nó nhiều mẫu dã man luôn ạ.
quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em 65k. Mỗi chị yêu cho em xin một lượt chia sẻ đi ạ. Mỗi chị yêu cho em xin một lượt chia sẻ đi, em chơi mini game này. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ, em chơi mini game nhá. 65.000 đồng một chiếc, em chào chị Bống Nhí. Lấy mình một quần bò rồi, ok, comment lên cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Ngày mai các chị thích lấy hình gì các chị báo nhân viên cho em nhá. Thích lấy hình gì các chị báo nhân viên cho em. Đây là mẫu tum ống này, size từ 16kg đến size 40kg. Nhận hàng bỏ ra kiểm tra hàng có đúng là chất bò giấy không nhá. Ok, chị Cương Hưng Bùi em chốt đơn, chị Nguyễn Hồng Thúy quần bò có bé trai chị nhá. Chị Thoa Phạm có luôn ạ. Lên là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Ok, chị Chu Lan có nhá, chị Phong Vi Linh Anh có luôn ạ. Quần bò bé gái em bán các chị là 65.000. Đấy, ngày trước bán là 75.000 ạ. Lưu ý này, có đầy đủ size nhá, từ 16kg cho các bé đến 40kg cơ. Từ 16kg cho các bé đến tận 40kg. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Em gửi hàng đổi chị nhận được chưa ạ? Chị Thủy Phạm mới nhận được, bên em có bạn nhân viên chuyên gọi điện chốt, chuyên gọi điện về cho các chị nhá. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Quần bò bé gái kèm số điện thoại để em qua mẫu luôn này. Em bán cho các chị với giá nó bao tiền ạ? 65.000 đồng. Lưu ý là chất bò giấy nhá. Đây cái dáng của nó là dáng bếp ghi. Được chưa ạ? Lưu ý là chất bò giấy, dáng là dáng bếp ghi, hình này hình con gấu này. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Đẹp dã man luôn, em bán có 65.000 thôi. Đây các chị nhìn này, chun của nó, đây cái này của nó không phải may để trang trí. Được chưa? Cái này không phải là để trang trí mà để là rút luôn. Em bán cho các chị là 65.000. Ok, chị Hồng Nhung Nguyễn em chốt đơn, chị Trần Cảnh có luôn. 16kg đến size 40kg nhá, 16kg đến size 40kg. Mã lên đơn cho em luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em ngồi giữa màn hình chưa mọi người? Em ngồi giữa màn hình chưa ạ? Chị yêu nào chốt mã này lỗi không ạ? Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái. Có ạ, có cái gì ạ? Có bộ lỉ á, bộ lỉ có chị nhá. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái nhá, và kèm số điện thoại cho em. Em báo cho các chị em nhà mình với giá là 65.000. Dạ ok, chị Đỗ Hương có, chị Minh Bùi có quần bò bé gái luôn ạ. 65.000 đồng một chiếc nhá các chị gái nhá. Rẻ dã man, rẻ luôn ạ. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. 65k đầy đủ size, từ 16kg đến size 40kg nhá, 16kg đến size 40kg nào. Em chốt quần bò bé trai đi. Quần bò bé trai của nhà em cũng là mẫu bò giấy nhá. Đây quần bò bé gái này đẹp lắm luôn các chị yêu ạ. Kể cả những bé mà bình thường không thích mặc quần bò nhá, các chị em nhá, kể cả những bé mà bình thường không thích mặc quần bò ấy, thì cái mẫu này các con mặc cũng đảm bảo các chị luôn. Ơ sao ở bên này này em? À đây là mà pet bên kia. Thì các chị này, kể cả các bé không thích mặc quần bò thì các bé mặc cái quần bò này nó cũng vừa nhẹ vừa dễ chịu nhá. Vừa nhẹ vừa dễ chịu cho em. Được chưa? Lên cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em mới được có 252 lượt chia sẻ thôi ạ. Chị Vila có luôn ạ. À chị Vi đúng rồi chị nhá. Lên cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em là ok, lên đơn. Giá em bán là 65.000. Rồi bây giờ lên cho các chị quần bò bé trai đây. Mẫu quần bò bé trai đâu? Quần bò bé trai kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Em cũng bán giá 65k. Em cũng bán giá 65.000 nhá. Em cũng bán giá 65.000 đồng một cái. Cái gì? Quần bò bé trai kèm số điện thoại. Khổ quá, cái này này nó cứ quay. Đây quần bò bé trai của nhà em đây ạ. Quần bò bé trai 65.000 cũng đa size đến 40kg. Lên đơn cho em luôn. Dạ ok chị Hương Hoàng, để lại số điện thoại nhá. Ok chị Huy Xuân Bùi này. Chị yêu nào chốt quần bò bé trai comment lên là quần bò bé trai kèm số điện thoại cho em. Quần bò bé trai kèm số điện thoại, nhận hàng kiểm tra hàng. Chất xấu các chị Hoàn về đây cho em ạ. Dạ ok chị Hoài Dương Thị, ok chị gái luôn này. Mã lên đơn là quần bò bé trai cho em nhá, và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Mới được có 261 lượt chia sẻ độ thằng này được tiếp cận thì không có tí nào này. Nên thấy được nhiều đứa like không tài trợ mình. Mã lên đơn cho em là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Được chưa? Giá em bán các chị yêu là 65.000. Lưu ý là bò giấy nhá. Lưu ý là bò giấy. Có đầm 9 kia không chị? Có nha chị ơi. Lên cho em mã này, nhưng mà hôm nay em không lên đầm đâu ạ. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Quần bò bé trai kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Chắc là quần bò bé trai như nguyên xe to hay sao? Cả 11 bộ đỏ. Ok chị Nguyễn Sửu này. Lên đơn cho em mã này luôn là quần bò bé trai. Ôi size đến 40kg ạ. Size có size từ size 18kg đến size 40kg. Được chưa? Lên đơn cho em mã này là quần bò bé trai kèm số điện thoại nhá. Quần bò bé trai kèm số điện thoại. Áo chip em hết sạch hàng rồi. Hôm trước về lô đấy là hết hàng rồi chị nhá. Hôm trước về lô đấy là hết hàng rồi ạ.
Nhưng không còn áo chip. Áo chip chắc mấy hôm nữa em mới về sau. Sáng hôm qua đặt hàng mà chưa thấy gọi chốt đơn vậy chị. Chị Thùy Nguyễn ơi, đơn của nhà em hôm nay gọi chưa hết. Xem quần bò bé trai đây chị ơi, lên đơn là quần bò bé trai, em chả cảm ơn chị Bích Hoàng. Quần bò bé trai ok chị Nguyễn Dung này. Lên đơn là quần bò bé trai kèm số điện thoại cho em 65.000 đồng. Dạ ok chị Huỳnh Đào có nha, lưu ý là bò giấy. Mặc rất là dễ chịu luôn. Được chưa ạ? Mặc gọi là cực kỳ dễ chịu luôn nhá. Mã lên đơn cho là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nữa nào. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nữa nào. Được chưa ạ? Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nữa nha, để cho nó khỏi bị ẩn comment với cả lên tương tác một chút. 26-27 cân có sai chị nhá. Quần bò bé gái ok chị Liễu Phạm có hàng này. Mã này lên đơn là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Quần bò bé trai kèm số điện thoại cho em. Đấy, đấy, cái máy của tôi đấy nó lại chạy hết đi rồi. Rất là bực mình luôn đấy ạ. Em không bán quần cúc. Quần bò bé trai ok chị Hội Dương Thị, em chốt đơn này. Chị yêu nào chốt nữa không ạ? Lên đơn cho là quần bò bé trai kèm số điện thoại nhá. Lên đơn cho là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Ok chị Thái Nguyễn có này. Chị yêu nào chốt ạ? Chỗ em đang mưa to lắm á chị. Chỗ nhà em nó cũng đang mưa. Chỗ nhà em nó cũng đang chuẩn bị mưa ấy ạ. Nhưng mà đang tổ chức trung thu cho các con. Lên đơn là quần bò bé trai kèm số điện thoại đi ạ. Để em qua mã khác nhá. Em tặng mini game này. Cho em xin cái váy kia đi, tặng quà đi. Mã lên đơn là quần bò bé trai kèm số điện thoại ở trong này có rồi. Quần bò bé trai kèm số điện thoại nhé. Size từ 18kg đến size 40kg. Giá là 65.000. Giá là 65.000. Chị yêu nào chốt mình lên đơn cho em. Đấy chứ, chị yêu nào mình chốt mình lên đơn cho em. Má này là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Quần bò bé trai. Chị Tùng Diệp ơi, đơn từ hôm lọ thì chắc hàng không còn ạ. Quần bò bé trai kèm số điện thoại. Ok chị Hoàng Ngọc này, các chị vui lòng đặt lại nhé. Chứ còn đơn mà từ hôm lọ đến hôm nay các chị không nghe máy, các chị không gọi lại thì bên em cũng không lưu đơn đến lâu đấy đâu ạ. Rồi bây giờ em lên tặng quà các chị yêu này. Chị yêu nào chia sẻ rồi? Không có đâu, Linh Trần Hơi không có. Mẫu đợt trước lấy màu đen tím tham rồi thôi. Đợt trước chả gửi cho bao nhiêu cái màu đen tím à, màu tím tham rồi thôi. Mỗi lần nó về một mẫu khác nhau nhá. Mỗi lần nó về một mẫu khác nhau. Để chợ lên đơn là quần bò bé trai kèm số điện thoại thôi. Giá em bán cho các chị là 65.000. Giá em bán cho các chị yêu là 65.000 đồng. Em bật cái điện thoại nhá. Mười ngày rồi chưa nhận được à? Chị yêu Nhi lên số điện thoại xem nào, làm gì đơn nào mà lâu thế nhỉ? Chị yêu Nhi lên số điện thoại luôn, em kiểm tra đơn luôn. Ok, chị Toàn Nguyên quần bò bé trai luôn ạ. Có 65.000 đồng một chiếc thôi. Có 65.000 đồng một chiếc thôi nhá. Có 65.000 đồng một chiếc thôi. Lên đơn là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Đấy chứ, lên giúp em là quần bò bé trai kèm số điện thoại cho em. Đấy, đây này anh Đức này, đây này, nó cứ chạy như này này. Đấy, anh chỉnh cây đi. Em chịu. Chỉnh từ nãy giờ nó cứ nghiêng điện thoại như này. Chịu chết. Nói anh cứ kêu là em không chỉnh. Đây, buộc vào đây. Đợi em chỉnh cái máy tí nhá mọi người. Bộ đằng sau lưng chị bao nhiêu? Bộ đằng sau lưng em là bộ gì chị Hà Thu? Oh, được cứt. Đây này, khả năng là ở đây này. Nghiêng máy, dùng máy quá rồi. Không có đâu. Đây rồi, ok chị Phan Phi, đợi em tí em lên luôn. Đợi em tí em lên luôn, em chỉnh cái máy tí nha các bác ơi. Em tặng quà này. Em tặng quà nha các bác ơi. Chia sẻ giúp em chưa ạ? Dùng máy dã man rồi đây này. Ôi, hôm nay thì nhiều hàng đẹp lắm, hôm nào cũng thế hàng. Nó đang nghiêng 180 độ. Đặt từ đầu, cái lai.
Từ mấy hôm nay là cái cây này nó hỏng. Xem nó đã được chưa? Chị yêu Nhi lên số điện thoại kia kiểm tra đơn luôn đi. 0907. 0907 hai đơn này lại là con mẹ nó đi đâu rồi? 449 047. Rất là bực mình. Em mà cứ lên live xong mà cứ có cái gì chụp chặt em cáu lắm. Em cảm thấy tự nhiên cảm thấy nó bức xúc. Xong chưa? Hả? Xong chưa để vuốt lên? Đó. Tự nhiên kiểu mình chuẩn bị hết rồi xong nó cứ không theo ý mình là rất là bực mình luôn. Rồi em tặng quà nhé. Bộ lì bé gái đi chị Nguyễn Nhân đợi em tí. Chị Nguyễn Nhà với Nguyễn Nhân thì đợi em tí. Chà, em không like được nhanh thế đâu ạ. Cái này các chị lên cho em luôn này. Em tặng nhá, tặng luôn này. Các chị em mình đã chia sẻ ít nhất là 2 lần về trên trang cá nhân, 3 lần lên hội chợ nhóm rồi thì các chị hãng comment chơi mi game. Còn mình chưa làm đúng và mình chưa làm đủ thì mình ngừng comment nhá. Chị yêu nào mình chưa làm đúng, mình chưa làm đủ thì mình ngừng comment cho em. Em chào chị Đống Thu An, em chào chị Thanh Hồ. Chị yêu nào mình chưa làm đúng, mình chưa làm mà váy đẹp thế chị, cực kỳ đẹp luôn ạ. Chưa làm đúng và chưa làm đủ thì mình ngừng comment nhá. Lưu ý nha các chị yêu nhá, đã chia sẻ đủ này. 2 lần về trên trang cá nhân và ít nhất là 3 lần lên hội chợ nhóm rồi thì hãng comment chơi mi game. Còn mình chưa làm đủ, mình mới nguyên chia sẻ trang cá nhân hoặc mình mới nguyên chia sẻ trang hội nhóm đừng chơi nhá. Để cho các chị khác lên chia sẻ đầy đủ rồi chơi mi game nó nổi lên. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Tặng váy xinh gạch ngang số điện thoại. Ghim luôn chị yêu thứ hai. Có quần 10 tuổi không? Có chị ơi. Lên đơn xem mã này luôn là tặng váy xinh gạch ngang số điện thoại. Ghim luôn chị thứ hai luôn này. Ghim luôn chị thứ hai. Điều mê sáng quá nhỉ. Nên mọi người đi chơi trung thu hả? Tặng váy xinh gạch ngang số điện thoại cho em. Ghim chị yêu thứ hai. Anh ơi cho em xin cái bộ xinh xinh kia vào đây đi. Bộ xả 10 hôm qua đấy. Được chưa? Ghim luôn chị yêu thứ hai. Chị Thanh Lê lên đầu tiên, dạ ok, chúc mừng chị Đào Kim Như lên thứ hai. Chị Vân Hạ, chả bé Tết đây này à. Ok, tặng luôn cho chị Đào Kim Như. Bộ này ngày hôm nay về màu gì? Màu này đủ size không để lên. Được chưa? Chia sẻ livestream nhiệt tình nhá các chị em. Thì chị hàng chị chiều chị đi chưa? Chị Thỏ Trắng Suli hình như là chắc chưa đi kịp. Đơn chị Thỏ Trắng Suli đi chưa? Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nhá. Em bán qua một mã này, em còn một cái váy này lẻ size này. Hôm qua không biết bà nào chốt cái. Có một cái hôm nay chả có ấy nữa mà tí nữa tặng nốt. Con váy này bình thường em bán ra là 70 mấy nghìn, 80 mấy nghìn ấy. Đây các chị nhìn này. Đấy chưa, 7 mấy, 8 mấy nghìn luôn ấy. Em có thấy chơi mini game mà view nó thấp. Đó. Rồi bây giờ các chị lên đơn cho em mã này luôn. Hôm nay đặt là gì? Hôm qua đặt là gì rồi? Hả? Đặt 3 AB chưa? A chưa? B1 kèm số điện thoại 52.000 một bộ. B1 em có size từ 6-7kg. B1 ngày hôm nay em có size từ 7kg đến size 15kg. B1 4 tuổi quay đầu. Em bán các chị yêu là 52.000 B1 cho em. B1 kèm số điện thoại. Đây chị yêu nào chốt B1 comment lên là B1 cho em nhá. Comment lên đây cho em là B1 kèm số điện thoại. Đấy chứ ạ, giá em bán cho các chị yêu là bao tiền ạ? Tất cả các chị yêu được quà. Bên em ghi trang ghi tên nhá. Mọi người lên đơn cho em mã hàng này là B1 cho em với. B1 em bán cho các chị yêu với giá là 52.000 đồng. Không chơi với chị Trang nữa. Đó là chưa may mắn thôi các chị yêu ơi. Em không thiên vị chị nào hết nhá. Mọi người lên đơn cho em mã này luôn là B1 kèm số điện thoại. Được chưa? B1 kèm số điện thoại cho em. Bộ gái 27 cân đã rồi. Ok chị này. Ồ chị vào. Chị vào trang. Trang nào trời. Trang mới của em chị. Đấy là trang mới mà, trang pết mới của em chị nhá. Pết mới, các chị cứ ở bên pết đấy cũng được. Chẳng qua pết đấy thì sợ cái điện thoại nó hơi bị mờ. Các chị em lên đơn trên má này luôn là B1 kèm số điện thoại giúp em với nhá. B1 size từ 7kg đến size 15kg. B1 size 7 đến size 15kg Đấy, mai gọi cho em nhé. Ok chị Trần Nhung. Kiểm tra lại đơn hàng em sao rồi? Kiểm tra chưa anh ơi? Kiểm tra chưa? Để in em cũng đang gửi thử super ship xem nó có ổn định không. Nếu mà ổn định thì em gửi lâu dài. Còn nếu không thì em sẽ chuyển sang các chị thích sang giao hàng nhanh không? Để em sang giao hàng nhanh. Đấy chứ, lên đơn cho em mã này là B1 kèm số điện thoại cho em.
like áo trên tường đi. Ok chị, quần bò bé gái 20 cân có ạ. Ôi chị vào trang khác thảo nào không thấy ai comment chơi mini game. Ở chị vào trang mới tao đi hết mà có mười mấy chị, 14 chị ạ. Ok chị Thanh Thúy, quần bò bé trai luôn ạ. Em bỏ ghim nhá, quần bò bé gái ạ. B1 cho em kèm số điện thoại. Em bán các chị yêu với giá là bao tiền ạ? 52.000 đồng. 52.000 đồng B1 kèm số điện thoại hồng. Hồng này, hồng cam và gì ạ? Hồng, hồng cam và tím. Tím có sai không? Hồng, hồng cam và tím. Để cho B1 kèm số điện thoại cho em. B1 kèm số điện thoại. Ơ Trung Thu về rồi ạ con. Không thấy hay gì mà không nghe. Nghe thấy chốt đó chị Su Ca Lâm hay là như nào ạ? Ok chị Nguyễn Tiến Đạt. Ô, hôm nay hình như em tưởng em gọi chị rồi. Ok chị Hoàng Ngọc nhá, quần bò bé gái cho em này. Quần bò bé gái. Con vừa gặp bụi. Áo. Làm cái gì đấy mà bụi thế? Lên. Lên đơn là B1 kèm số điện thoại nhá. Giá em bán các chị yêu là bao tiền ạ? Quần bò bé gái bao nhiêu tiền? Quần bò bé gái ủa rẻ dã man. Em chào chị Huỳnh Ngọc luôn này. Quần bò bé gái của em là có 65.000 đồng một chiếc thôi nhá. Lên đơn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Đây nhá, em tua lại một chút xong em lên những cái mã trên tường các bác chị. Nhiều lắm, hôm nay nói chung là quần áo nhiều mã luôn. Chờ hôm nay là quần áo là nhiều mã luôn nhá. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Lưu ý giúp em là toàn bộ là dòng bò giấy. Được chưa? Size từ 16kg đến size 2 đến size 40kg. Mã hàng này lên đơn cho em luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em báo cho các chị luôn. Em báo cho các chị luôn với giá là 65.000 đồng. Quần bò này là chất giấy nhá. Chất bò giấy mặc nhẹ tênh luôn. Lên cho em mã này là B1 à, quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Ngày mai thích lấy hình gì thì đấy. Trơn này. Trơn này, hình gấu này, hình hoa cúc này, các kiểu luôn. Được chưa? Quần bò bé gái kèm size kèm số điện thoại cho em. 16 cân đến 40 cân nhá. Cái này em có đầy đủ size từ size 16kg đến size 40 cân. Được chưa? Đến size 40kg từ size số 16 đến size 36. Mã giúp em là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em bán 65.000 đồng. Em bán 65.000 đồng. Bộ dài tay bé 25 cân. Ok chị này. Lên đơn cho em mã này luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Rồi ok chị Su Ca Lâm, quần bò bé trai 16-26. Ok chị Dương Kim Liên, em chốt đơn này. Cao 1m4 nặng 30 cân. Chị Huỳnh Ngọc lên cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại nhá. Đây là hình hoa cúc này. Dáng là dáng bé ghi mặc dễ dã man. Ok chị Nguyên Nhàn, em chốt đơn quần bò bé gái. Quần bò bé gái kèm số điện thoại. Chị ước mơ hồ bộ vàng đằng sau ạ. Đến 15 cân chị gái nhá. Quần bò bé gái. Ok chị Dương Kim Liên này. Cái này đẹp dã man luôn. Lưu ý là nhận hàng kiểm tra hàng cho em nhá. Chất là chất giấy, nhẹ như không mặc luôn. Được chưa? Nhẹ và rất là thoải mái cho các con nhá. Em bán là 65.000 đồng một chiếc. Lên đơn là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Quần bò bé gái kèm số điện thoại. Cái bộ đằng sau của em là mã B2 đấy chị. Ôi ôi, sao ok chị Nguyễn Thị Đào. À cái bộ đằng sau của em là B1 đấy chị. Anh ơi kiểm tra cái đơn của chị Yêu Nhi chưa? Xong kiểm tra đơn của chị cái gì Đào, Nguyễn Thị Đào này luôn đi. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái nhá, kèm số điện thoại cho em đây các kiểu đây giờ hết các hình cho các chị. Rồi em tua mã sang mã khác luôn này. Quần bò bé gái kèm số điện thoại. Giá em báo cho các chị. Thằng bố mày. Giá em báo cho các chị yêu là 65.000 đồng. Quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Các chị kèm luôn số lượng lên đây nha. Các chị kèm luôn số lượng lên đây cho em. Chốt được 10 ngày rồi mà 3 ngày trước nhân viên gọi điện là đánh sai số. Chị Ngọc Nam này. Sao bên này nó không báo mình à? Đơn của chị Ngọc Nam nó báo anh không? Đây này chị ơi, đơn của em được 10 ngày rồi mà 3 ngày trước nhân viên bảo gọi điện đánh sai số. Ok chị Diệp Thảo Linh em chốt đơn, chị Tuyết Sương em chốt đơn, có quần bò bé gái 40 cân không chị? Chị Tùng Diệp ơi, cái này của em nó có từ 16 cân đến 40 cân. Nha, em đọc đi đọc về rồi. 16 cân đến 40kg nha các chị em. Hàng nó có size số, được chưa? Có từ size 16 cho đến size gì ạ? Size 36, lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là 65.000, bò này là chất bò giấy. Mặc sướng nhất trong các cái dòng bò luôn. Được chưa? Lên là bò quần bò bé gái kèm số điện thoại là ok nhá. Có trơn, có hình gấu, hình hoa, hình các kiểu luôn, hình bo tum. Lên đơn cho em mã là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em không có quần ống loe. Không bán ống loe đâu chị ơi. Em chỉ bán dạng quần bò đi học cho các con bình thường thôi nhá. Lên đơn cho em mã là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Trần Cảnh, có quần bò bé 50 cân không vậy Trang? Quần bò 50 cân nhà em chỉ có bé trai thôi, không có bé gái. Nhà em chỉ có quần bò bé trai thôi, không có của bé gái. Được chưa? Nhà em chỉ có bé trai, không có của bé gái. Ok, 3 quần bò bé gái. Ok chị gái luôn, chất đẹp cực kỳ. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em xấu hoàn về nhá. Mặc nhẹ như không mặc luôn. Riêng các bé, kể cả những bé không chịu mặc quần bò các con cũng thích luôn. Cho em xin cái ấy đi anh ơi. Ga đi, hôm nay lên ga xịn đi cho các chị yêu đi. Đây các chị nhìn cho em này, áo này. Ôi,
áo này của em nó có số lượng nhiều không? Trời ơi, con áo này đẹp dã man luôn. Mặc với quần bò cho em thì cực kỳ sướng luôn. Đó, ok, chị ước mơ hồ để lại có 52.000 lên là B1 cho em. Được chưa? Ok chị Suka Lâm, à nghe. À nghe rồi, tại mới vô. Ok chị gái, mã này các chị lên đơn cho em luôn là gì ạ? Mã này các chị em lên cho em luôn này. Kèm màu lên đây cho em. Chốt bò giấy bé gái. Ok chị gái luôn. Chốt đấy cho các bé 2-3 quần. Về mặc thử cho các con xem có sướng không ạ. Mã này các chị lên đơn cho em luôn nhé. Size 25 cân. Size 23-26 cân. 23-26 cân nha các chị em nhé. 23-26 cân. Lên đơn cho em mã này là B2. Em bán các chị yêu với giá này. B2 của nhà em này nó là hàng đại cồ nên nó hơi cao một chút. Được chưa? B2 kèm số điện thoại em bán 58.000. Chị yêu nào chốt B2 comment B2 kèm số điện thoại. B2 em có màu hồng cam này. B2 em có màu hồng đậm, B2 có màu vàng. Chị yêu nào chốt B2 comment B2 kèm số điện thoại cho em. 23-26 cân size đại nhé. Size đại 23-26 cân. Ôi ôi, mẫu này đẹp lắm luôn ấy ạ. Đây các chị nhìn cho em này. Chất liệu ở đây nó là hàng da cá tàu nhá. Chất liệu của em đây nó là hàng da cá tàu. Lên đơn cho em là B2 kèm số điện thoại. Được chưa? Lên cho em mã này là B2 và kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là bao nhiêu tiền đi nhỉ? 58.000. Bốn kiểu khác nhau nhé. Ok chị Tùng Diệp, lên cho em mã này luôn là gì ạ? Lên đơn cho em mã này luôn là B2 kèm số điện thoại, được chưa? B2 nhà em trang với giá là B2 của nhà em với giá là 58.000 nhá. 58.000 cái kéo ở đây đâu rồi? B2 kèm số điện thoại cho em, đây là màu hồng đậm này. Được chưa? B2 em có màu vàng này. B2 em có màu vàng nhá. B2 em có màu hồng cam. Bộ vàng đằng sau có, chị ước mơ hồ ơi, bộ vàng đằng sau của em có, mã của nó là B1 chị ơi. Giá của nó là 52.000 ạ. Nó có từ size 7kg đến size 15kg, hàng size nhí chị nhá. Lên đơn cho em mã này là B2 đi ạ. Em bán cho các chị yêu với giá là B2, em bán cho mọi người với giá là 58.000. B2 kèm số điện thoại, được chưa? B2 kèm số điện thoại cho em, size 23 đến size 26 cân. Chỗ này, cái mẫu của em này, cái mẫu công chúa này đẹp quá luôn. B2 kèm số điện thoại cho em. Hôm nay lên bộ thu đông cho bé gái không em có chị nhá. Bộ thu đông cho bé gái chị lấy bao nhiêu lấy bộ bé bao nhiêu cân? Đây các chị nhìn cho này. Hình của nó này xinh chưa? B2 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán các chị yêu là 58.000. Cái này là chất dày nhá. Hàng da cá tàu vừa dày vừa mềm, được chưa? Lên đơn là B2 kèm số điện thoại cho em. B2 kèm số điện thoại. Em bán cho các chị yêu với giá là 58.000 B2 nhá. Xinh quá luôn các chị ơi, xinh quá luôn B2. Chị yêu nào chốt B2 comment B2 cho em xin bộ ấy đi anh ơi. Bộ hip hop đi. Bộ hip hop còn mấy bộ thôi. Bộ hip hop em còn mấy bộ. Chị yêu nào chốt B2 comment B2. Rồi em lên cho các chị B3. B3 em bán 35.000 đồng một chiếc B3. B3 size từ 26 đến size 36 cân. B3 kèm số điện thoại. Ok chị Kiều Doanh Nguyễn Thị em chốt đơn chị Hoàng Ngọc hôm nay có luôn. Ok chị Diệp Thảo Linh em chốt đơn chị Khúc Thị Hà. Ok chị gái luôn. Chị Hiền Trần có luôn B3. B2 ok chị gái lại B2 kèm số điện thoại. Bây giờ em lên cho các chị luôn là B3. B3 em bán 35.000. Dạ ok chị Dương Kim Liên em chốt đơn nhá. Lâu lắm em mới được đọc tên chị gái nhá. Ok chưa ạ? B2 lấy 29 cân rồi. Ok chị gái lên đơn là B2 cách số điện thoại cho em. Lên tiếp. Đã đến 26-27 cân thôi. Bộ bé trai 37 cân em còn hình như còn không nhỉ anh nhỉ? Cái này không phải rồi, không phải mẫu này, không phải mẫu này. Mẫu của bé đâu nhỉ? À đây em lên đó các chị, mã này là B mấy nhỉ? Đẹp dã man luôn nhá. Đẹp dã man luôn, em bán 35.000 đồng. Em bán 35.000 đồng. Cái này em số lượng của em đang còn rất là nhiều luôn. Số lượng của em còn rất là nhiều luôn. Mã này lên đơn cho em luôn là B mấy? B3 cách số điện thoại. Ok chị Vân Thủy em chốt đơn áo bé size 33 cân có. Ok chị Hiếu Nguyễn B2 và lên đơn cho em con này là B3. Có bộ thu đông cho bé trai không chị? Dạ em có, em chuẩn bị lên bây giờ. Các chị em lên đơn cho em mã này là B3. Em bán kỷ niệm các chị là 35.000 đồng. Em bán kỷ niệm các chị yêu là 35.000. Được chưa? Size từ 26 đến size 36-37 cân. Cái này của em nó là váy bò cho bé gái tay lỡ nhá. Cái này có túi luôn này. Cái này chất bò mềm 35.000. Được chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là B3 kèm màu, kèm số điện thoại. B3 em có màu nhạt và B3 em có màu đậm. Chị yêu nào mình chốt B3 mình comment lên đây là B3 kèm số điện thoại. Chị Kiều Hoàng thì em chốt đơn có khoác bé gái em có. Chị ơi có đầy đủ hết các mặt hàng rồi đấy. Lên đơn cho em mã này luôn là B3 kèm số điện thoại cho em. Xinh thế. Anh tìm mũ cho nó đi. Không biết là hôm qua bà vứt ở đâu. Mina. Ôi trời ơi, hai cô cháu ăn thịt gà xong quên mẹ đi. Quên rồi. Lên đơn cho em mã này là B3. Ok chị cô bé yêu em chốt đơn này B2 27 cân. Ok chị Hội Dương Hội nhá. Lên áo khoác bé trai 39 cân. Ok chị luôn ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là B3 đúng không nhỉ mọi người?
B3 nhé. Em bán cho các chị với giá là bao tiền ạ? 35.000 kèm màu. B3 em có màu đậm và B3 em có màu nhạt nhá. Cái này váy nó yêu dã man luôn các chị ạ. Váy bò mềm yêu dã man luôn cái này các con này. Các con mặc nó sẽ lỡ lỡ tay này, qua cái khỉu tay một tí nhá, váy thu của bé. Đẹp dã man luôn, chất bò mềm. Lên đơn cho em mã này là B3 cách màu, cách số điện thoại. B3 có màu đậm và B3 em có màu nhạt. Chị yêu nào mình chốt B3 mình comment cho em xin. Cái mã của nó là B3 kèm màu và kèm cân nặng cho em. Ok, B2 cho chị Vân Thủy. Áo bé trai 30 cân có luôn chị Lê Ngọc. Đợi em Trang xin cho em Trang mỗi mã cho em xin 1, 2, 3 phút đến 5 phút để em show mẫu cho mọi người nhá. B3 cho chị Huế Phan, ok chị gái luôn này. B3 em bán là 35.000 đồng một chiếc. Mã cho em là B3 kèm số điện thoại. Được chưa? Đây thêu hết này. Cái này của em nó là chất bò giấy nhá. Cái này của em nó là chất bò giấy. Chị gái nào mình chốt mã này mình lên đơn là B3 kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào mình chốt mã này mình lên đơn là B3 kèm số điện thoại. Được chưa? Giá em bán cho các chị là 35.000 B3 nhé mọi người nhé. Đẹp lắm luôn đấy ạ. Cái mẫu này đẹp dã man luôn. Lên đơn cho em là B3 kèm số điện thoại cho em xin bộ hip hop bé trai cho. Các chị em này, B3 ok chị Lý Nguyễn. B3 ok à? Chân váy anh lấy chân váy cho Bích đi. Ok này, chị Lý Nguyễn có, chị Phan Phi có luôn. Ok Vân Thủy có B3 và ok chị Hội Dương Hội có B3 cho mình luôn nhá. Chị yêu nào mình chốt B3 mình lên đơn cho em là B3 kèm số điện thoại. Mỗi chị yêu nhấn trên xin một lượt chia sẻ. Và ok chị Nga lên chốt đơn B3 chị nhá. B không phải V đâu ạ. B3 kèm số điện thoại cho em. Để chạm B3 kèm số điện thoại. B3 với B3 tới 36 37 cân nhá. Rồi ok chị Kiến Hoàng thì em chốt đơn của B3. B3 em bán có 35.000 đồng một cái thôi. Chị yêu nào mình chốt mình lên đơn là B3 kèm số điện thoại. Tiếp tục bộ hip hop này còn xa đến bao nhiêu cân này? Ok chị Luyến Hải em chốt đơn nhá. Thế chị B3 ok chị Thu Hà này. Chị yêu nào chốt B3 comment B3 và ok B3 chốt đơn cho chị Vila nhá. Chị gái nào chốt B3 nữa không ạ? Em chốt đơn cho chị Kim Hồng Phan B3 nữa này. Chị nào chốt B3 comment lên cho em xin mã là B3 kèm số điện thoại nhá. B3 và kèm số điện thoại cho em bán cho mọi người là 35.000 đồng ạ. Ok B3 em chốt đơn cho chị Thúy Hồng Tô. Ok chị Bôn Nguyễn có B3 này. Hôm qua chị Bôn Nguyễn có một cái mã gì nhỉ? Có một cái mã gì ở đây đấy ạ? Dạ ok, em chốt đơn B3 cho chị Hưng Hiền. Chị Hưng Hiền ơi, nhận áo phao chưa ạ? Cho em xin một cái feedback nào chị gái ơi. Áo phao bé trai mình nhận chưa? Áo phao hip hop ấy ạ. B3 em chốt đơn cho chị Thúy Doãn. Ok chị nhỉ, để lại số điện thoại nha chị yêu. Mã này các chị lên đơn cho là B4 cách số điện thoại giúp em. B4 kèm màu kèm số điện thoại. Em có size từ 25 cân đến size 35 cân. 25 cân xin lỗi các chị, đến size 32 cân. Em còn size từ size 25 cân đến size 32 cân. Cái này là mẫu hip hop của hàng Quảng Châu nhá. Hàng này của em nó là giá của nó là 95.000 đồng một bộ. Lên đơn là B4 kèm số điện thoại cho em. B4 em lên màu này. B4 của em màu vàng nhá. Các chị em ơi, mẫu này mẫu hip hop size đại cổ mà em bán giá chưa đến 100.000 đồng. Được chưa? B4 của em là có màu vàng này. B4 của em có màu đỏ cho các chị gái luôn này. Đẹp lắm luôn mọi người nhá. Đẹp dã man luôn, là lên là B4 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Giá em bán cho các chị yêu là 95.000 đồng một bộ. Đủ size từ size 25kg đến size 32kg. Lên đơn giúp em mã này luôn là B4 kèm số điện thoại cho em. B4 đỏ này các chị em nhìn này. Ok chị Thùy Doãn em chốt đơn B3 màu nhạt. Ok chị Bùi Tiền để lại số điện thoại nhá. B3 em chốt đơn cho chị Hiền Trần luôn này. Lên đơn cho em mã này luôn là B4 kèm màu kèm số điện thoại. À chị Hiền Trần chốt B4 chứ. B4 của em là 95.000 đồng. Các chị yêu có một bộ này luôn cho bé trai nhé. B4 kèm số điện thoại cho em. Màu này là màu da nữa này. Đẹp dã man luôn, 95k. Được chưa ạ? Cái mẫu này khách sỉ nhà em đóng dã man nhiều luôn. Lên đơn cho em mẫu này không hip hop của em, không có hip hop của bé gái. Em chỉ có những cái mẫu kiểu như thế này thôi. Lấy cho em phim cái mẫu của bé gái có mũ đi anh ơi. Lên đơn cho em mã này luôn là B4 kèm số điện thoại nhé. B4 cho em ạ. Ok chị Lê Ngọc, B4 30 cân. Bò giấy người lớn hay bé? Bò giấy là của bé chị nhá. Em ơi có bộ bé trai 45 cân. Em chưa có chị Nguyên Nguyên. Bộ bé trai 45 cân vui lòng chốt ra người lớn cho em. Ok B4 em chốt đơn chị Nguyễn Hạnh ạ. Còn bộ là 35 cân không? Bộ 35 cân thì không nhớ là còn hay hết ạ. Chị vẫn đang chờ chưa nhận được á? Thế á chị? Sao rồi mà chị để ở đâu mà lâu thế nhở? Được kiểm tra hàng đúng rồi chị ơi. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Lên đơn cho em mã này là B4 cho em, màu này là màu da nhá. Chị nào thực sự mình có nhu cầu mua hàng em cho các chị này xem hàng, mặc thử hàng thoải mái. Chị nào mình có nhu cầu mình chốt đơn được chưa? Cho em xem bộ 35 cân con em vừa không? Em không nhớ, không còn cái mã này. Cái này không còn bộ nào XL đâu đúng không? Cái này lên đơn cho em luôn là B4. Hôm trước nó có đến 40 cân. Nhưng mà hiện tại nó hết size to rồi các chị em nhá. Hôm trước mẫu hip hop này của em là có đến 40 cân nhưng mà hiện tại nó hết size to rồi. Lên đơn là B4 cho em rồi. Ok chị Bùi Tiền màu nhạt.
Em hết rồi chị Hồ Thị Thương, còn một bộ màu da này, nhưng còn một bộ màu da đến 40kg nhá. Lên đơn trên mã này là B4 kèm số điện thoại. Ok chị Nga Lê B4 nhá. Chị yêu nào chốt B4 comment B4 cho em được chưa? Bộ này của em nó là hàng gì ạ? Hàng chất da cá tàu. Hàng size đại cồ mà em bán cho các chị yêu với giá là 95.000 đồng. Chị yêu nào chốt B4 comment B4 cho em. Cái này vừa dày vừa mềm nhá, các con mặc rất là thích luôn ạ. B4 cho em và kèm số điện thoại nhá. B4 và kèm số điện thoại cho em. Tiếp tục em lên cho các chị B5. B5 này nó lại hàng sộn size rồi. B5 nó lại sộn màu sộn size rồi. Đơn B4 rồi. Ok chị Nga Lê có luôn. Quần bò bé gái sau. Ôi chị Thơm Kim ơi, tí em tua lại cho. Em bán có 65.000 đồng một chiếc thôi ạ. Mã này lên đơn cho em luôn này. Các chị nhìn cho em này, cái tay của nó này. Tay của nó lớp bên trong là như này, bên ngoài lót ren phòng nhá. Các chị em nhá, cái mẫu này nó lại sộn size. Có nghĩa là mỗi màu nó sẽ nhảy một size. Các chị hiểu không ạ? Mẫu sộn size đấy ạ. Nên là các chị em mình hoan hỉ chốt màu, chốt cân nặng thôi. Chứ sợ là màu thì nó lại đây này, ví dụ như này nhá. Số 1 nó màu hồng này, số 2 màu da, số 3 màu vàng, số 4 màu hồng nhạt, số 5 màu xanh kem. À số 5 lại màu vàng, số 6 lại màu xanh kem. Nó lại màu sộn như này. Các chị em nhá, lên đơn là B5. Em bán 58.000 B5 cách số điện thoại. B5 kèm số điện thoại size đến 20 cân. B5 của em là có size đến 20kg. Lên đơn cho là B5 đi ạ. Đẹp quá luôn mọi người nhá. B5 là mẫu em đang treo ở đây này. Được chưa? B5 kèm số điện thoại cho em. B5 kèm số điện thoại cho em Trang. Em có size cho các chị gái từ bao nhiêu cân ạ? B4 người lớn hay em bé? B4 là cũng bé. Đang lên hàng em bé, em chưa lên hàng người lớn. Cái này em có size từ 12kg đến size 20kg. B5 kèm số điện thoại. Các chị nhìn cho em này, xinh chưa? B5 cho em và kèm số điện thoại nhá mọi người này. Tay của nó này. Được chưa? Em bán 58.000. Chị yêu nào chốt B5 comment B5 cho em. Chị yêu nào chốt B5 comment B5 nhá. B5 cho em. B5 em có màu hồng này. Cái này sợ là chọn màu thì ngày mai nó không có. B5 cho em ạ. Rồi ok chị Đặng Hương Giang, ngày mai có thì em sẽ chốt đơn. Cái này không có 29 cân. Chị Hiếu Nguyễn ơi, lên cho em mã này là B5 nhá. B5 nó không có đến 29 cân đâu, có đến 20kg. B5 nó có từ số 1 đến số 6. Em tưởng của người lớn, dạ không ạ. Chị gái nào chốt mã này lên đơn cho là B5. Cho em xin cái móc ra đây anh ơi. B5 em bán cho mọi người là 58.000 hàng Quảng Châu nhá. Chị gái nào chốt B5 comment B5 cho em. B5 em không có 28-29 cân chị nhá. B5 em chỉ có đến 20 cân thôi. Có từ 12 cân đến 20 cân. B5 kèm cân nặng cho em. B5 ok. B5 màu vàng. Ok chị gái này. B5 13 cân cho chị Tùng Diệp. Chị Đặng Hương Giang có. Chị Lan Thanh có B5. Chị Nguyễn Hạnh B5 ok chị gái luôn. B5 là dưới 20 cân thì mình chốt đơn nhé. Trên 20 cân mình không chốt mã này, bởi vì nó không có size. B5 em chốt đơn cho chị Dương Kim Liên. Ok gái, chị gái luôn ạ. Mã này lên đơn cho là B5 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Em bán cho mọi người với giá là 58.000 đồng một chiếc, 58.000 đồng một chiếc. Cho em xin cho em xin cái mũ đi anh ơi. À cho em xin cái bộ có mũ của bé gái đi, size đại ấy. Lên đơn cho các chị luôn là 58.000, B5 kèm số điện thoại. Xinh chưa mọi người ơi? Xinh chưa? Áo kiểu nhá. Cái này là áo kiểu B5 cho em ạ. Và ok chị Tô Hồng Thúy B5 luôn ạ. B5 kèm số điện thoại cho em. Được chưa mọi người ơi? Đẹp dã man luôn ạ. Em bán cho các chị yêu với giá là bao tiền ạ? 58.000 B5. Rồi ok B5 cho chị xinh xinh. Chị yêu nào chốt B5 comment B5. Chị nào có đơn lưu comment dồn đơn lưu nhá. Chị yêu nào có đơn lưu comment dồn đơn lưu cho em nhá. B5 kèm số điện thoại. B5 kèm số điện thoại cho em bán 58.000. Chị nào có đơn lưu mình comment cho em xin cái mã là dồn đơn lưu. B5 kèm số điện thoại cho em. Ok chị Hoàng Hà. B5 này đẹp dã man luôn mọi người ạ. B5 đủ size từ số 1 đến số 6 nhưng mà nó lại sộn màu này. Em cũng chưa phân màu, em cũng chưa phân size hết đâu. Chà. Cái này lên đơn cho em luôn là B5 kèm số điện thoại nhá, màu xinh chưa? Được chưa? Xinh dã man chưa? B5 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán là 58.000 B5 nhá, B5 58k. Chị yêu nào mình chốt B5 lên, B5 cho em lên bộ dài tay 28 cân. Ok mọi người luôn, em lên luôn bây giờ. Tiếp tục em tua lại nhá, chồng em đang chuẩn bị cái hàng, đang chuẩn bị cái hàng bộ 28-30 cân cho các chị gái. Đây chị yêu nào mình vào sau mình chưa xem được, có luôn có. Đây nó là dáng quần baggy luôn chị yêu này. Chị Hương Lê nhìn cho em này. Cái dây của nó để rút chứ không phải để trang trí nha mọi người, lưu ý. Toàn bộ dây là để rút, lên đơn cho em mã này luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Dáng của nó là dáng baggy form, chất vải là chất bò giấy, mềm nhẹ, được chưa? Mặc rất là thích luôn, kể cả bé nào không chịu mặc quần bò cái mẫu này mặc vẫn phê. Lên đơn cho em mã này luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em bán là 65.000 đồng. Hàng này bình thường không bao giờ có dưới 70.000. Cam kết luôn là hàng này bình thường không bao giờ có dưới 70.000. Được chưa? Lên đơn cho em mã này luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em bán các chị yêu với giá là 65.000 đồng một chiếc.
65.000 đồng, đủ size từ size 16 cân cho đến size 40 cân. Các chị em nhá, cái mẫu này tối hôm nay các chị chỉ cần lên đây rồi chốt 1-2 cái mã này về cho bé thôi. Chợ không cần chốt cái gì khác, chốt luôn cho em 1-2 cái quần này về cho các con mặc đi học. Lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. B5 cho chị Hội Dương hội bộ màu vàng ở trên có bán, chị ơi treo lên để bán chứ để làm gì đâu ạ. Lên cho các chị luôn mã này là gì ạ? B quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em, xinh chưa mọi người ơi. Dáng toàn bộ là dáng baggy nhá, toàn bộ là dáng baggy. Được chưa? Em bán cho mọi người với giá là 65.000 đồng một chiếc, đủ size từ 16 cân đến size 40 cân. 16 đến 40 lên đơn là mã B ạ, à, quần bò bé gái kèm số điện thoại. Quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là 65.000 đồng. Bò của nhà em đến 40kg, 16 cân đến 40 cân. Min đẹp trai đi học ngoan không con? Không ngoan, à ngoan thì ngoan chứ không ăn bạn. Quần bò bé gái kèm số điện thoại này, cả trơn cả hình. Ngày mai thích lấy hình gì thì lấy nhá. Lên đơn là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Tua lại lần này nữa thôi nhá. Chợ chỉ cần chốt cái mã này thôi, giá ok rồi ạ. Mã lên đơn là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Có size đến 40kg. Có size đến 40kg. Cái cây này hôm nay nó đang bị dở trứng. Anh Đức ơi, lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Quần bò bé gái em có đủ size đến 40 cân. Các chị chốt bao nhiêu cái các chị comment luôn nhá. Ok chị Dương Thị Hà, quần bò bé gái 40 cân. Cái này mặc nhẹ như không luôn. Rồi ok chị Xinh Xinh em chốt đơn, chị Yến Yến Vân em chốt đơn quần bò bé gái này. Có ngần này mẫu luôn nhá. Lên đơn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em bán cho mọi người với giá là 65.000 đồng một chiếc. Dạ ok chị gái luôn, chốt 2-3 cái cho em. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ok chị Đặng Hoàng Thảo Ngân, cái này đẹp dã man luôn, bình thường không bao giờ có dưới giá 75.000 đồng một chiếc quần bò giấy đâu ạ. Được chưa? 65 hay là bao nhiêu? Min mặc tầm 60 thôi. Lên đơn cho em. Ok chị Huệ Đặng có luôn này. Bao nhiêu tiền một bộ, bộ gì nhỉ chị ơi? Tiếp tục em lên cho các chị mã này luôn. Quần bò bé gái của nhà em là 65.000 đồng một cái. 65.000 đồng một cái nhá chị ơi. Được chưa? Quần bò bé gái em chốt đơn chị Luyến Hải, chị Đặng Hoàng Thảo Ngân có rồi ạ. Các chị lên đơn cho em mã này luôn ạ, cho em xem, cho chị xem lại hình rồi đợi em một tí nhá. Có áo len bé trai 24 cân đó chị Phương Đỗ, hôm qua vừa lên đấy ạ. Ồ, ok mọi người này, cái màu này của em xem có màu gì này. Có tất tổng cộng là 3 màu cho các chị gái luôn. Quần bò bé gái ok chị Oanh Oanh cho em xin số điện thoại nhá chị gái nhá. Xin số điện thoại nhá chị ơi. Ok chị Thùy Doãn em chốt đơn, chị Quỳnh Nhi em chốt đơn. Hôm nay em bảo rồi các chị xem like của em chỉ cần chốt 1-2 cái quần này về cho bé mặc thử thôi. Được chưa ạ? Đẹp thì mình nhận hàng, xấu mình hoàn về cho em. Lên đơn là quần bò bé gái kèm số điện thoại nhá. Lưu ý là chất bò giấy mà em bán có mấy chục nghìn thôi các chị gái ạ. Rồi ok chị Quỳnh Nhi chốt đơn, chị Thùy Doãn có luôn, chị Bình Phương có quần bò bé gái ạ. Chị Oanh Oanh để lại số điện thoại nhá chị gái ơi. Lên cho em mã là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em bán 65.000 đồng một chiếc. 65.000 đồng một chiếc quần bò dáng baggy nhá. Mà hàng này các chị nhìn cho em này. Nó chuẩn từ cái chun này đi. Được chưa ạ? Chuẩn từ cái này này. Không phải cái này là để trang trí đâu nhá, mà nó là để rút. Được chưa? Hàng này nó làm dài như thế này, làm chuẩn như thế này để rút cho các bé thôi. Theo bụng nhá, không phải để trang trí. Được chưa? Dáng là dáng baggy đẹp như này. Được chưa? Lên đơn cho là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Ok chị Nhung Nhung có luôn, cho chị xem mẫu quần bò bé gái chị Nguyễn Chuyên em vừa lên rồi đấy ạ. Cho chị hai cái khác nhau, đúng rồi chị nhá, lấy hai cái cho em, 2-3 cái cho em nhá. Bò bé gái 28 cân hà và hai bộ màu. Ok chị Hiếu Nguyễn, cho em xin lại số điện thoại của mình nhá chị. Ok chưa các chị gái ơi, lên áo khoác bé đi chị. Dạ ok, đợi em một tí chị Suri bông quần bò bé gái. Ok chị luôn ạ. À, tiếp tục em đây nó các chị mã này luôn là B mấy nhỉ? B5 à. B6 kèm số điện thoại, em bán 95.000. Size đại cổ cho bé từ 24kg đến 27-28 cân. Đến 28kg, 24 cân đến 28 cân là có size vừa. Chị gái nào chốt mã này lên đơn là B6 ạ anh. B6 kèm màu và kèm số điện thoại. Lưu ý giúp em đây, nó là hàng da cá tàu nhá. Đấy, nó là hàng size đại, hàng da cá tàu. Chị yêu nào chốt B6 comment B6 cho em. Cái này có mũ luôn cho bé luôn này. B6 cách số điện thoại, cái này các con mặc áo rời cũng được. B6 kèm màu kèm số điện thoại. Màu này của em là màu hồng cam này. B6 em có màu hồng đậm luôn này. Chị yêu nào chốt B6 comment B6. Em cả chị Đỗ Mỹ Ninh đây chị gái ơi, lên đơn cho là B6 đi ạ. Màu hồng cam, màu hồng đậm và màu hồng nhạt nhá. Lên cho em mã này là B6 cách số điện thoại cho em. Ok chị Hoàng Lan à, lầy mạng làm sao bị nhỉ, toàn bị đứng hình thôi. Thoát ra vào lại cho em xem nào. Thoát ra vào lại cho em xem nào. Hôm kia xem like lại không lên 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 bé trai á chị. Có mà hôm qua em lên lên bé trai mà. B6 cho em ạ, B6 cho 3 bộ 3 màu. Ok chị Dương Kim Liên B6 này. Áo bé trai 35 cân đợi em tí nhá chị.
B6 cho em ạ, có tầm 20 cân, tầm 20 cân nó lại rẻ hơn. Đó em tí, 20 cân nó lại rẻ hơn, đây là 24 đến 28 cân. Mã hàng B6 cách số điện thoại. B6 bé gái, ok chị gái Hiếu Nguyễn này. B6 em có hồng đậm nhá, hồng cam nhá. B6 hồng đậm, hồng cam và hồng nhạt. B6 hồng đậm, hồng cam và hồng tươi ấy, hồng hồng. Đó các chị gái nhìn cho em này. Chị Dương Kim Liên em chốt đơn quần bò bé gái cho chị Vũ Huệ có rồi chị nhá. Áo khoác bé gái các chị thích lên bé bao nhiêu tiền? À bao nhiêu cân? Em xả luôn cho mọi người luôn rẻ lốt nha các chị em. Gió thì nhà em còn ít, số lượng còn ít thôi. Lên đâu nó các chị luôn là gì ạ? Gió bé trai hình như em còn không còn tí à, còn một vài ba chiếc. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? B6 kèm màu kèm số điện thoại cho em, giá em bán cho các chị là giá em bán cho các chị yêu là 95.000 đồng một bộ. Ok chị Hiếu Nguyễn có, chị Luyến Hải bộ thu đông cho bé 40 cân em không có. B6 ok chị Mỹ Linh có hàng luôn này. B6 cách số điện thoại cho em. B6 cách số điện thoại chị Trần Thị Lành Lành. Áo bé trai 35 cân, bây giờ em có áo gió nhá. B6 kèm số điện thoại. Mã này em có không có bộ có mũ đâu. Cái này nó đắt cả mũ nữa đấy ạ. B6 kèm số điện thoại cho em. Có 25 cân từ 24 cân đến 28 cân này. B6 kèm màu em có 3 màu tất cả nhá. Có 3 màu tất cả, màu cam, màu hồng và màu cam cho các chị gái. Lên cho em mã này là B6 kèm số điện thoại. B6 kèm số điện thoại cho em, xin cái quần ghi vào đây đi anh ơi. B6 kèm số điện thoại, tiếp tục lên các chị B7 này. Ủa con B7 này xinh lắm. 8 đến size 14 cân. 1 2 3 4 8 đến 14 cân. Mã này lên đơn cho em luôn là B7. Ôi cái áo ngọc này của em nó đỉnh luôn. B7 kèm số điện thoại cho em bán 45.000. Chị yêu nào chốt B7 comment B7 nhá. Chị yêu nào chốt mã này comment cho em xin là B7 kèm số điện thoại được chưa? Chia mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nào. Áo khoác bé gái đi chị rồi ok. Chuẩn bị áo gió bé gái nha. Lên đơn cho em mã này là B7. Em có size từ 7kg đến size 14kg. 7 đến 14kg đẹp chưa? Áo ngọc tay phồng. Hàng Quảng Châu nhá. Mã này lên đơn cho em luôn là B7 kèm cân nặng cho em và kèm số điện thoại. B7 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? Lên bộ bé trai 18 cân ok chị Kiều Anh Nguyễn Thị này. Ok chị gái nhá, áo thun bé đi em rồi ok chị gái. Áo thun bé trai ấy chị. Áo thun bé trai biết còn mã nào không nhỉ? Còn áo len không chị? Em còn đấy chị Nguyễn Kha. Lên đơn cho em mã này là gì ạ? B7 kèm số điện thoại. Ok chị Nguyễn Hoa B6. Các chị lên đơn là B7 nhá, nó có các màu này. Hồng này. Chợ hồng. B7 đến 14 cân. Hồng này. 45.000 hồng vàng hồng đậm cho em. B7 kèm số điện thoại. Con này đẹp xuất sắc luôn nhá. Con áo này đẹp xuất sắc luôn, mã này B7 nhá. Mã lên đơn là B7, chất liệu là len tăm. B7 kèm số điện thoại. Đẹp lắm luôn các chị. Min đẹp dai à? Min đây đi trung thu à con? Hả? Min đi học có ngoan không? À, đang ăn bim mà cho bác miếng. Cho bác miếng bim. Cho bác miếng bim không? B7 ok em chốt đơn này. Chị Vân Nguyễn có luôn. Chị là chốt B7 comment B7. Đây các chị gái lên đơn cho nó là B8 kèm số điện thoại. B8 này mẫu này bé trai bé gái đều mặc được nhá. B8 này em bán rất là nhiều rồi. Chị nào mình chưa chốt được mã này mình lên đơn là B8 cho em. Có size cho bé gái hoặc bé trai từ 20 cân đến 37 cân, 38 cân đổ lại. Nói chung là em mặc vừa size to nhất. Cái size to nhất của nó đến 14 tuổi. Lên đơn cho em mã này là B8. Cái hình logo này, chữ sport này và chữ LV này 100% mật thêu. Lưu ý giúp em cái này nó là hàng gì? Da cá tàu dày và mềm. Lên cho em mã này là B8 cách số điện thoại. Em bán cho mọi người là 39.000 đồng. 39.000 đồng. Khoác xịn cho bé gái đi. Ok chị B7 cho chị Quyên Nguyễn này. Lên đơn cho em mã này luôn là B8 kèm số điện thoại nhá. B8 cho em kèm số điện thoại kèm cân nặng. Được chưa? Giá em bán cho các chị em nhà mình với giá là hả? Mũ. Mũ lên nó bao nhiêu? Lên đơn cho các chị luôn là B8 kèm số điện thoại cho em kèm cân nặng nhá. B7 11 cân ok chị này. Lên đơn cho em mã này là B8 cho em và kèm số điện thoại. Em bán cho mọi người với giá là 39k B8. B8 39k. Bộ dài 21 cân ok chị Quyên Kim. B7 cho chị Quyên Nguyễn. B8 cho chị Huệ Đặng. Chị còn tất không? Em còn tất chị nhá. Là em lên tất bây giờ. Lên cho các chị nơi mã này. Ngày hôm nay em tặng lốt các chị giá rẻ lốt cho nó hết. Vì áo gió nhà em còn số lượng rất là ít luôn. B8 25 cân ok chị Xinh Xinh. Trang ơi từ từ Quảng Trường về nhà Trang xa không? Bảo Trang ơi từ Quảng Trường về nhà tớ chắc tầm 4 cây hay sao ấy, 3 hay 4 cây gì đấy. Nhưng mà đường dễ đi lắm. Được chưa ạ? Không xem được các chị oanh oanh. Thoát ra mình vào lại cho em.
ở như kiểu là hôm nay nó đang bị mưa ấy các chị em, nó đang bị mưa lên mạng nó hơi kém. Dạ ok em chốt đơn cho chị Hiên Đỗ B8 này, chị Hòe Phan B8 có luôn này, chị Cẩm Chi mai gọi chốt, mai gọi chốt em nhé, mấy ngày bận không nghe máy được. Anh ơi ghi mai gọi lại chị Cẩm Chi. Ok chị Dương Kim Liên chốt đơn của B8 có áo khoác luôn ạ. À. Không rõ chị ơi thoát ra vào lại cho em. B8 em chốt đơn chị Dương Phan, ok chị Mỹ Linh B8 có hàng luôn ạ. À. Các chị lên là B8 kèm số điện thoại nhá. Bây giờ em bán cho các chị mã này còn 58.000 đồng. Dạ ok chị Đỗ Hà em chốt đơn chị Lê Thị Lâm này, áo khoác có. Chị Nhã có nha, chị Lê Thị Lam ơi. Ok chưa, B8 đủ size, ok chị Linh Trần Hay này, chị Đào Kim Như, ok chị gái luôn. Lên cho các chị mã này luôn là B9 nhá. Em bán cho các chị ngày hôm nay nhá. Được chưa ạ? 58.000 B9 kèm số điện thoại. Nhận hàng kiểm tra hàng gió mà xấu, chất mà cứng ấy, em nhận về. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này luôn là B9 kèm số điện thoại cho em. Đủ size cho bé từ 8 cân đến 20 cân. B9, ok chị Hưng Hiền em chốt đơn, chị Kim Hoàng Phan em chốt đơn nhá. Mã này các bác lên đơn cho em luôn là B9. Em bán cho mọi người với giá là bao tiền ạ? Các chị nhìn cho em logo này, theo hết nhá. 58.000 B9 kèm số điện thoại. B9, được chưa ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại cho em. Cái này các chị hoan hỉ giúp em là chốt màu. Cái này hình của nó thì hình nào em nói thật các chị luôn, cũng là logo thêu và đẹp như thế này. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này là B9 cho em. Các chị nhìn cho em bên trong lớp lót của nó này, xịn và đẹp chưa ạ? Cái mũ của nó này. Mã này lên đơn cho em luôn là B9. Dạ ok chị Phương Đỗ em chốt đơn của B8, áo khoác B9 22 cân. Ok chị Hiệp Đỗ luôn B9. Ờ à, về nhá, Min về nhá. B9 ok chị Quyên Nguyễn em bán 58.000. B8 ok chị Nguyễn Nhàn em chốt đơn này, lên đơn cho em mã này luôn là B9 đi các chị gái ơi. Em bán 58.000 đồng, áo gió nó đẹp từ trong ra ngoài, nhận hàng mình kiểm tra hàng cho em. Được chưa? B9 ok chị Nguyễn Quyên có nhá, chị Hội Dương Hội có B9 luôn này chị ơi. Em có đến 22 cân ạ. Trời ơi xuất sắc luôn ạ. B9 cho em màu mùa này các chị em mình này. Nhiều khi là áo gió của bé các con như là ăn uống nó hay bị rớt nước hay bị ướt các thứ đấy. Các chị hoặc là các chị hay phải giặt. Nó không ướt vào bên trong, thế nhưng mà mình hay phải giặt tủ thì mình cứ chốt cho bé tầm 1 2 cái. Em nói thật ngày mai em xả cái giá gọi là bằng giá xỉ luôn cho chị em mình rồi. Mã lên đơn cho luôn là B9, hàng đẹp từ lớp lót nhé. Lưu ý là gió toàn bộ là gió mềm như này. Logo này các chị nhìn yêu chưa ạ? Logo này các chị nhìn yêu chưa ạ? B9 cho em và kèm số điện thoại nhá. Ok chị này, chị Đỗ Hà có luôn. Áo khoác bé trai 6 cân đợi em tí, áo hồng phía sau bé là của bé gái chị ơi. B9 cho em kèm số điện thoại. Ok chị Huệ Vũ Huệ có đơn B9 luôn này các chị nhìn này. B8 á? Thôi chết rồi anh không ghi à? B8 là cái quần nỉ màu đỏ đá ấy. B9 kèm số điện thoại cho em bán là 58k. B9 kèm số điện, B9 không có 30 cân chị nhá. Em chào chị Thùy Ngân Nguyễn này, lên cho em mã này đây này, những cái hình TikTok các thứ này theo hết này. Được chưa ạ? B9 cho em và kèm số điện thoại. Em chỉ có size đến 22 cân nữa thôi. B9 em chỉ còn size đến 22 cân nữa thôi nhá. Em bán cho mọi người với giá là, để im em xem còn cái nào 30 cân không chị nhá. Đây em còn đến 2XL thôi, còn đến 20 mấy cân, 22 cân thôi. Mã hàng B9. Được chưa ạ? Đây hình ba con gấu các thứ này theo hết này. B9 cho em và kèm số điện thoại. Nhanh tay lên mọi người là. Em không tua lại mã nữa đâu nhá. Em không tua lại đâu tại vì đấy các chị thấy không, em dơ mãi không thấy hết mẫu được của nhà em. B9 cho em và kèm số điện thoại. Em bán cho các chị yêu với giá là 58.000. Rồi ok chị Lê Vững em chốt đơn của Lê B9 chị áo gió bé gái 30 cân đợi em tí nhá. Ok chị Lan Hương có luôn. B9 kèm số điện thoại, em lên đơn cho các chị gái với giá 58.000. 58.000. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em, chất gió siêu mềm, lớp lót siêu đẹp. Đây các chị logo này thêu này. B9 cho em, chị Thùy Doãn có, chị Dương Kim Liên có, chị Phương, chị Dương Huệ có. B9 em bán 58.000 đồng. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ, em tặng luôn con áo gió, một chiếc áo gió cho các chị gái luôn. B9 kèm số điện thoại này. Thinh chưa các chị, những cái logo này xinh lắm luôn ạ. B9 cho em và kèm số điện thoại nhá. B9 em bán 58.000 đồng, con áo gió nhăn. Có mẫu gió nhăn, có mẫu gió mềm, lên đơn là B9 kèm số điện thoại, lớp nốt của nó thì đẹp vô cùng luôn ạ. B9 kèm số điện thoại cho em là ok. Được chưa? Size từ 8 cân đến size 22 cân. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nào. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nào. Em bán các chị là 58.000. Em qua mã nhá. Đấy nó chưa hết. Rồi ok chị gái Lan Hương, ngày mai bên em còn gọi điện chốt đơn nhá. Các chị cứ để lại mã cho em kèm màu để ngày mai các chị nhẫn màu. Được chưa? Ngày mai bên em sẽ gọi điện cho mọi người luôn là gì ạ? Các chị ơi lấy cái mã gì? Bên nhà em gọi điện chốt đơn nhá mọi người nhá. Em không có đến 25 cân nữa đâu. Em chỉ có đến 22 cân thôi ạ. Đây các chị nhìn cho em này. Gió của nhà em nó siêu mềm và nó siêu đẹp nhá. B9 cho em kèm số điện thoại. Được chưa?
58.000 có áo khoác jean nữ nhỏ không chị? Em còn chị ơi. Mã hàng B9 cho em. Nó đẹp xuất sắc như thế này ạ. Giá em bán cho các chị em là 58.000 đồng B9. Chị yêu nào chốt B9, comment B9. Áo gió hai hồng vàng. Chị khoan lập 50, em không còn 25 cân nữa rồi chị nhá. Mẫu này là em không còn 25 cân ạ. Chị yêu nào chốt B9 nên B9 em có đến 22 cân đổ về. B9 em có đến 22 cân đổ về. Anh ơi, cho em xin cái áo gió gió nhăn của nữ kìa. Chốt nốt đi cho nó hết đi. B9 kèm số điện thoại. Cái mẫu mặt cười hôm trước anh bảo có đến 30 cân mà em không nhìn thấy cái mẫu mặt cười đấy đâu nữa rồi nhá. Anh Đức nhá. Cái mẫu mặt cười ấy. Anh thấy cái mẫu áo gió mặt cười đâu, ông mang vào đây đi. Các chị lên đơn cho em mã này luôn này. Là B9 áo khoác bé trai 6 cân rồi, đợi em tí thôi lên luôn nào. B9 kèm số điện thoại. Áo gió nhăn này em còn duy nhất màu đen. Áo gió của chị em mình còn duy nhất màu đen. Thanh ní lốt cho các chị luôn. Thanh ní lốt cho các chị màu đen này. Áo gió nhăn còn duy nhất màu đen. Gió nhăn hàng cao cấp nha mọi người. Áo gió nhăn. Để cho bạn lưu ý là áo gió nhăn hàng cao cấp này còn duy nhất màu đen thôi. Đây các chị nhìn này. Em bán thanh ní lốt các chị là 89k. Hàng này bình thường em bán là 98.000. Nhưng bây giờ nó chỉ còn nguyên một màu đen. Bộ dài tay 21 cân. Đợi em tí nào. Lên đơn cho em mã này luôn là B10 cách số điện thoại. Ồ con này đẹp quá mà. Áo gió nhăn hàng cao cấp lên đơn là B10. Em có đủ size. Hàng có size số nhá. Hàng đầy đủ size số cho các chị từ 40 cân cho các chị đến 60 cân. Lên đơn cho em mã này luôn là B10 cách số điện thoại. Cho em còn một màu đen duy nhất. Thanh ní luôn 89.000. Thanh ní luôn 89.000. B10 này anh ghi này. B10 kèm số điện thoại. Hôm qua hỏi mãi không thấy trả lời á. Sao lại... Hôm qua em hỏi mãi không thấy trả lời chị Nguyễn Yến Như là như nào ạ? Là em không nhìn thấy comment của chị. B9 18 cân ok chị gái này. Áo len á chị, áo len hôm qua em chốt sợ là chưa có hàng. Áo hồng phía sau không có size 25 cân đâu, có size đến 20 cân thôi. Lên đơn trên mã này là B10 đi ạ. Áo gió nhăn hàng cao cấp em bán cho các chị gái với giá là 89.000. Còn một màu đen duy nhất thôi nhá. B10 kèm số điện thoại cho em xin cái bộ bé 20-21 cân đi. Bộ bé trai hay bé gái chị nhỉ? B10 kèm số điện thoại cho em. Chị đứng lên em xem với chị đây các chị ơi, đẹp lắm luôn. Để cho mọi người ơi, lên đơn cho em mã này luôn là B10 kèm số điện thoại nhá. B10 lưu ý nó là áo gió nhăn, mặc nó nhẹ như không mặc gì. Nhẹ dã man mà riêng cái dòng này nó không bay không nhăn. À không, như kiểu nó không bị cũ màu ấy mọi người. Mã này lên đơn cho em là B10 kèm số điện thoại cho em. B10 kèm số điện thoại nhá. Em mới vô chị. Ôi, B10 kèm số điện thoại cho em. Để cho giá em bán cho các chị yêu là 89.000 lốt. Bình thường hàng này em bán 99k nhá. Chợ còn một màu duy nhất thôi, em thanh lý lốt cho các chị. Để cho lên là B10 kèm số điện thoại cho em. Ở đây các chị này. B10 và kèm số điện thoại. Tiếp tục lên cho các chị luôn là B11. Ôi như đơn sỉ kia hôm nay em quên không đọc bộ này. Áo đỏ phía sau. Áo đỏ phía sau là áo len chị ơi. Áo đỏ phía sau như hôm qua chị chốt rồi đấy. Áo đỏ phía sau hôm qua là áo len đấy. Hôm nay em không lên lại đâu. Tại vì là nhiều chị em đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết. Mã này lên đơn đó các chị luôn là B11. Có áo thun bé trai. Không có áo thun bé trai rồi, còn mẫu nào không nhỉ? Cái sạch sẽ rồi phải nhỉ? Ai biết được bây giờ cứ lên áo thun bé trai thôi, còn mẫu nào không? Lên đâu các chị, mã này là B11, size từ 17 đến 21 cân. 17 đến 21 cân B11 em bán cho mọi người 85.000 B11, chất liệu hàng da cá tàu nhá. B11 85k. B11 em có màu vàng này. B11 em có màu hồng này. Lên đơn cho em là B11 kèm số điện thoại cho em xin quần u mì của Nam đi. Mấy bộ VIP đi. Hết rồi á. B11 kèm số điện thoại. Hả? B11 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị này vàng hồng. Đấy chưa? Đây có hồng pha nữa này, thể thao. Em bán là 85.000 đồng hàng Quảng à, cái này nó là hàng Quảng Châu, chất liệu là da cá tàu. Lên đơn cho em mã này là B11 kèm số điện thoại. B11 kèm số điện thoại cho em. Đấy chưa? B11 kèm số điện thoại em bán cho mọi người với giá 85.000. B11 này, hồng pha này. Lên cho em mã này là B11 cách số điện thoại. Đẹp lắm mọi người ơi này. Các chị nhìn cho em này. B11 cho em ạ. Chị
Hoàng Ngọc có, chị Dương Kim Liên có, B11 luôn. B11 ạ. À, có quần bé trai 45 cân em có, chị Nguyên Nguyên có đấy, hàng đấy chị ơi. B11 cho em này. Các chị em nhìn xinh chưa? Mã lên giúp em là B11 nha, em bán là 85.000 đồng B11 cho chị Tô Hồng Thúy. Em ơi có bộ dài tay 40 cân chị ơi, phải chốt sang hàng của chị em mình rồi. B11 cho em này, màu này là màu hồng pha tay, comment là hồng hồng nhạt pha tay này. Hồng đậm pha tay cho em này. B11 không có 32 cân chị ơi. B11 không có 32 cân chị nhá, đẹp lắm. B11 kèm số điện thoại. Ok chị Mỹ Linh, B11 em bán 85.000 đồng, chất liệu là da cá tàu cho em nhá. Chị gái nào chốt B11 comment B11 cho em, đẹp chưa? B11 kèm số điện thoại em bán là 85.000 đồng. 85k một bộ, đơn lên đơn là B11 kèm số điện thoại. Có chị nào muốn mua ga chống thấm xịn không? Còn chị nào mình muốn mua ga chống thấm xịn không? Còn chị nào mình muốn mua hàng ga chống thấm xịn nữa không, để em tua lên cho các chị này. Có chị yêu nào mình muốn ga chống, mua ga chống thấm xịn nữa không? Ga chống thấm xịn của nhà em này. Alo. Ga chống thấm xịn các chị comment lên đây. B11 cho chị Minh Anh. Lên đây cho em mã này là chống thấm xịn và kèm số điện thoại nhá. Chống thấm xịn và kèm số điện thoại. Cái mẫu này rồi hôm trước em về được. Xong là bây giờ em nó bị đứt đoạn ấy. Ok chị Nguyễn Kim, B11 em chốt này, có cho em ga chống thấm với ạ. À, ok chị gái luôn ạ. Đây là chống thấm xịn chất cốt tông nhá. Mã này các bác lên đơn cho em luôn là chống thấm xịn và kèm số điện thoại. Mét 8, mét 6 em bán 95.000 đồng. 2 mét x 2 mét 2 em bán 105.000 đồng. Lên đơn cho em mã này luôn là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Được chưa? Lưu ý giúp em chống thấm đây. Giá liên viết của nó là 375.000 đồng mét 6 và 395.000 đồng mét 8. Chống thấm này của nhà em là chống ga chống thấm cốt tông Hàn Quốc. Chất liệu cốt tông 100%. Lên đơn cho em mã này luôn là chống thấm xịn. Ok chị Dương Huệ em chốt đơn rồi. Đợi em tí chị Nhung Trần ơi. Ok chị Nguyễn Hoa, lên cho em mã này luôn là gì ạ? Chống thấm xịn và kèm màu, kèm số điện thoại. Cái này các chị chốt màu xanh là màu xanh, màu hồng là màu hồng thôi nhé. Nói chung ấy, toàn bộ những cái màu gọi là màu đẹp nhất cho các chị em mình luôn. Cái này các chị em mình không cần phải mua ga nữa nhé. Mua một cái này là đủ. Màu này là màu bó hoa này. Chống thấm xịn, kèm màu và kèm số điện thoại. Anh ơi vào đây để gặp cái này hộ em cái đã. Chống thấm xịn kèm màu kèm số điện thoại cho em. Màu này là màu xanh bó hoa nhá. Em chỉ dơ màu cho các chị em mình xem thôi. Anh ơi, mét 6 x 2 mét là 95.000 đồng. Mét 8 x 2 mét cũng là 95.000 đồng. Hình này của em là hình Doraemon. Lên đơn là chống thấm xịn chất cốt tông. Chị em mình làm 4 mùa quanh năm. Được chưa? Màu này của em là màu hồng này. Lên đơn màu của nó rất là đẹp luôn. Lên thì gặp luôn như thế vào đi. Lên đơn trên má này luôn là chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Màu này của em là màu hồng nhá. Lên đơn cho này, ngồi gặp luôn đây. Chống thấm xịn này, hình hoa xanh to. Lên đó các chị luôn là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Màu này của em là hình ô tô này. Lên đơn cho các chị luôn chống thấm xịn. Cái này của em là hình con chó này. Chống thấm xịn chất cốt tông. Giá liên viết là 375.000 đồng. Em bán các chị là 95.000. Lên đơn cho em luôn là chống thấm xịn. Hình màu xanh, màu hồng thôi. Xanh, hồng và lâu nhá. Lên giúp em mã này là chống thấm xịn vì giải lên nó rất là đẹp. Được chưa ạ? Chị yêu nào chốt chống thấm xịn comment chống thấm xịn cho em. Chống thấm xịn các chị cứ lên màu cho em nhá. À cứ lên màu cho em đây, mét 6, mét 8, 2 mét đây. Mét 6, mét 8 và 2 mét đây. Lên đơn là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Rồi bỏ ra đi nha. Chống thấm xịn và kèm số điện thoại cho em. Áo hồng đằng sau là có đến 20 cân chị nhá. B11 cho chị Hoàng Tuyền. Ok chị Nguyễn Như cho em khoai khai rồi. Ok chị gái này. Hai khoác jean nhỏ á chị. Hai khoác jean nhỏ là lên đơn cho em mã là chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em. Chống thấm xịn kèm số điện thoại nhá. Chống thấm xịn kèm số điện thoại. Còn chống thấm họa tiết bình thường em bán nó chỉ có mấy chục nghìn thôi. Chống thấm xịn cho chị Lan Anh. Chống thấm xịn cho chị Huệ Đặng. Ok chị gái luôn này. Lên đơn là chống thấm xịn kèm số điện thoại. Lên đơn cho em là chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em. Lên váy jean người lớn chưa trang em chưa có đâu chị. À váy jean người lớn nó chỉ có cái mẫu đuôi cá kia thôi. Nãy bị tụt cái gậy này xuống rồi. Ghét đéo chịu được hôm nay ấy. Chống thấm xịn cho em và kèm số điện thoại. Rồi ok chị Bùi Tuyền chống thấm xịn này. Chị yêu nào chốt thống xịn chống thấm xịn nữa không ạ? Còn phải lên áo cái gì đây chị Lan Hương em không hiểu comment nhỉ?
chống thấm xịn kèm số điện thoại cho em. Lên áo len á, lên áo gì? Lên áo gì chị ơi? Em không hiểu comment nhỉ. Lên cái gì chị nhỉ? Lên cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Lên cho em mã đấy là chống thấm xịn đi. Và kèm số điện thoại. Đây nha, em lên nó các chị. Đây như cái áo mà có những cái áo bóc ra sẵn rồi ấy anh ơi. Em bán 89.000 đồng 2 chiếc. Bán 89.000 đồng 2 chiếc áo đi. Anh cho em xin những cái mẫu áo bóc rồi ra đây. Em đỡ phải bóc những cái mẫu này đi. Nói chung hay là hàng đẹp xuất sắc. B bao nhiêu nhỉ? B12 cách số điện thoại. B12 cách số điện thoại cho em 7kg đến 17kg. Bộ đồ bé trai. Bộ đồ bé trai 17 cân à. Rồi ok chị này. Lên cho các chị mã này luôn, nhiều mẫu vào thì mới bán được combo. Mã này em bán cho các chị yêu là B12 kèm số điện thoại. Khoác bé gái rồi ok mọi người nhá. Lên quần bò dài bé gái em vừa lên rồi chị Hồng Minh. Lên đồ người lớn hàng dáng trẻ ok chị luôn này. Lên cho các chị mã này luôn là B12 kèm số điện thoại. Em bán cho các chị yêu với giá là bao tiền ạ? Các chị nhìn cho em này. B12 7kg đến 16 cân. B12 7 đến 16kg. Em chốt cho các chị với giá bao tiền ạ? 89.000 đồng 2 chiếc B12 kèm số điện thoại cho em. Trang ơi có quần bò bé trai? Có nha chị Linh Lê ơi, em có hàng đấy ạ. Cái gì chống thấm xịn này? Nó là chống thấm chị ơi. Em cảm ơn chị Sam Sam này. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? B12 kèm số điện thoại cho em. B12 em bán cho các chị với giá là bao tiền ạ? B12 89.000 đồng 2 chiếc B12 kèm số điện thoại. Các chị thích lấy màu gì thì lấy. Đẹp lắm luôn. B12 này các chị này. Mặc cho em với chân váy nhá. Mặc cho em với gì ạ? Với chân váy này. Mặc cho em với quần bò. Được chưa ạ? B12 cách số điện thoại cho em. Từ 7 cân cho đến 16 cân. Em chốt lên đây cho các chị với giá là 89.000 đồng 2 chiếc. 89.000 đồng 2 chiếc B12. Mọi người nhìn cho em này. Ôi xinh lắm luôn ạ. B12 cho em ạ. 89.000 đồng 2 chiếc. Cái này là chất cốt tông tàu. Chị yêu nào chốt B12 lên đơn là B12. B11 bao nhiêu cân vừa? B11 là cái gì nhỉ? Bộ da cá đến 21 cân. B12 chị Thảo Linh. B5 bao nhiêu ký vừa? B5 là cái gì đây? B5 là cái gì đấy anh ơi? B5 là áo len. Áo ren đến 14 cân. Đây lên đơn là B12, B12 chị Thảo Linh, B12 chị Hồng Minh. Lên đơn cho em mã này không có đến 28 cân chị nhá. Mã lên đơn cho em luôn là B12 cách số điện thoại. B12 cách số điện thoại cho em. B5 đến 20 cân. B12 cách số điện thoại cho em. Trời ơi đẹp dã man luôn ạ. Ngày mai thích lấy màu gì thì lấy. Dạ ok chị gái luôn. Rồi ok chị Nguyễn Như. Thêm cái chống thấm. Đúng rồi, ga chống thấm. Là ga chống thấm chất cốt tông nhưng mà nó có bên lớp chống dính ở bên dưới. À nó có lớp chống thấm ở bên dưới. Cái này không có 20 cân chị ơi, có cái mã. Cái mã em đang treo này có đến 20 cân này, cái mã này đẹp này. Mã lên đơn cho luôn là B12 cách số điện thoại cho em, xinh lắm luôn các chị em ơi. Em chốt cho các chị đến 16kg, 16-17 cân. Chị yêu nào chốt B12 comment B12. 89.000 đồng 2 chiếc, 89.000 đồng 2 chiếc B12 kèm số điện thoại. B12 kèm số điện thoại cho em 89.000 đồng 2 chiếc. Áo thun bé gái 25 cân nha chị. Áo thun bé gái 25 cân. Em chưa có hàng rồi chị ơi. Để chợ lên đơn cho em mã này luôn là B12 cách số điện thoại. Ôi con này đẹp dã man chưa này. B12 cho em và kèm số điện thoại 89.000 đồng 2 chiếc. À, các màu đây 89.000 đồng 2 chiếc B12 nhé. B12 cách số điện thoại cho em 89.000 2 chiếc B12. Chị yêu nào chốt B12 comment B12 kèm cân nặng. Ngày mai các chị thích chốt màu gì thì chốt. Chợ còn cái này em nói luôn này. Hình của nó hình nào cũng xinh. Mã nào cũng đẹp như thế này. B12 kèm màu kèm số điện thoại cho em 89.000 đồng 2 chiếc nhá. Đấy chứ ạ, B12 kèm số điện thoại. Cái mẫu này là mẫu gì đây anh ơi? Mẫu này là mẫu gì đây? Giá bao tiền đây? B12 kèm số điện thoại cho em. Đây. Các chị em ơi, mẫu này đẹp chưa? Mẫu này không biết là bao tiền. Anh ơi xem lại cái giá này của em phát nào. B12 cho chị Love Linh. B12 kèm số điện thoại cho em. Mẫu áo của bé này. Mẫu này bao tiền? Thế thì chịu chết rồi. Em bảo ghi, có ghi hết ra đấy. Cái này em chốt cho các bé từ 30 đến 35 cân này. Mẫu này là nó phải là mặc là rộng nhá. Mẫu áo hoodie có túi này này, là nó phải mặc rộng. Em cứ vừa mặc vừa là các bé đến 35, 36 cân là vừa. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này luôn là B13 cách số điện thoại. B12 cho chị Nguyễn Hải Yến.
Có áo khoác dài tay người lớn không? Em có chị ơi. Áo gió đúng ạ. Lê đơn trên mã này là B13. Trời ơi đẹp thế. Đây mọi người nhìn cho em này. B13 cho em ạ. Ôi con áo đại size này của nó là size 30-35-36 cân nhá. 30-35-36 cân mẫu áo ho đi. Dạ. Đặt trước bán cho các chị những cái áo 49.000 quá rẻ luôn. Cái này cao nhỉ. Cái này của em nó là chất liệu là hàng da cá tàu. Em bán là 85.000 đồng. Mã hàng B13 kèm số điện thoại. Size đại cổ nhá. Mã này của em nó là size đại cổ cho bé. Được chưa ạ? Từ ngoan lên đây. Từ cho bé này là từ 30-36 cân. Mã này lên giúp em là B13 cách số điện thoại. Cái mẫu này thì đẹp lắm luôn. B13 cách số điện thoại cho em. Em bán cho mọi người với giá là 85.000 đồng. Áo ho đi cho bé gái. Áo ho đi cho bé gái. Lên đơn cho em này. Cất áo len đi. Lên đơn cho em mã này là B13 rồi. Hôm qua chị nào không xem được áo len thì tiếc lắm luôn. Chị yêu nào hôm qua không xem được áo len thì tiếc lắm luôn. Em có 3 màu luôn. B13 em có 3 màu hồng trắng. B13 cho em, B12 cho chị Nguyễn Yến, cho chị Hồng Cẩm. B12 trắng 28 cân là cái gì? Không có 28 cân chị ơi, nghe rõ cân nặng đi các chị gái. Lên đơn cho em mã này luôn là B13. Ôi con này đẹp chưa? Đẹp quá luôn ạ, B13 kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị gái với giá là 85.000 size đại nhá. Cái này size của em là từ 30-36 cân. Được chưa? 30-36 cân cái mẫu áo hoodie này các con mặc kiểu rộng rộng đấy. Mẫu này này, chất liệu là hàng da cá tàu siêu đẹp. Mã hàng này lên đơn cho em là B13 kèm số điện thoại. B13. Rồi ok chị Hội Dương Hội rồi. Có áo khoác bé gái em vừa lên rồi chị Lớp Linh ơi. Lên đơn cho em mã này là B13 kèm số điện thoại cho em. Có 3 màu nhá. Có màu hồng em đang treo. Để chạm màu hồng, màu trắng và màu cam. B13 cho em kèm số điện thoại kèm màu. Con này đẹp lắm. Chất của nó lì, đanh. Vừa lì vừa đanh. B13 kèm số điện thoại cho em. Cam B13 cho em. B13 em có trắng cam và rìa cam và hồng. B13 chị Mỹ Linh, B13 chị Huế Phan. Hôm qua em vô xem áo len mã online. Em xem lại không được chị là như nào ạ? Là như nào ạ chị Lan Hương? B12 20 cân mặc vừa không sót. B12 nhà em không có đến 20 cân chị nhá. B12 của nhà em có đến 16 cân chị ơi. Lên đơn cho em mã này lên là B13 kèm số điện thoại giúp em với 85.000. Size từ size 30 đến size 36. Size từ size 30 cân đến size 36 cân. Lên đơn cho em mã này là B13 kèm số điện thoại. Lên đơn cho em mã này là B13 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Em qua mẫu luôn nhá. Chị yêu nào mình ok thì mình lên đơn mã này là B13 cho em. Chị yêu nào mình ok thì mình lên mã này là B13 nhá. Màu nào cũng đẹp luôn. B13 chị Hiếu Nguyễn 85 cân. Ok chị. Màu cam đúng không ạ? Màu cam, màu hồng cho chị Huế Phan. Áo khoác bé gái đi đại đi rồi. Ok chị này chị Mỹ Linh có luôn. B13 kèm số điện thoại cho em. Sao của chị lâu thế, chị Linh tôm lò lên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng. Chị Linh tôm lò lên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng này. B13 màu hồng, màu trắng. Ok chị Huệ đặng luôn. Hôm nào hôm qua về không xem á chị, hôm qua áo len đẹp lắm. Ngày mai ngày kia em lên lại áo len nhưng mà em sợ là hết hàng ấy. Tại vì hôm qua khách chốt nhiều, nhà em chưa gọi điện các bạn ấy căn bản là chưa gọi hết đơn nên là em sợ là chưa. Thực em sợ ấy, em sợ không còn đủ hàng để lên đơn cho mọi người. Lên cho em là B13 kèm số điện thoại nhé. Bọn nó bán quần bò toàn 129.000, sợ thật. Mãi dã man. Hôm nay có quần bò cạp chun người lớn không em? Em không có quần bò cạp chun. B13 cho chị Villa. Gửi bưu điện hả chị? Em gửi super ship đấy chị ơi. Em gửi super ship và bưu điện. Các chị thích gửi cái gì thì em gửi cái đấy. Em đang gửi song song hai dịch vụ. Để em xem bên nào ổn hơn thì em sẽ chuyển hàng một bên. Em muốn mua một cái cho em, còn một không có chị nhá. Các chị ngày mai các chị có thể bảo nhân viên, nếu các chị thích gửi các chị làm bưu điện các chị gửi bên bưu điện được. Còn nếu mà các chị thích gửi dịch vụ super ship thì bên em gửi dịch vụ super ship nha mọi người. Gửi thế nào cũng được. Nhà em thì đơn giản lắm. Em đang xem, em cũng đang gửi thử super ship thôi để xem một tháng này xem là đơn của em đi nó có nhanh hay chậm hay là như nào. Rồi nếu mà không có gì thì em sẽ chuyển qua giao hàng nhanh. Nói chung là em cũng tham khảo thấy một số nơi là bảo là giao hàng nhanh thì
dịch vụ của các bạn ấy cũng rất là tốt, nhưng mà em cũng chưa gửi bao giờ, em cũng chưa biết là như nào. Được chưa? Rồi lên má khác đi anh ơi. Cho em xin cái bộ nam hoặc bộ nữ càng cao cấp đi. Bộ nam bộ nữ đi. Rồi nha mọi người. Lên áo thu đông cho bé gái đi em. Em vừa lên bao nhiêu mẫu áo thu đông ấy chị? Chị Vũ Điệp, em vừa lên bao nhiêu mẫu áo thu đông ấy chị gái ơi? Em chỉ có gần đấy mã thôi. Có quần bò 45 cân, có đến tầm 40 cân. Xem quần jean bé gái 35 cân đó chị Minh Khuê em vừa lên đấy. Em tua lại cho nhá. Tua lại cho chị yêu nào mình chưa được ngắm thì mình ngắm lại cho em này. Mã lên đơn cho là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Đẹp một cách dã man luôn ạ, đó là bò giấy nhá. Em chốt đến 40 kg. Nói chung là bé nào mà cao cao rỏng rỏng thì 43 cân vẫn vừa. Được chưa? Bé nào cao cao rỏng rỏng thì 43 cân vẫn vừa. Lên đơn trên mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Dáng của nó là toàn bộ dáng baggy. Toàn bộ là quần bò dáng baggy và chất vải của em nó là chất vải bò giấy. Lên đơn trên mã này là gì ạ? Lên đơn trên mã này luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Mẫu này là mẫu trơn này. Mẫu này là mẫu bo ống này. Đẹp chưa ạ? Lên đơn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em bán có 65.000 một chiếc thôi. Cái quần u mì lam hết sạch á. Mang nốt lên đây. Lên đơn cho em mã này luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là 65.000 đồng một chiếc. 65.000 đồng một chiếc quần bò bé gái kèm số điện thoại này. Các chị nhìn cho này. Đó, quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em 65.000. Chị yêu nào chốt quần bò bé gái lên đơn là quần bò bé gái cho em. Mẫu này dáng này đẹp dã man luôn. Cái này là dáng bò baggy dạ. Chị yêu nào chốt quần bò bé gái lên đơn cho là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Được chưa? Quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em 65.000 chất bò giấy. Đây cái chun của nó đây. Được chưa? Chị yêu nào chốt quần bò bé gái lên đơn cho em cái chun này rút được nhá. Không phải là để trang trí đâu ạ. Lên đơn trên mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Em bán là 65.000. Quần mặc thu đông cho bé. Quần mặc thu đông cho bé trai không có. Lên đơn cho là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em lên quần bò. Chị Linh Lê em lên rồi, hôm nào có quần bò người lớn size to đi em rồi ok chị nhá, đang đợi đấy ạ. Lên cho các chị mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Em bán có 65.000 đồng một chiếc thôi bò giấy nhá. Chị yêu nào chốt thì mình lên đơn cho em, đẹp lắm. Đấy. Chị yêu nào mình chốt mã này mình lên đơn cho là quần bò bé gái kèm số điện thoại để cho em tua lại lốt thôi. Mã này lên cho là quần bò bé gái kèm số điện thoại em bán 65.000 đồng. Hôm nay vào live chỉ cần chốt hai quần bò là ok rồi. Tiếp tục cho em má này lên cho em là B bao nhiêu? B13 à? B14. Quần u mì. Quần u mì của nam. Nhá. Hàng đầy đủ size nhưng mà bây giờ chỉ còn size 60 à? Size từ 60 cân à? Size từ 65kg đến size 75kg. Size từ 65kg đến size 75kg. Lên đơn cho em má này luôn là B14 cách số điện thoại. Cái này là quần u mì của nam. Em bán 78.000. Hôm nay còn là nguyên một size à, còn nguyên size to thôi em xả đốt còn 76.000. Lên đơn cho em mã này luôn là xả 14 à. Xả 14 kèm số à. B chứ. B hay cái gì nhỉ? B14 kèm số điện thoại cho em. Ôi cái quần này của em nó đẹp dã man luôn. Cái này là quần u mì của Lam. B14 kèm số điện thoại. Cái áo khoác size đại của bé bây giờ cái mẫu mặt cười đâu, anh bảo còn nhiều đâu. Lên đơn cho em mã này là B14 cho em. Và kèm số điện thoại nha, em bán cho các chị là 76.000 nốt. Đấy chứ ạ, 76.000. Chị Phạm Thị Ngân Hà, quần mùa thu đông bé trai đi ạ. Rồi ok chị này. Để em xem còn cái mã nào không đá nhá. Tại vì là hình em không còn ạ. Quần bò bé gái cho chị Minh Huê này. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? B14 kèm số điện thoại. B14 kèm số điện thoại cho em. Đẹp dã man đẹp luôn. B14 em bán là 76.000 đồng một quần. Cái này là quần mì nhá, quần u mì của nam. Được chưa? Size đến size 75 cân, 65 cân đến size 75 cân. Lên đơn trên mã này là B14 cách số điện thoại. B14 cách số điện thoại cho em. Đây tiếp tục lên các chị B15. Mẫu này có size đến 30 cân à? Mẫu này lên đơn cho các chị luôn là B15, 74.000. Áo gió size đại của bé gái size đến size tầm 30 cân. Size đến 30kg lên đơn trên mã này luôn. Cái này thêu này. Để các chị nhìn cho này. Đẹp chưa? Cái logo mặt cười đằng trước này thêu nhá. Mã này rất là yêu luôn ạ. Mũ của nó là mũ bèo. Lên đơn cho em mã này luôn là B15 kèm màu kèm số điện thoại. B15 em có size cho các bé từ size 26 đến size 29, từ size 20 cân đến size 30 cân. Lên đơn cho em mã này là B16 kèm số điện thoại. Đẹp chưa? B16 cho em và kèm số điện thoại. Chị yêu nào chốt B16 lên đơn cho em này. B16 có màu tím, B16 có màu hồng đậm và B16 có màu hồng nhạt.
Lên đơn giúp em mã này là B16 kèm size kèm số điện thoại. Em bán cho các chị gái với giá là 74.000 đã 75.000 đồng một chiếc B16 nhá. Đẹp chưa mọi người ơi? B16 cho em và kèm số điện thoại này, màu hồng này. Màu này của em là màu hồng, B16 có size đến 30kg nhá. B16 màu hồng nhạt, B16 màu tím và B16 màu hồng đậm. Chị yêu nào chốt B16 comment B16 giúp em. Có quần bé gái loại 20 cân không? Quần gì à chị ơi? Lên đơn trên mã này là B16. B16 kèm số điện thoại cho em. Hồng nhạt này, tím và hồng đậm nhá. B16 em có 3 màu, hồng nhạt, hồng đậm và tím. Chị gái nào chốt B16 comment cho em là B16 nhá. Chị gái nào chốt B16 comment B16. Áo thu đông cho bé trai 30 cân em không có hàng chị ơi. Không có hàng rồi. Chưa có size đại rồi ạ. Chị yêu nào chốt B16 comment lên giúp em là B16 đi ạ. Đẹp chưa? Mẫu này đẹp mà. Mẫu này mặt cười của nó yêu yêu. B16 kèm số điện thoại, em chưa có hàng size to mấy đâu. Chỉ có áo gió size to thôi chứ còn áo thu đông size to em chưa về được mẫu nào. Có áo khoác cho bé trai không chị? Áo khoác cho bé trai không? B16 kèm số điện thoại chứ. Áo khoác cho bé trai bây giờ còn mẫu nào không em nhỉ? B15 rõ ràng lên là cái quần u mì của Lam rồi còn gì. Là B15, thế thì là B15 nhá. Ok chị, thank you chị Dương Kim Liên. B15 kèm số điện thoại. B16 chị Kim Oanh. B15 và B16 gộp vào mã đấy đi. Cái gì? Chưa lên. Chá lên là cái gì? Nhầm. Lên cả B15 cả B16 đều là mã áo gió mặt cười đấy đi. B15 và B16 đều là cái áo gió mặt cười đấy nhá. B16 hai cái hai màu. Ok chị Nguyễn Nhàn. B16 cho chị Dương Kim Liên, chị Kim Oanh có quần bò giấy cho bé gái 32 cân không chị? Chị Ngọc Linh Nguyễn em vừa lên đấy ạ, mã là quần bò bé gái đấy ạ. Dạ ok chị Dương Huệ B16 ạ, chị Mỹ Linh B16 ạ. Lên cho em là B16 kèm số điện thoại này, em bán là 75.000 đồng một chiếc, 75.000 đồng một chiếc này. Like quần bé trai đi chị Nguyễn Khánh ơi, quần bò bé trai à chị ơi. Mã này lên đơn cho em là B16 kèm số điện thoại. B16 kèm số điện thoại cho em xin bỏ gối vào đây đi. B16 kèm số điện thoại. Đẹp lắm, B16 đẹp lắm mọi người. Cái mặt cười đấy nhìn đấy, đấy là yêu luôn. Hả? Size đến 20 cân đến 30 cân. Lên đơn nó các chị luôn là B17 này. B17 của nhà em nó là chất mì Hàn cao cấp dành cho Lam. Size cho các anh từ 40. Cái này size từ size gì nhỉ? Size từ size 50kg cho các anh đến tầm 70kg. Không đến 70 đến bao nhiêu cân? Hả? Chốt cho các anh từ 50 cân đến các anh tầm 66 cân đổ về. Mã hàng B17 kèm số điện thoại. Bộ này đẹp một cách dã man luôn ấy ạ. Bộ nam u mì. Bộ nam u mì hàng kéo khóa. Hàng này vừa dày, vừa mềm, vừa giãn nha các chị em. Vừa dày, vừa mềm, vừa giãn. Chị Trang Kim Động, chị Trang Kim Đặng ơi, cái mã bộ vàng của em là đến 15 cân thôi chị. Lên đâu nó các chị mã này luôn là B17 nhá. Em bán cho các chị em nhà mình với giá là 139.000 đồng một bộ. Mã hàng B17 kết số điện thoại cho em. Nói chung là cái mẫu này đẹp lắm luôn ấy các chị em ạ. Nhận hàng mình mới biết được là hàng đẹp. Để chạy lên đơn cho các chị mã này là B17 kết số điện thoại. Bộ u mì nam. Bộ u mì nam kéo khóa nhá. Chị yêu nào chốt B17 comment B17 cho em. Em bán cho mọi người với giá là 139.000 một bộ. 139.000 đồng một bộ, mã hàng B17 kèm số điện thoại. Để chạm mã này lên giúp em là B17 kèm số điện thoại. Chân xin cái đôi dép gấu vào đây đi ngay. Em lên cho các chị một mã dép gấu. Còn quần VIP không chị? Em hết quần VIP rồi chị ơi. Quần VIP bây giờ nó ra toàn da rắn nỡ thôi. Toàn da rắn lỡ em không muốn lấy ý. Em lấy nghĩ mùa này bây giờ các chị mặc mùa đông đến nơi rồi. Các chị mặc quần lỡ nó buồn cười lắm. Giờ toàn da hàng quần lỡ thôi. Lên đơn cho em mã này là B17 cho em. Ủ bộ này mặc siêu sướng luôn. B16 chị Kim Hồng Phan, B17 cho chị Minh Anh. Lên đơn là B17 cho em nhé, size đến 66 cân. Hàng đầy đủ size số, không phải free size nhé chị em. B17 cách số điện thoại này ghi ra này. Mã này các chị lên đơn là vỏ gối. Vỏ gối của em này nó là vỏ gối chất cốt tông. Lên đơn cho em mã này là vỏ gối kèm số điện thoại. Được chưa? Vỏ gối em bán 68.000 đồng. Hai đôi là 4 chiếc chị em nhá, hai đôi là 4 chiếc. Lên đơn trên mã này là vỏ gối, màu này của em là màu hoa đỏ này. Hoa đỏ này, vỏ gối màu hoa đỏ này. Vỏ gối của em có màu hoa tím này, vỏ gối màu tím cho em này.
Được chưa? Vỏ gối kèm màu cho em và kèm số điện thoại em bán là 68.000 đồng hai đôi. Vỏ gối này của em là hình Doraemon này. Lên đơn là vỏ gối kèm số điện thoại. Được chưa? Vỏ gối kèm số điện thoại cho em. 139. Vỏ gối kèm số điện thoại nhá. Vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Không có áo khoác nam à? Đấy, có áo khoác bé trai. Còn cái nào không? Hôm nay đóng hết rồi. Lên đơn đó các chị luôn. Còn hình như còn cái áo heo vết bài như mã ấy đây. Lên đơn đó các chị, mã này là gì ạ? Vỏ gối và kèm số điện thoại nhá. Vỏ gối và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị yêu với giá là bao tiền ạ? Em bán cho các chị yêu với giá là 68.000 đồng hai đôi. 68.000 đồng hai đôi vỏ gối. Comment lên đây là vỏ gối kèm số điện thoại cho em, màu xanh đậm này. Màu này là màu hoa trà này. Dạ, cứ hai đôi là 68.000 hai đôi. Nhiều khi chị em mình cái này đó là chất cốt tông trần bông. Nhiều khi chị em mình là khó mua lắm cái mã này. Màu này của em là màu sữa này. Lên đơn trên mã này là vỏ gối kèm số điện thoại nhá. Em bán 68.000 đồng hai đôi. Đôi này của em là màu đỏ Doraemon. Đỏ Doraemon. Lên đơn là vỏ gối kèm số điện thoại cho em. Vỏ gối kèm số điện thoại là mã hàng này lên là B19. B19 là quần mặc thể thao cho bé gái. Được chưa? Size từ size 18 cân đến size 28 cân 10 tuổi quay đầu. Lên đơn cho các chị mã này luôn. Là B19 à? Lên cho em mã này là B18 cách số điện thoại nhé. Em bán 37.000 đồng một chiếc. 37.000 đồng một chiếc quần cho bé gái. Lên đơn cho em mã này là B18 cách số điện thoại. Em có đến size 28 cân. Em có đến size 28 cân. Em các chị lên đơn cho em mã này là B19. Có bán lẻ gối một đôi không chị? Có chị ơi. Lên cho các chị mã này luôn. Các chị nhìn cho em mã này này. Tất của cổ của em này. Được chưa ạ? Hàng này là hàng tất nam của hàng công ty nhá. Lên đơn cho em mã này luôn là B19 kèm số điện thoại. B19 em bán 59.000 đồng 10 đôi tất của nam. 59.000 đồng 10 đôi tất cổ ngắn của nam. Lên đơn cho em mã này là B19 cách số điện thoại. Mỗi chị yêu nhấn cho em xin một lượt chia sẻ nhá. B19 cho em và cách số điện thoại cho em. Em bán cho các chị với giá là 59.000 đồng 10 đôi. Được chưa ạ? 59.000 đồng các chị em mình đang có 10 đôi tất cổ ngắn của nam. Các chị không mua, các chị anh đi ra ngoài vẫn mua ngoài 10.000 đến 15.000 đồng chứ không bao giờ có dưới. Được chưa? Mã này lên đơn giúp em là B19 nhé. Em bán luôn cho mọi người là 59.000 đồng 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi. 10 đôi là hai cọc như này. Được chưa? 59.000 đồng 10 đôi tất nam. Lên đơn cho các chị luôn mã này là B19 kèm số điện thoại. B19 kèm số điện thoại cho em. Tiếp tục cái mã này các chị lên đơn cho em luôn là tất hoa cúc và tất gấu. Tất hoa cúc và tất gấu, quần mới cầm là mã gì vậy em? Quần mới cầm là mã B18. Quần mới cầm là mã B18 em bán là 37.000. Đó, hôm nay lại bị ẩn comment ở đây này. Nhìn thấy cái chị Phương Thảo Lâm comment trên này mà còn ok này. Mã này lên đơn cho em là B18, em bán là 37.000 đồng một chiếc. 37.000 đồng một chiếc. Em lấy rồi, ok chị gái luôn. Lên cho các chị mã này luôn là gì ạ? Ẩn comment lắm, ở máy này em không đọc được luôn á. Này này, làm sao đây không biết nào. Mã này các chị lên đơn cho em luôn. Rồi ok chị Bùi Tiền. Các chị lên đơn cho em mã này là tất hoa cúc và kèm số điện thoại. 38.000 đồng 10 đôi. 38.000 đồng chị em mình có 10 đôi tất hoa cúc nhá. Comment lên cho em mã này là tất hoa cúc 10 đôi 10 màu này. 10 đôi 10 màu này chị em này. Lên đơn cho em mã này là tất hoa cúc kèm số điện thoại cho em. Ồ, một cặp. Lên đơn cho em mã này chia ra hộ em cái chị Nguyễn Kim. Mã này lên cho em luôn. Mã này là gì ạ? Tất hoa cúc kèm số điện thoại cho em. Tất hoa cúc và kèm số điện thoại cho em nhé. Tất hoa cúc và kèm số điện thoại cho em. Em bán 38.000 đồng 10 đôi. Tất gấu em cũng 38.000 đồng 10 đôi. B18 30 cân em chốt đến 28 cân. Lên đơn cho em luôn là tất gấu kèm số điện thoại. Cũng là 38.000 đồng 10 đôi. Lên đơn cho em mã này luôn là tất gấu và tất hoa cúc cho em nhé. Chị yêu nào thích hình gấu thì mình lấy hình gấu. Mà chị yêu nào thích hình hoa cúc thì mình lấy hình hoa cúc cho em. Lên đơn cho em mã này là tất gấu hoặc tất hoa cúc. Em bán là 38.000 đồng 10 đôi. Em bán là 38.000 đồng 10 đôi tất. Lên đơn cho em mã này là tất gấu hoặc tất hoa cúc nhá. Rồi ok chị Hà Nguyễn tất hoa cúc này. Chị yêu nào chốt tất comment tất cho em. Rồi chị ơi, vỏ gối nhà em có vừa gối hơi. Hơi em có vừa gối hơi đấy chị. Hôm trước nhà em lồng vào rồi đấy. Lên đơn cho các chị luôn mã này là tất gấu và tất hoa cúc nhá. 59.000 đồng 10 đôi. À đâu, 38.000 đồng 10 đôi. Rồi tiếp tục lên cho các chị mã này là dép. Dép bé kèm số điện thoại cho em. Dép gấu kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Em bán cho mọi người với giá là bao nhiêu tiền ạ? Em bán cho mọi người với giá là 19.000 đồng. Đây là con lợn này. Thế bây giờ comment là dép lợn này.
Rồi ok, chị Minh Khuê có này, chị Minh Anh có luôn này, chị Hồng Minh có này, chị Quỳnh Như có tất luôn này. Lên đơn cho các chị mã này luôn ạ. Chị Oanh Oanh có tất luôn này. Các chị lên đơn cho mã này là dép lợn kèm số điện thoại. Dép này là dép 3D hình con lợn xinh chưa? Dép 3D hình con lợn chất này của nó là gì? Hàng cao su lon nhé. Đấy, dép này của nó là dép cao su lon của hàng Quảng Châu. Cái này di nước được, rửa nước được này, không trơn trượt nhá. 19.000 đồng đôi dép lợn, lên đơn cho là dép lợn kèm màu. Em có dép lợn của màu hồng này. Để chạy dép lợn em có dép lợn của màu hồng này. Dép lợn em có dép lợn của màu vàng này. Áo phông con trai ấy chị, áo phông con trai còn chị ơi. À, gửi. Mã này em có dép lợn của màu vàng này. Dép lợn của màu vàng. Anh ơi kiểm tra mấy cái đơn màu nó bảo kiểm tra chưa? Anh, em bảo kiểm tra đấy, anh kiểm tra chưa? Mã lên đơn là dép lợn màu vàng này, dép lợn màu hồng này, dép lợn màu xanh cho em này. Dép lợn màu xanh cho em này. Được chưa? Dép lợn màu xanh. Dép lợn của em có màu đỏ này. Chị yêu nào chốt dép lợn mình comment cho em là dép lợn kèm số điện thoại. Chị yêu nào chốt dép lợn mình comment cho em là dép lợn và kèm số điện thoại cho em. Nó có size từ size 26 cho đến size 30. Size từ size 26 đến size 30 và có 4 màu đỏ, hồng, xanh và vàng. Tất cúc cho chị Bùi Tiền, chị Nguyễn Kim có. Xem lại quần jean bé gái 50 cân em không có. Áo nhũ màu vàng. Màu vàng đằng sau là 58.000. Dép lợn ok chị Khả Quý. Dép lợn em bán cho các chị là 19.000 đồng một đôi. 19.000 đồng một đôi dép lợn. Lên đơn là dép lợn và kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ này, màu xanh, màu vàng và màu hồng. Đỏ, xanh, vàng, hồng nhá. Dép lợn kèm số điện thoại. Để cho lên đơn cho em mã này là dép lợn kèm số điện thoại cho em. Màu vàng này, màu xanh này, đỏ, xanh, vàng, hồng. Chị yêu nào chốt dép lợn comment luôn là dép lợn kèm số điện thoại. Chị yêu nào chốt dép lợn comment là dép lợn kèm số điện thoại cho em. Ok chị Phương Thảo Lâm. Đã lên kịp đâu. Dép lợn size 30 ok chị Trúc Tuyết này. Lên đơn cho em mã này là dép lợn kèm số điện thoại. Tiếp tục các chị lên đơn là tất kẻ của bé nhé. Lên đơn là tất kẻ và kèm số điện thoại cho em. Tất kẻ bé kèm số điện thoại em bán là 48.000. 10 đôi. Cái này nó có size, hàng tất này có size cho các bé từ, em không có size 32 dép lợn đâu. Cái tất kẻ này em có size cho các bé từ 0 tuổi cho đến 11 tuổi. Lên đơn cho em mã này là tất kẻ bé kèm số điện thoại cho em bán 48.000 10 đôi. Vỏ ga chun còn chị ơi. Lên đơn cho em mã này dép lợn không có size 33 nhá. Dép lợn em có size từ 26 đến size 30 thôi. Lên đơn cho các chị mã này luôn là tất kẻ bé kèm số điện thoại. Tất kẻ bé kèm số điện thoại cho em bán là 48.000 đồng 10 đôi. 48.000 đồng 10 đôi tất kẻ của bé size đến size 11 tuổi nhá. Size đến size 11 tuổi. Lên đơn cho em mã này là tất kẻ bé kèm số điện thoại. Được chưa? Tất kẻ bé kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là còn bao tiền ạ? 48.000 đồng 10 đôi dép lợn size 30 ok chị gái này. Lên cho em mã này là tất kẻ bé kèm số điện thoại. Đơn tối nay dồn nghe dồn cái gì nữa chị. Lên vỏ ga đi chị, rồi ok chị gái luôn này. Lên đơn cho em mã này luôn là dép lợn ok chị gái Hiếu Nguyễn này. Dép lợn size 30 cho chị Kim Hồng Phan ok chị luôn. Mã này lên đơn là tất kẻ bé và kèm số điện thoại cho em. Dép lợn là 19.000 đồng một đôi. Tất kẻ bé của em là 48.000 đồng 10 đôi. Đây các chị lên chốt cho em mã này luôn là thảm chân kèm số điện thoại này. Thảm chân em có gì ạ? Thảm chân 3D 99.000 đồng 4 chiếc, hàng dày nhá, không phải hàng mỏng. Chợ lên đơn cho em mã này là thảm chân kèm số điện thoại cho em 99.000 đồng. Nạ 4 chiếc 99.000 đồng 4 chiếc. Lên đơn cho em mã này là thảm chân kèm số điện thoại 99.000 đồng 4 chiếc. Còn bộ thu đông không trang em còn chị ơi. Lên đơn các chị mã này luôn là gì ạ? Thảm chân và kèm số điện thoại cho em 99.000 đồng 4 chiếc. 99.000 đồng 4 chiếc thảm chân. Comment lên đây cho em mã này. Thảm chân mình đặt nhà tắm, mình đặt nhà bếp, mình đặt phòng ngủ, mình đặt phòng khách, đều đẹp, đều sang. Được chưa? Mã giúp em là thảm chân và kèm số điện thoại 99.000 đồng 4 chiếc. 99.000 đồng 4 chiếc. Hôm trước tất kẻ cho bé 7 tuổi mà gửi tất bé quá chị. Nó có size tất đấy chị. Nó có size 7 tuổi là bên em gửi size 7 tuổi đấy. Áo kiểu đằng sau có size 20 cân chị Hoa Lò. Lên đơn cho em có quần jean bé 45 cân. Có 45 cân nếu mà cao cao dòng dòng thì chắc vẫn vừa. Bởi vì em mặc vừa đấy chị Trần Ngân Trần Nga. Lên đơn cho các chị mã là tất kẻ bé kèm số điện thoại cho. Nào con áo này em thanh lý luôn cho mọi người với giá 55.000. 55.000 lên đơn cho các chị luôn. Ga mền không có chị ơi. Cái mã này các chị lên đơn cho em luôn là B bao nhiêu? B20 cách số điện thoại size đến 30 cân. Size này có size từ bao nhiêu cân?
Cái này của em nó có đến 7XL cơ mà. Thế là có từ bao nhiêu cân đến bao nhiêu cân đây? Cái này em có đến 30kg. Từ size 16 cân. Từ size 16 cân 5 tuổi đi lên. Từ 16 cân 5 tuổi cho đến 30 cân nhá. Đến 30kg lên đơn trên mã này luôn. Em bán 55.000 đồng một chiếc. Lên đơn trên mã này là B20 kèm số điện thoại. Áo này dày mà lì. 55k mã hàng B30. B30 cách số điện thoại chứ. À B20 cách số điện thoại. B20 kèm cân nặng kèm số điện thoại. 16 cân cho đến 30 cân. 16 đến 30 cân em bán 55.000 mã hàng B30. Áo đấy mã gì chị Hoa Lò ơi, đợi em tí cho em lên cho cái mã này nó đủ màu luôn đẹp lắm. Chị yêu nào chốt cái mã này lên giúp em là B20 đi ạ. B20 cho em bán 55.000 đồng. Em bán 55.000 đồng một chiếc nhá. Cái này có đầy đủ size cho các bé từ 10 cân đến 2 à đến 30 cân à 16 cân đến 30 cân. Mã hàng B30 nó có từ size 1X đến size 7X. Chị yêu nào chốt B20 lên đơn là B20 kèm số điện thoại. Lên đơn cho em mã này nó luôn là B20, cái mẫu này đẹp mà. B20 kèm số điện thoại cho em 55.000. 55.000 đồng một chiếc B20. Con tớ rồi ok chị B20 cho em. Kèm số điện thoại 55k. Cao 1m53 là vừa chị ơi. B20 kèm số điện thoại. Cho em xin cái ga cốt tông đi anh ơi. B20 kèm số điện thoại cho em. Hôm qua like đến 2 tiếng vẫn 100 mấy chị xem. Chị Hiếu Nguyễn B20 ok chị gái chị Khả Quý B20 chị xinh xinh B20. Hôm nay chẳng thấy chị nào có logo là người chia sẻ buồn ghê cơ. B20 kèm số điện thoại. B20 cho chị Bích Hoàn ok chị gái này. Lên là B20 kèm số điện thoại nhé. B20 kèm số điện thoại cho em. Cái mẫu này còn size từ bao nhiêu cân? B20 cho chị nào đây ạ? B20 cho chị Hiếu Nguyễn rồi, chị Khả Quý rồi, chị Dương Kim Liên ok. Chị Hoa Lò B20 có hàng luôn. Lên đơn cho em mua là B20 kèm số điện thoại. B20 cho chị Minh Lộc em bán 55.000. Sáng mai gọi chốt đơn lại dùm mình nhé, đừng sót hàng của chị nhé. Ok chị gái luôn. Bên nhà em gọi đầy đủ chốt đơn, các chị đầy đủ đơn, mã nào thiếu bên em báo thiếu hàng nha mọi người. Lên cho các chị mã này luôn là B30 kèm B21 kèm số điện thoại luôn. Cái này còn size từ bao nhiêu cân? Ok chị trai phố núi có hàng luôn ạ. Chị trai phố núi này có quần bò bé đẹp lắm. Cái này các chị lên đơn cho em luôn. Còn đồ thu đông người lớn em còn nha. Chị Phạm Thị Ngân Hà ơi em còn ạ. Gần Tết để mua quần áo rét đúng rồi. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là B21 ạ. Em bán là 69.000. Lên đơn cho em là B21. Ca chống thấm em lên rồi chị Hiên Lò. Lên đơn em chỉ còn ra chống thấm họa tiết thôi. Ok chị Dương Huệ này. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em là B21 nhá. Em bán cho các chị gái còn bao tiền ạ? 69.000 đồng B21. Có size từ 16 cân đến size 25 cân. B21 em có màu này là màu vàng đồng. B20 ok chị Biển Nhi. Chị Hiên nói ga chống thấm họa tiết hay ga chống thấm xịn chị ơi? Lên cho các chị mã này luôn là gì ạ? Là lên cho các chị mã này là B21 kèm màu nhá. B21 kèm màu trên. Được chưa? B21 kèm màu và kèm số điện thoại. Em lên đơn cho các chị với giá là 69.000 đồng size đến 25 cân. Rồi đợi em tí ạ, B21 kèm số điện thoại cho em. B21 màu xanh và B21 màu đồng. Giá em bán cho các chị là 69.000 đồng size đến size 25 cân. Size đến size 25 cân. Lên đơn cho em mã này là B21 nhé. Và kèm số điện thoại cho em. B21 kèm số điện thoại cho em là ok lên đơn. Xem bộ thu đông người lớn. Cái mã bộ này các chị không chốt là em thấy tiếc lắm luôn. Cái bộ này em có size M, size L và size XL. Chất mì hàng. Cả một cây này là chất vải u mì hàng nhé. Đầy đủ size M, L, XL. Các chị em mình từ 40 cân cho các chị em mình đến 60kg đổ về ạ. Họ hồi chiều 5 giờ đi đơn chưa ạ? Gọi hồi chiều 5 giờ đi đơn chưa? Em cũng không biết được đâu ạ. Đồ thu đông bé trai nữa. Rồi ngày mai gọi lại thì chắc chị báo các bạn ấy kiểm tra lại xem nhá. Nói chung là 99% là đi đơn rồi. Cũng không biết được hết đâu ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là bộ này là của em. Nó là bộ thể thao vải u mì hàn dáng của người lớn. B21 à? B21 là của không, B21 là của bé trai mà chị Lê Vũ ơi, B21 là của bé trai mà. Đây các chị lên đơn là B22, bộ u mì hàn của chị em mình nhá. Để các chị nhìn cho. Đẹp lắm luôn, B22 cách số điện thoại. Em bán cho mọi người là 100. Bao tiền ạ? B21 cho chị Đỗ Hà ok. Chị Trang có áo khoác nam 40 cân không ạ? Em có chị ơi. Lên đơn cho em mã này. Trời ơi 40 cân hôm trước xả có 59.000 đồng một chiếc. Bao nhiêu là bao nhiêu?
Mã này các chị lên đơn cho em luôn là B22 nhá. Có đầy đủ size M, L, XL cho chị em mình từ 40 đến chị em mình 60 cân đổ về. Bộ này của em nó là vải u mì hàn. Cái này thoải mái các chị em mình mặc rời áo rời quần cũng đẹp. Được chưa? Mã lên giúp em là B22 cách số điện thoại. Xin xin lại công thức anh ơi. B22 cách số điện thoại cho em, các chị nhìn cho này. Form dáng này, các chị nhìn đẹp chưa? B22 mọi người có thể là mặc rời áo rời quần thoải mái nhé. B22 em bán cho các chị luôn này là 100. $139.000. Cái này của em nó là toàn bộ là vải mì nhá. Toàn bộ của em nó là vải u mì dáng kéo khóa này các chị em mình này. Cái này một mặc một áo các chị mặc kết hợp với cái khác cũng vẫn ok. Lên đơn cho em mã này luôn là B22 kèm số điện thoại. B22 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Cái màu này em chỉ có một màu lên, một màu duy nhất là B là màu đen thôi. B22 cho em và kèm số điện thoại nhá. B22 kèm số điện thoại cho em này. B22 kèm số điện thoại nhé mọi người nhé. Em bán cho các chị yêu là 139.000 đồng. Một bộ, cái này của em nó là vải hàng của công ty. Đấy chứ, vải của nó là vải u mì hàng. Lên đơn là B22 cách số điện thoại. Đây các chị lên đơn cho em mã này là tất 3D. Và kèm số điện thoại cho em. Em có tất 3D, bây giờ em còn từ 0 tuổi cho đến 4 tuổi. Tất 3D này còn đến mấy tuổi nhỉ? Cái này đến 4 tuổi, em đang chốt đến 4 tuổi, anh chốt đến 5 tuổi à? Còn đến 5 tuổi à? Còn đến size L. Lên đơn cho các chị luôn là tất 3D kèm số điện thoại. Em bán cho các chị gái với giá là bao tiền ạ? Bé gái là hình này, còn bé trai là hình siêu nhân nhé. Lên đơn là tất 3D kèm số điện thoại. Cái gì đây? Bảy. Lên đơn cho mọi người luôn là gì ạ? Tất 3D và kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là 58.000 đồng. 58.000 đồng, 10 đôi. Tất 3D cho bé trai hoặc tất 3D cho bé gái kèm số điện thoại. Tất 3D cho bé trai hoặc tất 3D cho bé gái và kèm số điện thoại cho em nhé. Tất 3D cho bé trai hoặc tất 3D cho bé gái và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Giá em bán cho các chị yêu là bao nhiêu tiền nhỉ? Cho em xin những cái bộ xuất hàng nhỏ nhỏ xinh xinh vào đây đi. 99.000 đồng 2 bộ lốt đi. Lên đơn cho em là tất 3D và kèm số điện thoại nhé. Tất 3D và kèm số điện thoại cho em. Bé trai hoặc bé gái là ok nhé. Cho em xem lại mã B11 đi chị. Từ từ để em phải hỏi chồng em xem mã B11 là cái gì chứ đầu em nó có nhớ khối. Quần thu đông 4 tuổi có. Bộ da cá cổ tròn hoa cúc là ok này. Lên nó các chị mã bộ này đi. B bao nhiêu nhỉ? Bây giờ đến B bao nhiêu? B bao nhiêu rồi? Hả? Tất 3D cho bé gái. Ok chị Trần Trúc. Vỏ ga đi chị rồi, quên mất đấy. Tất 3D cho chị Phùng Tấn Sang này. Nó ẩn comment ghê cơ. Vỏ ga của em toàn bộ nó là ga của chất cốt tông đấy ạ. Toàn bộ ga của em nó là ga của chất cốt tông ạ. Tất 3D cho bé trai siêu nhân 3D ok chị này. Cho chị Bảo Trâm này, lên đơn cho em mã này luôn. Bảo Trâm ơi comment dồn đơn đi. Cái mã này lên thanh lý cho các bác luôn là 99.000 đồng 2 bộ xuất hàng. 99.000 đồng 2 bộ xuất hàng của bé trai. Lên đơn lên đây cho em mã này, em có size từ 8kg đến size 16kg. Lên cho các chị mã này luôn là gì ạ? Anh ơi bỏ cái bộ xuất hàng bé trai kia ra đây luôn anh ơi. Lên đơn cho các chị cứ 2 bộ là 2 màu nhá. Các chị lên đơn cho em toàn bộ là chất cốt tông tàu đẹp thôi. Em bán cho mọi người là 99.000 đồng 2 bộ xuất hàng. Lên đơn cho các chị luôn mã này là B bao nhiêu? B23 kèm số điện thoại. Còn váy đũi cho bé không chị? Mặc nhiều người nhờ mua. Chị Thùy Nguyễn ơi váy đũi cho bé. Nhưng mà bây giờ như em không nhớ còn mã gì. Chị cứ để lại mã cho em là váy hè bé kèm số điện thoại. Ngày mai bên em kiểm tra rồi bên em gọi lại chị nhá. Lên cho các chị mã này luôn là gì ạ? B23 kèm số điện thoại cho em cứ 99.000 đồng 2 bộ. 99.000 đồng 2 bộ cho bé. Chất cốt tông tàu loại 1 luôn, đẹp lắm luôn ạ. Đây bé gái có hình quả dâu này, yêu chưa? Dâu hồng, dâu vàng, dâu tím. Bộ bé trai 40 cân. Chị ơi bộ bé trai 40 cân chỉ chốt sang bộ của mình thôi. Chỉ chốt sang bộ của nam thôi. Mã hàng B23 99.000 đồng 2 bộ. Dạ ok chị Phạm Thị Ngân Hà này. Tất 3D bé gái 3 tuổi ok chị Kim Loan luôn này. Lên đơn cho các chị luôn mã này luôn là B23 kèm số điện thoại nhá. B23 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị gái là 99.000 đồng 2 bộ 7 ga 7 món có luôn. Có vẫn có hàng bình thường nha Bảo Trâm. Lên đơn cho em mã này luôn là B23 kèm số điện thoại.
váy hè bé. Dạ ok chị, này ngày mai em kiểm tra lại xem là nhà em còn những cái màu gì. Em chốt tất cho các chị là 99.000 đồng 2 bộ bé trai nhá. 99.000 đồng 2 bộ bé trai. Để chợ lên đơn trên mã này luôn là B23 cách số điện thoại. Rồi đợi em tí. B23 cách số điện thoại. Bộ ga 7 món em có, à, tớ có áp ảnh nhá. Lên cho các chị mã này luôn là B23 trên bộ. Bộ quần áo bé trai hàng xuất hàng như này em bán 99.000 đồng 2 bộ được chưa? B23 trên. Còn xuất hàng bé gái 27 cân còn chị nhá. À, cái này chất là chất cốt tông. B23 kèm số điện thoại. 99.000 đồng 2 bộ. Ok chị Nguyễn Nhàn, B23, B23 kèm số điện thoại. Ok chị Phùng Tấn Sang, bé gái thì nó chỉ có màu này thôi. Anh ơi, bước vào đây hộ em cái này. B23 kèm số điện thoại chứ. Em bán 99.000 đồng 2 bộ. Ui đẹp lắm em này. Thế kìa, thế như bộ xuất hàng kia anh còn mang nốt màu kia đây cho em. B23 và kèm số điện thoại đi ạ. Em bán 99.000 đồng 2 bộ ạ. 99.000 đồng 2 bộ nhá. B23 cách số điện thoại cho em. B23 cách số điện thoại cho em xin ga nhá. B23 cho chị Nguyễn Trung Lập này. Không còn bộ to buồn thế. Được chưa? B23 kèm số điện thoại. Cái mẫu này là quần tất. Quần tất không phải là bộ đâu. Cái lốc bên này là quần tất, lốc bên này mới là bộ mà. Ý là có màu hồng nào mang đây, còn màu bờ bé trai thì em lên màu. Bé gái còn màu nào thì mang đây. Em bảo là các chị là 99.000 đồng 2 bộ. Xuất hàng cho bé trai nhá. Lô này là lô bom này. Đấy chạ. Đó, bộ xuất hàng cho bé trai. Em bán 99.000 đồng 2 bộ xuất hàng. Quần bò lửa đi, em vừa vào à chị. Thì em tua lại thôi. Lên đó các chị mã này cho em ga đi anh ơi. Ga cốt tông đi cho chị mọi người chốt này. Mùa này bây giờ đang mùa làm ga rồi, làm đệm rồi, không làm đệm trời này rét chết. Chà, mã này lên đâu là bộ xuất hàng cho bé gái hoặc bộ xuất hàng cho bé trai kèm số điện thoại. Chà, bộ xuất hàng cho bé gái hoặc bộ xuất hàng cho bé trai kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng 2 bộ. Ok chị Minh Nguyệt, em hạt 2 bộ xuất hàng 27 cân. Ok chị này, áo hồng đằng sau có bé 26 cân. Chị Long Dung em chưa có hàng ạ. Chị Long Dung ơi, nhận hàng chưa ạ? Quần tất bé có không chị? Có hàng chị, chả thiếu cái gì. Chả thiếu cái gì các chị ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Gối hơi kèm số điện thoại giúp em nha. Gối hơi màu cốm này, gối hơi màu xanh này. Gối hơi màu xanh này, xanh dương này. Gối hơi em có màu ghi này. Gối hơi em có màu ghi này. Được chưa? Và gối hơi em có màu trắng nhá. Lên đơn cho em mã này luôn là gối hơi màu trắng này, cầm đúng một chiếc à. Gối hơi này 65.000 đồng là một đôi. Lên đơn cho em mã là gối hơi kèm số điện thoại nhá. Lên đơn cho em mã là gối hơi kèm số điện thoại. Cái đấy không có size lớn. Lên cho em mã là gối hơi và kèm số điện thoại cho em. 65.000 đồng một đôi. Nó đang được hút chân không như thế này. Các chị em nhá, lên đơn cho em mã đấy là gối hơi kèm số điện thoại cho em. Bộ suốt bộ hip hop bé 35 cân. Còn không chị Trang? Không nhớ đâu chị. Chắc là không còn bộ nào đâu. Chị Đỗ Hường hình như trước chốt rồi mà. Chưa nhận được hàng chứ đang hóng đây. Đơn hàng của chị Long Dung cũng lâu rồi mà nhỉ. Buồn quá là buồn thôi. Chậm quá là chậm thôi. Cái này các chị lên đơn cho là bộ ga. Bộ ga gối đẹp lắm luôn đấy các chị yêu ạ. Bộ ga gối nhá. Đấy chứ ạ, toàn bộ lưu ý là chất cốt tông thôi. Em khỏi dở nhá. Toàn bộ là chất cốt tông 3D. Cái này của em luôn là gối hơi kèm số điện thoại. Em bán cho mọi người này 65.000 đồng là một đôi nhá. 65.000 đồng là hai chiếc một đôi như này. Chứ đây gối bông của nó bên trong đấy, siêu sướng luôn ạ. Chị yêu nào mình chốt gối hơi mình comment lên là gối hơi kèm số điện thoại. Ôi trời, này như em đang bị mắc vào cái gì bên trong đó. Đó mọi người nhìn cho em bông. Lên đơn cho em mã này là gối hơi kèm số điện thoại. Chị nào có đơn dồn thì comment cho em là dồn đơn lưu nhá. Đấy chứ, chị nào còn đơn lưu thì comment cho em xin mã là dồn đơn lưu. Em chỉ bán có 65.000 đồng một đôi thôi ạ. Chị yêu nào chốt gối hơi comment gối hơi nhá. Em có màu trắng này, em có gối hơi màu ghi này, em có gối hơi màu xanh dương này. Cái này nó đang được hít chân không. Đấy chứ, em có gối hơi màu xanh cốm này. Lên đơn cho em mã này là gối hơi kèm số điện thoại cho em. Rồi ok, gối hơi chốt đơn chị Thuận Nguyễn này, chị Bùi Tiền có luôn này. Bộ xuất hàng chị Nguyễn Kim Liên có, chị Huỳnh Diệu có luôn này. Lên cho các chị mã này luôn này. Ok chị gái luôn này.
chị Biển Ly có gối hơi này, các chị lên đơn cho mã này là bộ ga. Bộ ga. Một ga bo chun và hai vỏ gối đầu nha các chị em, chất liệu là hàng cốt tông, em không bán vải xoa. Nói rõ luôn là em Trang không bán vải xoa nhá mọi người nhá. Lên đơn cho em mã này luôn là bộ ga gối kèm số điện thoại. Mét 6 2 mét. Mét 6 là 79.000 đồng. Mét 8 là 85.000 đồng. Được chưa? 2 mét x 2 mét 2 là 89.000 đồng. Lên đơn cho em mã này luôn là bộ ga kèm màu kèm số điện thoại cho em màu vàng này. Lưu ý là toàn bộ là chất liệu là hàng cốt tông nhá. 2 mét 2 thì tí nữa lên sau. Em lên mét 8 mà mét 6 mét 8 trước nhá, em có màu vàng này khỏi dở nha mọi người, đẹp lắm. Được chưa? Màu tiếp theo của em là màu xanh. Lên đơn cho em mỗi nhà mua 2 3 bộ về mình thay đổi trời mưa. Đúng không ạ? Bộ ga cho em màu này là màu xanh này. Toàn bộ là hình 3D. Gọi là đẹp dã man luôn ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là bộ ga kèm màu và kèm số điện thoại. Được chưa? Bộ ga kèm màu kèm số điện thoại cho em. Giá em bán nó các chị yêu với giá là bao tiền ạ? Bộ ga kèm màu kèm số điện thoại 79.000, 85.000 và 89.000, bộ ga chất cốt tông. Đơn hàng chị lâu rồi chưa nhận được. Được trước đơn lồng đèn luôn mà đơn lồng đèn nhận rồi. Chị Kim Loan đây, để lại số điện thoại em kiểm tra đơn hàng nào. Ga này không có chống thấm chị nhá. Ga này không có chống thấm, lên đơn cho em mã này luôn là gì ạ? Lên đơn cho em mã này luôn là bộ ga gối kèm số điện thoại. Chị Kim Loan đây, để lại số điện thoại cho em nào. Thật ra ấy là đang gửi Viettel nó cũng đang quen ấy. Nhưng mà vì mắc một số chuyện nên là không thể gửi được nữa. Thiệt hại mất bao nhiêu tiền của. Bộ ga mét 6 2 mét, mét 8 2 mét cho em đang lên màu nhá. Màu xanh này. Xanh này, vàng này, đấy chứ ạ, xanh vàng này. Màu này là màu vàng đậm cho này. Ôi các chị ơi đẹp lắm luôn ạ. Mọi người ơi, có xứng đáng tiền để các chị yêu mua không ạ? Đây đó là cây thông ấy. Đẹp lắm luôn, em thật sự là phải dở ra để các chị mới thấy được hết hình, nhưng mà em lại lười. Để cho lên đơn cho em mã này là bộ ga. Đây là màu vàng đậm cho em nhé. Bộ ga màu vàng đậm kèm số điện thoại cho em, mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Tiếp tục em lên màu là màu hồng. Bộ ga màu hồng. Toàn bộ chất liệu là chất cốt tông. Đấy chạy, toàn bộ là chất cốt tông, không bay, không dầu vải nhá, không xoạc. Dạ, lên đơn cho em mã này luôn là bộ ga kèm số điện thoại, đẹp chưa mọi người không? Bộ ga cho em và kèm số điện thoại, đây là màu hồng ạ. À. Chị gái nào chốt bộ ga này comment lên cho em mã là bộ ga kèm số điện thoại cho em. Một ga hai vỏ gối nằm. Ơ, cái màu hồng này không có cái mét phải nó ạ anh ơi. Bộ ga nhá, có màu hồng này, màu xanh này. Đây là mét 8, mét 6 và 2, mét 6 và mét 8. Bộ suất hàng 16 cân ok chị gái luôn. Cho em ra chống thấm xịn cho em tí ạ. Sao mất tiếng rồi á? Có quần bò bé trai 35 cân chị Huỳnh Diệu có ạ. Bộ ga màu xanh cho chị Nhạn Phạm này. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là bộ ga 2 mét x 2 mét 2. Màu này là màu hoa nhí nhá. Hoa nhí 2 mét x 2 mét 2 là 89.000. Đây là lên cho các chị nghe rõ nhá. Đây là giường 2 mét x 2 mét 2. Màu này của em là màu hoa nhí. Hoa nhí cho em. Bộ ga gối mét 6 màu hồng ok chị này. Lên cho các chị mã này luôn, ngày mai nhớ chú ý điện thoại nhá mọi người nhá. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là bộ ga. Bộ ga này của em nó là gì ạ? Nó là ga của hàng màu hoa nhí này. Hoa nhí, hoa nhí. Hoa nhí vàng, màu hồng giống màu mét 6 vừa nãy ấy. Màu này là LV lâu này. Màu này là kẻ đen này. Kẻ đen của 2 mét x 2 mét 2 này. Màu này là kẻ xanh này. Kẻ xanh này, màu này là màu hoa xanh này. 2 mét x 2 mét 2 nó gồm có ngần này màu. Lên đơn cho em mã này là bộ ga kèm màu và kèm số điện thoại nhá. Em bán 89.000 đồng. Đấy chạy 89.000 đồng. Lên đơn là bộ ga kèm số điện thoại. Lên đơn cho em là bộ ga kèm số điện thoại cho em. Còn ga chống thấm không chị? Chị Nhạn Phạm ơi, các chị hỏi chống thấm họa tiết hay là chống thấm xịn. Đấy chạy có màu lâu nữa này. Mét 6 2 mét và mét 8 2 mét có màu lâu nữa này. Cái này các chị chỉ cần, nếu như các chị mua ga này rồi, các chị chỉ cần chốt chống thấm họa tiết thôi. Mình mua ga này mình về thay đổi.
mình mua ga này mình về thay đổi. Chống thấm họa tiết nhá. Tí nữa em lên cho các chị chống thấm họa tiết nhá. Lấy cho em cái quần len vào đây đi. Cái quần này nó là dạng quần len. Nó là dạng quần tất len. Nhưng mà nó không dày được bằng cái quần len kia. Cái này nó là dạng quần tất len. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Nhưng mà em vẫn bán đồng giá cho mọi người luôn là 39.000 đồng một chiếc. Mã này lên đơn cho em luôn là B bao nhiêu nhỉ? B24 đúng không? Chị Kim Loan mét 6, ok chị gái này. Lên quần len đây chị ơi. Lên đơn cho các chị Khánh Lê bộ xuất hàng 17 cân 24 cân. Chị Khánh Lê lại ở đâu chị ơi? Hôm trước em có một đơn của chị Khánh Lê nào khách quen Hoàn nhỉ? Anh vào phần mềm chưa? Anh đánh vào phần mềm chưa? Hả? Bảo có cái đơn nào hôm trước của chị Khánh Lê đấy Hoàn ấy mà là khách quen ấy. Hiểu không? Cái này các chị lên đơn cho em luôn là B bao nhiêu? Dày, mịn, đẹp. Size từ 10kg đến size 30kg. Được chưa ạ? 10 đến size 30kg. Quần len, quần tất len. Quần tất len lên đơn cho em mã này luôn là gì nhỉ? Mã này lên cho các chị luôn là B bao nhiêu? B24. Em bán các chị là 39.000. B24 kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Quần tất len cho bé gái size từ size 10kg đến size 30kg. Em bán 39.000. Mã hàng B24. Bé nhất là bé nào hay mặc áo dạ, áo phao dài thì các chị lên mốt chốt cái này luôn. B24 kèm số điện thoại em bán 39.000 đồng một chiếc. Chị yêu nào mình chốt mình comment nhanh. Đến 28 cân. 28 30kg. Được chưa? Chị yêu nào chốt mã này lên đơn cho em là B24. Em chào chị Dương Vũ nha. Hôm nay này xem ở page đấy à chị. Lên đơn cho em mã này là B24 cách số điện thoại cho em. Em bán hết cho các chị với giá là 39.000 đồng một quần. B24 là quần len. Đấy chứ, B24 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị là 39.000 đồng một chiếc nhá. 39.000 đồng một quần tất len. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn là B24. B24 kèm số điện thoại. B24 kèm số điện thoại cho em. Đẹp lắm mọi người ơi này, B24 ấy. B24 nói chung là cái quần tất len này nó vừa dày, nó vừa mềm nha các chị em nhé. Nó vừa dày và nó vừa mềm. Lên đơn cho là B24. Em có đến size 30kg đấy. Đấy chứ, cái quần này vừa dày vừa mềm vừa giãn. B24 cho em. Ok chị Vân Nguyễn B24. Chị Bích Đào B24. Chị Dương Vũ B24 10 chiếc. Ok chị này. Màu hồng không có size 23 cân đâu chị. Màu hồng nó chỉ đến size 20 cân thôi. Lên đơn cho em là B24 cách số điện thoại. Thật ra những cái màu đen với màu ghi này là dễ nhất luôn. B24 cho chị Dương Kim Liên 4 cái, 4 màu luôn này. Ok chị gái luôn này, chắc nó chỉ có 2 màu đen mới ghi thôi. Là có màu thôi. Màu hồng này nó size nhỏ. Lên đơn cho các chị là B24 nhá. Em bán là 39.000. Lưu ý là hàng dày nhá. Lưu ý là hàng dày chứ không phải hàng các con mặc vào mùa đông mà nó lại lạnh đâu ạ. Hàng này là hàng dày nhá. Áo hồng phía sau là mã gì? Áo hồng phía sau của em nó không nhớ là mã gì, thì em lên lại cho. Áo hồng phía sau của mình nó còn cái mã màu gì nhỉ? Lên đâu đó các chị là B24 cho em. Rồi ok chị Ngọc Yến B24 này. Lên đâu các chị là cái này lên cho các chị là chống thấm họa tiết. Kèm số điện thoại 69.000 đồng một chiếc. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Ga chống thấm họa tiết cái này mỗi nhà có bé nhà nào cũng cần. Được chưa? Chống thấm họa tiết khác nhau chứ chị, chống thấm họa tiết này nó chỉ có một lớp thôi, còn chống thấm xịn kia lớp bên dưới của nó là chất, nó là như kiểu như chống thấm họa tiết này bên trên nó là chất cốt tông chị nhá, nó phải khác nhau chứ, nó là dạng hai lớp mà chống thấm xịn nó là như kiểu dạng hai lớp ấy. Cái kia là mình làm luôn, còn cái này nếu như mùa hè thì mình làm một cái này cũng được, nhưng nếu như mà mùa đông là mình phải giải thêm cái ga như kiểu như bộ ga bên trên, nếu không nó bị lạnh lưng đấy các chị. Lên đơn trên má này là chống thấm họa tiết ạ. Rồi ok chị Bích Hoàn B24 cho chị Khánh Lê. Lên cho các chị mã này luôn là gì ạ? Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại 69.000 đồng mét 6, 75.000 đồng mét 8, 79.000 đồng 2 mét 2 nhá. Lên đơn cho các chị luôn là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho. Xinh chưa? Nói chung là cái này các chị chốt kẻ hoặc là các chị chốt hoa, em chống thấm xịn đó. Rồi ok chị gái luôn, các chị lên mã xem là ok rồi. Lên là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại này.
Em bán cho các chị luôn là gì ạ? Chưa dùng lên không biết ạ. Đấy em giải thích rồi đấy các chị. Đấy chưa ạ? Lên đơn cho các chị luôn mã này luôn. Nói chung là những cái chống thấm này thì nhà có bé mình mới cần thôi nhá. Còn nếu như nhà chị nào không có bé nữa, bé không tè ra giường nữa ấy, thì các chị không cần phải dùng đâu ạ. Được chưa ạ? Lên đơn cho các chị luôn. Ok chị Nguyễn Trung Lập này. Lên đơn cho các chị mã này luôn là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại nhá. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em yêu chưa? Màu nó yêu dã man luôn ấy ạ. Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại. Anh ơi cái đơn của chị Kim Loan nghe kìa, chị bảo có một đơn mà gọi điện chốt đơn mà không thấy đây. Gọi điện chốt đơn mà không thấy thì là hôm đấy chị Kim Loan để là còn để số này còn ở đây không? Để lại mã cho em số điện thoại em kiểm tra nào. Lên đơn cho các chị luôn mã này là chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Chống thấm họa tiết kèm số điện thoại cho em nhá. Em bán cho các chị yêu với giá là 69.000, 75.000 và 79.000 đồng. Đây các hình nhá. Được chưa? Các kiểu hình luôn nhá. Cái này thì nói chung là nó tiện ấy. Nó tiện cho những nhà nào có bé thì gần như là nhà nào mình cũng phải dùng. Nhà nào nếu như có bé thì nhà nào cũng phải dùng. Nếu không công các chị này, các bé tè ra đệm các chị đi giặt đệm một lần, giặt đệm nó cũng là 200-300 nghìn rồi. Chị còn có bé thì mình để cho nó như kiểu nó là dạng chống thấm, nó là bảo vệ đệm đấy các chị. Rồi ok chị Kim Loan này, có quần bò size đại cho bé gái chưa? Có rồi chị Phạm Bi, có đến 40 cân rồi này. Có đến 40 cân rồi đã vừa chưa chị? 40-42 cân rồi đấy. 40-42 cân rồi đấy chị, đã vừa chưa ạ? Cho em xin mẫu mới vào đây đi ngươi. Lên áo hip hop nam đi, em không còn áo hip hop nam chị ơi. Hip nam hết sạch rồi, còn đâu. Lên đâu các chị mã này luôn này. Lên đâu các chị mã này là B25 cách số điện thoại cho em. B25 kèm số điện thoại, em bán cho mọi người là 109.000 đồng. Hai chiếc quần da cá tàu của Nam. Mọi người nhìn cho em này. 109.000 đồng hai chiếc quần da cá tàu của Nam. Các chị không mua các anh vẫn đi ra ngoài chợ mua. Vẫn đi ra ngoài quán mua, không bao giờ có dưới nhỉ. Dưới cái này dưới 90-100.000 đồng một chiếc. Đây mọi người nhìn này. Đấy hàng đầy đủ size cho các anh. Từ 50 cân đến cả từ 45 cân. Cái này là có size từ 40 cân chứ nhỉ? 45kg đến 65kg. Lên đơn cho em mã này luôn. Thôi cái bộ đấy không lên đâu. Nó sẽ ướt thế. Lên đơn cho mã này là B25 phải không? Bộ vàng đằng sau của em là 52.000 ạ. B25 phải không anh ơi? B25 kèm số điện thoại. 109.000 đồng 2 quần từ 45 cân đến 65 cân. B25 nhá, 109.000 đồng 2 chiếc. Mã hàng giúp em là B25 kèm số điện thoại. Cái này em nói thật luôn là các chị không mua, các anh đi ra ngoài vẫn mua đúng không? Bởi vì đi làm về quần vải, mùa đông và mùa hè thì mặc quần gió, quần thô, quần đũi. Mùa hè thì chắc chắn là mùa đông thì chắc chắn là mặc hàng này. Mã hàng B25 kèm số điện thoại cho em. Em bán là 109.000 đồng 2 chiếc B25 nhá. Chị gái nào chốt B25 mình comment lên là mã là B25 cho em. Được chưa? Chị yêu nào mình chốt B25 mình comment cho em mã là B25 kèm số điện thoại. Có áo da cá tàu cổ tròn cho nam không chị? Còn cái mã nào không nhỉ? Quần này dày vải mềm đẹp lắm em. Dạ em cảm ơn chị. Lên đơn cho em mã này là B25. Em nói luôn này, các chị không mua các anh đi ra ngoài vẫn phải mua. Bởi vì mùa đông mà. Mùa vụ thu mùa đông này. Lấy cho em một chống thấm họa tiết nhé. Ok chị Bùi Tiền. Lên đơn cho em mã này là gì ạ? B25 cách số điện thoại. Em bán là 109.000 đồng 2 chiếc. Áo rời ấy mua mấy cái. Áo rời của nọ. Lên đâu các chị mã này là B25 kèm số điện thoại. B25 kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nó chốt B25 mình comment lên đây là B25 cho em nhé. Em bán là 109.2 chiếc. 109.000 đồng 2 chiếc. Đấy chứ ạ. Mã giúp em là B25. Mã giúp em là B25 nhé. Size từ size 40kg. À 45kg đến size 65kg. Nói chung là hàng này đẹp lắm. Hàng này quần này các anh mặc ở nhà thích lắm luôn. B25 cho em ạ. Chị Hồng Minh 67 cân thì không biết là còn size không, ngày mai phải tìm lại rồi em mới trả lời nhé. Còn không là em chốt đến 65 cân. Nói chung là có đến size XL, có size L, ML, XL, ML, XL. B25 kèm số điện thoại. B25 và kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là chị Minh Lộc ơi, làm được cả hai chị nhá. Nếu như cái chống thấm xịn kia thì chị mỗi lần chị giặt là chị sẽ giặt luôn.
vì nó là lớp bể, lớp bên trên nó là ga chống thở, lớp bên trên nó là chất cốt tông như cái bộ ga này, lớp bên trên nó là chất cốt tông như cái bộ ga này và lớp bên dưới của nó là cái này, lớp bên dưới của nó cũng là cái ga như này, các chị hiểu không ạ? Còn cái ga này nó bóc tách, ga này thì các chị em mình giặt thì các chị em mình chỉ giặt một cái này thôi, cái ga này lại để nguyên lại thay bộ khác vào nhá. B25 5 chiếc, chị Dương Vũ có luôn. Em chào chị An La Dần. Lên đơn cho các chị luôn mã này này. Mà sao hôm nay anh pha đấy, tất lam đi em. Ok chị nhé, đỗ tất lam em còn nhiều mã lắm, các chị thích lên mã gì nè. Tất lam em còn nhiều mã lắm, các chị thích lên mã gì nè. Lên đơn cho các chị mã này luôn này. Khăn mặt hàn kèm số điện thoại. Em báo là các chị em nhà mình với giá là khăn mặt hàn cho em và kèm số điện thoại. Em báo cho các chị yêu là bao tiền ạ? 49.000 đồng một set 5 chiếc. Để chạy lên đơn cho luôn là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại cho em. Khăn mặt hàn và kèm số điện thoại cho em nhé. 49.000 đồng 5 chiếc. 49.000 đồng 5 chiếc khăn mặt hàn. Comment lên cho em là khăn mặt hàn kèm số điện thoại. Chị ơi có áo cổ tròn. Em chưa có chị nhé. Áo cổ tròn cái mẫu da cá tàu, cái mẫu màu ghi đợt trước còn không nhỉ anh nhỉ? À, còn áo rời nhưng mà nó kiểu như bộ ấy. Lên nó các chị má này luôn này. Là khăn mặt hàn kèm số điện thoại. Cho em xin cái áo rời của Lam đi anh ơi. Khăn mặt hàn kèm số điện thoại cho em. 49.000 đồng 5 chiếc. Cái này siêu dày, siêu hút nước, siêu bông. Dạ, siêu dày, siêu bông và siêu hút nước. Êm lắm mọi người ạ, à, êm cực kỳ luôn. Lên đơn là khăn mặt hàn kèm số điện thoại. Lên đơn cho em là khăn mặt hàn kèm số điện thoại nhá. Chị yêu nào chốt khăn mặt hàn, comment khăn mặt hàn kèm số điện thoại cho em. Đây chị yêu nào vừa nãy chưa vào xem lại này, xong để em lên lại mẫu mới cho các chị. Lên cho em mã này luôn là gì ạ? Mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Cái này là bò giấy nhá. Chất không có cái loại chất bò nào đẹp hơn cái chất bò này, nói thật luôn ạ. Mà dáng của nó là dáng bét ghi nhá. Có đầy đủ size từ 16 đến size 42 cân. Lên đơn cho các chị mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là bao tiền ạ? 65.000 đồng một chiếc. 65.000 đồng một chiếc quần bò bé gái. Lên đơn cho em là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Không có ạ. Đây quần bò bé gái ok chị. Quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Bộ vàng đằng sau là của bé gái chị nhá. Quần bò bé gái kèm số điện thoại này. Hình này là màu, dáng này là dáng trơn này. Dạ. Áo nam ấy, áo nam áo kia cái riêng ấy. Dán cái đi đâu lên. Lên đơn cho em luôn là quần bò bé gái kèm số điện thoại 65.000 đồng, dáng là dáng bét ghi, mặc gọi là dễ mặc dã man luôn. Quần bò bé gái cho chị Hải Ngân, khăn mặt hàn cho chị Đỗ Hà, cho chị Dương Kim Liên ok này. Ok chị Lớp Linh, chị Mỹ Linh này. Mã hàng quần bò bé gái kèm số điện thoại mà size đại cổ chứ các chị em. Cái này lại là chất bò giấy nhá. Lên đơn cho em là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Toàn bộ là dáng bét ghi thôi, chất liệu là chất bò giấy. Lên đơn cho em là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Em bán là 65.000 đồng một chiếc. 65.000 đồng một chiếc quần bò bé gái. Được chưa ạ? Chị yêu nào mình chốt mình lên đơn cho em mã này là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Quần bò bé gái và kèm số điện thoại cho em 65.000 đồng. Khăn tắm đi chị, khăn tắm nhà em chỉ có còn khăn tắm to thôi ạ. Nhà em chỉ còn khăn tắm to thôi, khăn tắm nhỏ nhà em hết rồi, không về nữa rồi. Đây mẫu này là mẫu bo chu này. Mẫu này cũng xinh luôn này. Được chưa ạ? Quần bò bé gái size đến tới 45kg. Chị Thúy Lương Ngọc quần bò bé gái lên mấy chiếc chị ơi? Comment số điện thoại luôn nhá. Chị yêu nào chốt cái này lên đơn là quần bò bé gái kèm số điện thoại. Một like ngày hôm nay chỉ cần chốt 2-3 cái quần bò về cho các bé mặc đi học thôi là đã thoải mái rồi. Được chưa ạ? Chất của nó đỉnh luôn. Lên đâu là quần bò bé gái kèm số điện thoại chứ. Sao lên mạng kiểu gì đấy nhỉ? Quần bò bé gái ok chị Hải Ngân có luôn. Rồi ok chị Bùi Tiền. Đây các chị lên đơn cho em mã áo này. Áo nam rời quần bò bé gái ok chị Phạm Bi. Các chị lên đơn chị Khánh Lê quần bò bé gái này. Các chị lên đơn là quần bò bé gái này nó ẩn comment lắm mọi người ạ. Nó ẩn comment lắm. Ok chị Bích Hoàn quần bò bé gái ok chị gái luôn. Lên đơn các chị là quần bò bé gái kèm số điện thoại cho em. Dạ ok chị Đỗ Thị Xuyến không đẹp trả về nhá. Cho mình bộ màu vàng đằng sau 14 cân dồn đơn lưu ok chị Trai Phố Núi này. Để lại số điện thoại nha chị ơi, ngày mai bên em gọi lại này. Nhưng cái áo này của nhà em các chị nhận các chị mới thấy chất của nó đẹp như thế nào. Áo nam này này. Có size từ size 45kg đến size 65kg.
áo lao này chỉ có size đến 65 cân thôi phải không? Cái này ấy, nó toàn bộ là gì ạ? Nó toàn bộ là trước nó là đồ bộ. Nhưng mà em bị lỗi cái quần hoặc là cái quần nó bẩn, em bỏ ra em quay đầu về rồi, em quay đầu về giả xưởng, quay đầu về giả chủ rồi. Bây giờ em chỉ còn lại nguyên áo, em thanh lý nhá. Các chị nghe rõ nhá, em thanh lý giá gọi là rẻ dã man luôn. Em bán lốt là 58.000. Chất của nó các chị phải nhận được, các chị mới thấy chất của nó đẹp một cách dã man. Cái này Hoan Hỷ giúp em là không chọn hình nhá. Hoan Hỷ giúp em là không chọn hình. Rồi chợ lên đơn cho em mã này là B26 kèm số điện. Phải B26 không nhỉ anh nhỉ? Phải B26 không nhỉ anh nhỉ? B26 kèm số điện thoại nhá. Cái này ở đơn mới nhá, mới lên. Phải đơn mẫu này đơn mới. B26 cho em kèm số điện thoại. Trời ơi đẹp dã man luôn. Mọi người ơi, đẹp dã man, em bán 58.000 đồng. B26 á, 45 cân đúng không? 50 cân thì cái này có đến 2XL, 50kg đến 70kg đúng không? 50kg cái này không có 40 cân, 45 cân đâu. 50 cân đến 70 cân. Lên đơn cho em mã này là B26 kèm số điện thoại. B26 đúng không anh? Chốt số lượng thoải mái đi các chị. Cái này em nói luôn là toàn bộ ấy, là bộ bình thường bộ này em bán hơn 100.000 đồng. Toàn 129, 139.000 thôi nhá. Cái này lên thôi các chị, áo này không có kéo. Quần bò bé gái ok chị Thúy Linh Yến Nhi. Để lại số điện thoại nha chị gái. B26 cho chị Đặng Hiếu Hiền. Có nguyên màu đen thôi chị ạ. Có nguyên màu đen B26 cho chị Yến Dương. Em có áo lẻ cho bé gái size lớn không á chị? Size lớn thì chắc em không còn hàng rồi ạ. Các chị lên đơn cho em là B26. Các chị có thể lấy mấy chiếc được? Lấy 3-4 chiếc em lấy cho các chị 3-4 logo khác nhau, 3-4 kiểu khác nhau cho các chị em nhé. 3-4 logo, 3-4 kiểu khác nhau cho các chị em luôn. Nói chung là toàn bộ vải đẹp thôi. Cam kết các chị là toàn bộ hàng nam, nhà em không đẹp em không bán. B26 kèm số điện thoại. Em bán cho mọi người với giá là 58.000 đồng một áo. 58.000 đồng một áo B26 kèm số điện thoại cho em. B26 kèm số điện thoại đây. Toàn bộ những ví dụ những cái bộ như này, nó trước nó toàn bộ là bộ 58.000 đồng. Nhưng mà vì sao ạ? Bởi vì là một là cái quần em về kiểm tra nó bị lỗi hay như nào là em quay đầu rồi nhá. Còn lại áo em xin phép bán rời cho các chị gái. Trời ơi nó rẻ hơn một cái áo phông á, em nói thật luôn. Toàn bộ chất u mì với cả chất da cá đẹp thôi mà em bán rẻ hơn một cái áo phông đúng không ạ? Áo phông bình thường chị em mình mua nó 70-80 nghìn, chưa chắc đã được một cái phông đẹp cho nam. Riêng hàng nam bây giờ em chấp nhận luôn. Là gì ạ? Chấp nhận luôn là thôi vớt được đồng nào thì vớt về nhá. B26 em bán 58.000. B26 chị Dương Vũ 5 chiếc. Lên thêm áo bé thì ở nhà em không có chị nhá. Em không còn mẫu gì ở nhà bé gái nữa rồi. Được chưa? B26 cho em. Được chưa? B26 em chốt lên đây cho các chị với giá 58.000 đồng. 58.000 đồng nó còn nhiều hình thêu lắm. Ví dụ như hình thêu vơ sạc. Ví dụ như hình thêu một chiếc lá màu đen. Đấy, ví dụ như thế nhá, tại vì là nó nhiều hình thêu lắm. Chồng em chắc chưa tìm thấy hết tại vì hôm nay là mọi người hỏi nên em mới mang vào thôi, chứ còn bình thường là em chưa định xác định bán. Đây các chị nhìn cho em này. Nói chung là cái này các chị hoan hỉ thôi. Mình không chọn màu bởi vì là không ai muốn nó như thế này. Không ai muốn nó xảy ra như thế này. Chẳng qua là bây giờ thôi em chấp nhận lỗ em bán cho các chị nhá. Lên cho các chị là B26. B26 chị Trung Đập có rồi. Lên bộ bé gái nữa đi em ạ. Nói chung là nó nhiều hình lắm ạ. Nhiều hình. Các chị nhìn này, toàn bộ vải mì với hàng xịn thôi. Em bán có 58.000 đồng một chiếc. B26 kèm số điện thoại. Chứ còn nếu mà các chị mua cái áo mỏng mỏng mà kiểu vải giấy về cho các anh chẳng mặc đâu ạ. Chứ cái này các anh mặc cái quần gì cũng được, quần bò cũng được, mà quần như thế này cho em cũng được nhá. Quần như thế này ở nhà cho em cũng được, mà quần vải cho em cũng được. B26 các anh mặc đi ngủ đi chơi đều ok. Đó, nếu như mà nó đã rét rồi thì mình mặc đi ngủ hay mặc ở nhà đều ok nhá. B26 kèm số điện thoại. Cho em xem lại áo bé gái tay chấm á. Rồi ok chị này. Áo bé gái tay chấm của em vừa nãy nó có mấy màu, nó nhiều màu lắm. Mã này vừa nãy nó nhiều của em mà có nhiều màu lắm. Mã này mang đầu màu lại vào đây cho em đi. Em bán cho các chị mã này là B bao nhiêu nhỉ? B26 chị Lê Thị Lâm đúng rồi, 3 cái. Chốt cho các anh 3-4 cái luôn. Mã này lên đơn cho các chị luôn với giá là 58.000 đồng một chiếc. B bao nhiêu đây? Hả? B5 cách số điện thoại này. B5 cách số điện thoại cho em nhé. Em có size từ 12 cân đến 20 cân.
B5 cho em kèm màu kèm số điện thoại. Bò giấy của bé trai có nha chị Trần Nhung. Mã này lên đơn cho em là B5 ạ. À. Em báo cho các chị yêu này. Bên ngoài nó làm tay phồng như này rất là xinh. B5 từ 12 cân cho đến 20 cân. B5 kèm màu giúp em nha các chị gái. B5 em bán cho mọi người với giá 58.000 đồng một chiếc. B5 chị yêu nào chốt B5 comment B5 này. B5 em có màu vàng, màu xanh. Nói chung là cái màu này nó sộn màu nha chị em ơi. Cái mẫu này nó sộn màu B5 vàng này, cái da này. Hồng nhá, xanh. Được chưa? Chị yêu nào chốt B5 comment B5 cho em. Cho xem của 40 cân đi em. Đấy 40 cân thì lúc đầu lại tưởng có bộ nhưng mà sau đó không có. Bây giờ 40 cân không còn bộ hip hop, không còn bộ nào. Hôm trước có những cái mẫu bộ hip hop rõ đẹp với mọi người. B5 kèm số điện thoại cho em màu da này. Màu da màu vàng nhé, màu hồng cho em này. Da vàng, hồng và xanh kem. Lên đâu là B5 kèm số điện thoại. Em bán cho các chị yêu với giá mà 58.000. Tất Nam cũng không nhớ, mau lên. Chị nhẹ đôi, em cũng không hiểu là chị hỏi cái hàng Tất Nam 59.000 10 đôi đấy chị. Lên đơn là Tất Nam 59k 10 đôi kèm số điện thoại cho em là được. B5 nhé mọi người ơi. Đây đúng không? Tất Nam 59 em vừa vứt lên đây mà đâu rồi nhỉ? Đây em vừa vứt lên đây đâu rồi anh ơi? Tất Nam này này, em vừa vứt lên đây đâu rồi nhỉ? Quần đi học cho bé gái. Cho chị 5 bộ đủ size nhé. Chị Nguyễn Hiếu Hiền là cái gì 5 bộ đủ size nhỉ? Các chị phải comment mã lên em mới nhớ được. B5 đủ size nhé. Rồi ok chị gái này. Quần đi học cho bé gái chị Thảo Phạm Thị ơi, em có mẫu quần này thôi. Váy jean đuôi cá đi Trang. Váy jean đuôi cá của em nó là hàng người lớn. Anh ơi vừa nãy vứt đâu rồi nhỉ? Không nhớ vứt đâu rồi. Không nhớ vứt đâu rồi. Váy jean đuôi cá người lớn đây này. Đâu rồi nhỉ? Vợ cứ hỏi tất làm tất biết cứ ngồi thế nhỉ? Váy jean đuôi cá của người lớn thì chẳng nhớ là em vứt đâu rồi. Chả biết vứt đâu rồi. Không biết vứt đâu rồi chị ơi, em không tìm được đâu. Ở đây em không tìm được rồi. Thôi cần váy một trẻ con thôi. Không tìm được đâu. Cái gì? Keo còn mất ạ. Cho em xin Tất Nam vào đây đi nào. Mọi người còn thích len gì không? Có len nam người lớn, em chưa có len nam người lớn. B5 rồi ok chị Đặng Hiếu Hiền. Chị Đặng Hiếu Hiền là khách sỉ à? Quần bò giấy bé trai đi em. Đây quần bò giấy bé trai đây chị ơi. Bò giấy bé trai của em đây này. Cái mã này lên đâu là quần bò bé trai kèm số điện thoại nhé. Chả biết em có đâu em biết đâu. Bò bé trai kèm số điện thoại cho em. Bò giấy cho cái mũ 59.000 10 đô vào đây đi. Không biết vứt đâu rồi. Hỏi từ nãy đi rồi. Đây đó các chị, mã này luôn là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Size từ size 18kg nhé. 18kg đến size 40kg. Lên đơn là quần bò bé trai kèm số điện thoại. Quần bò bé trai kèm số điện thoại cho em bán cho các chị gái với giá là 65.000 đồng. Áo len của bé Lam á chị ơi, hôm qua lên rồi chị. Hôm qua lên rồi. Tại vì đơn qua nhà em hôm nay nhân viên nghỉ nên chưa chốt xong. Em sợ là không đủ nên chưa dám lên lại. Lên đơn đó các chị, mã này là quần bò bé trai kèm số điện thoại cho em. Quần bò bé trai kèm số điện thoại toàn bộ là chất bò giấy nhé. Em bán cho các chị là 65.000 đồng. Bộ lanh Trung Liên còn chị ơi. Ngày mai chốt đơn cứ báo các bạn đấy cho em được không? Lên đơn cho các chị mã này luôn. Ngày mai các chị muốn chốt thêm gì các chị cứ hỏi nhân viên nhé. Lên đơn cho các chị mã này luôn là quần bò lam. Quần bò giấy lam kèm quần bò nam kèm số điện thoại cho em. Em bán các chị được 65.000 đồng bò giấy. Rồi ok chị Trần Nhung. Các chị đặt hàng mã gì các chị lưu đơn, các chị cố gắng nhớ mã nhá. Ngày hôm sau các chị bên em đỡ phải tìm lại đơn. Lên đơn cho mọi người luôn là quần bò giấy lam, quần bò lam kèm số điện thoại. Quần bò lam kèm số điện thoại cho em. Quần lửng bé trai em không còn đâu chị ơi.
còn nhưng mà số lượng ít lắm, mấy cả em không bán đâu. Chị nào lấy xỉ thì ngày mai gọi video em cho các chị xem lốt, em thanh lý lốt những cái lẻ lẻ sai thôi nhá. Còn bây giờ em không lên đâu. Thật ra hàng hè bây giờ em cũng còn ít lắm. Hàng hè thì em gần như cũng thanh lý gần như hết rồi. Đây đâu đó các chị, mã này luôn là quần bò nam. Kèm số điện thoại cho em 65.000 nhá. Cái này là tất cổ ngắn của nam này, tất cổ thuyền của nam, mã hàng B bao nhiêu? Hả? B27 cách số điện thoại 69.000 đồng 10 đôi. 69.000 đồng 10 đôi tất thuyền nam. Các chị không mua các anh đi ngoài mua 10.000, 15.000. Giờ cho mọi người lên đơn cho em mã này luôn là B27 kèm số điện thoại cho em. 69.000 đồng 10 đôi tất nam. Mai gọi cho mình nhé, em nay gọi chị cũng lên máy. Lên đơn các chị mã này luôn ạ. À. Quần bò bé này. Mét tư mà vừa không vừa chị ơi. Hàng đại mà đến 40 cân mà. Lên đâu nó các chị mã này luôn là gì ạ? B27 kèm số điện thoại. B27 kèm số điện thoại cho em. Bán cho các chị yêu với giá là bao tiền ạ? Em bán cho các chị yêu với giá là 69.000 đồng 10 đôi. B27 kèm số điện thoại. Chị cái nào chốt B27 lên đơn cho em là B27 nhé. 10 đôi tất cổ ngắn. Đây là cổ thuyền. Chị yêu nó chốt cái mã này lên đơn là B27 kèm số điện thoại. Cái tất 59.000 đồng 10 đôi đâu. Cho em xem lại B11. Ôi giời. Vứt hết đi đâu rồi còn đâu nữa. À, B11. Đây chị ơi. B11 đây. B11 đây chị ơi. Em bán là 85.000 đồng B11. Chị yêu nói chốt B11 và men B11. Chị Dâng Vũ hôm nay nhận được hàng chưa chị? Hôm nay nhận được hàng chưa? Quần bò bé trai ok, chị Thúy Lương Ngọc này. Chị Dâng Vũ hôm nay nhận được hàng chưa? Đây nhận được hàng chưa chị gái? Lê Đo chơi bã này là B14 kèm số điện thoại. Em ơi Lê giúp chị xem áo lẻ đi học cho bé nhé. Áo lẻ đi học em chỉ có áo chất cốt tông thôi chị ơi. Bây giờ không còn mẫu gì rồi ạ. Hôm trước nó có áo đũ heo điếc nhưng bây giờ không còn hàng đâu ạ. Mã này lên cho các chị luôn là B11 nhé. Em có màu vàng này. Phải là không muốn lên đâu các chị đâu mà không còn hàng ấy ạ. À, hàng bên nhà em nó chị nó tất cả các nhà bán online thì đều thế thôi các chị. Về là về theo lô cho các chị này. Nó mới có cái giá gọi là rẻ như này được ạ. B11 cho em kèm số điện thoại nhé. B11 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu là 85.000 đồng. Chất liệu là hàng da cá tàu có hai dáng. Dáng pha tay và dáng hoa cúc B11 nhá. Cái này có đến size 21 cân. 17 đến 21 cân đổ về. Đâu cái tất nam 59 anh vừa lém vào đâu nhỉ? Anh vừa lém vào chỗ nào đây? À đây các chị lên đơn cho em mã này luôn. Vẫn chưa nhận được hàng á. Không biết nào, bọn này nó đi thì đéo nào. Cái này các chị lên đơn cho em luôn này. Cái này các chị lên đơn cho em luôn là mã gì nhỉ? Shop còn giày không em? Em còn chị. Giày còn nhưng mà lẻ sai lắm chị ơi. Còn nhưng mà lẻ sai lắm. Các chị thích mẫu gì các chị inbox vào trang ngày mai các bạn ấy gọi điện chốt đơn rồi các chị gửi ảnh qua các bạn ấy xem còn các bạn lấy cho nhá. Quần lỉ bé trai 16 cân còn chị nhá. Lên cho các chị mã này luôn là gì nhỉ? Cái này vừa nãy lên là mã gì đấy? 59.000 đồng 10 đôi la tất na. B19 59.000 đồng 10 đôi như thế này. 59.000 đồng 10 đôi tất của nam. Lên đơn cho em là B19 kèm số điện thoại. Lên đơn cho em mã này là B19 kèm số điện thoại cho em. 69.000 đồng 10 đôi. Lên đơn cho em mã này là B19 nhá, kèm số điện thoại cho em. Ôi hồi lai lai buồn hết nhỉ. Áo đi học bé trai đi lên đi anh ơi, áo đi học bé trai đi. Áo đi học bé gái đi lên cho các chị áo đi học bé gái này. Lên cho các chị luôn là áo đi học bé gái nhá mọi người. Ok chị. Tại vì giày nhà em thì còn nhiều lắm nhưng mà nó còn toàn lẻ sai ấy. Giày nhà em còn nhiều lắm, toàn còn toàn lẻ sai thôi. Bán giày dép nên chưa mình chết rồi. Áo đi học bé gái này lên đơn là B28 kèm số điện thoại cho em. B28 kèm số điện thoại. Em có đến size 16 cân đến size 35 cân à. Cái này có những cái em vẫn còn đến 40 cân.
Có những mẫu thì em vẫn còn đủ đến 40kg. Mã này lên đơn cho là B28 à. B28 kèm số điện thoại kèm màu. Cái này hoan hỉ là chọn màu không chọn logo theo nhé. Chờ, em thanh lý cho các chị với giá là 55.000 đồng. Mã hàng B29 kèm số điện thoại. Toàn bộ là hàng chất cốt tông tàu đấy ạ. Toàn bộ của nhà em nó là chất cốt tông tàu ạ. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn là B28. Em cứ chốt từ 16 đến 35 cân nhé. Đẹp lắm luôn mọi người nhé. B28 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Giá em bán cho các chị yêu với giá là 55.000. Hàng này là chất cốt tông tàu. 55.000 áo này, áo đi học cho bé gái. Form đẹp, chất đẹp cực kỳ luôn. Cho em xem lại quần 40 cân đi shop. Giày lữ size 39 đó em. À cái đôi giày 48.000 đúng không ạ? Lên đơn cho em mã này luôn là B29 kèm B28 kèm số điện thoại. Nhiều mẫu nhiều hình lắm mọi người nhé. Nhiều mẫu và nhiều hình. B29 kèm số điện thoại cho em. Nói chung là đẹp lắm. Em chốt đến 35 cân. Có size cho bé yêu từ 16kg đến size 35kg. Mã hàng B29. Cái này hoan hỉ cho em là chọn hình, chọn màu nhá. Cái hình thêu, ví dụ hình thêu này nó khác nhau chút chút này. Hoa cúc này, cây kem này, con gấu này. Được chưa? Lên đơn cho các chị luôn là B29 à, B28 kèm số điện thoại. 16kg đến size 4 à, đến size 35kg. 16kg đến size 35kg 45.000 à 55.000. Lên đơn cho các chị mã này luôn là B28 kèm số điện thoại. Tất lam B19 dồn đơn, ok chị Bùi Tiền có rồi. B28 chị Thu Hoàng 35 cân này. B28 cho em 55 này. B28 kèm số điện thoại nhé. Đây chị Thúy Linh Yến Nhi, mình có ưng không? Còn em không còn cái mã gì khác nữa rồi. Không còn mã gì khác nữa rồi. B28 cho em kèm số điện thoại. Chị yêu nào chốt B28 comment lên là em B28 giúp em. Ok chị. Anh ơi cái quần cái đôi giày mà có chữ Nike này còn không, mang nốt vào đây đi. Chị Bích Hoàn B28 này. Các chị lên đâu là B28 cho em kèm số điện thoại. Nhớ để theo dõi fanpage nha mọi người ơi. Anh ơi cái đôi giày đấy còn không nhỉ? Hôm nay đóng còn không? Hay như lúc chị Duyên tìm mãi mới được 10 đôi rồi đúng không? Anh nghe thấy em hỏi không? B28 ok chị Phạm Bi. B28 cho chị Thùy Linh Yến Nhi. Chị yêu nào còn chốt B28 mình lên giúp em là B28 nhé. Chị yêu nào còn chốt B28 mình comment lên là B28 giúp em. Dồn đơn hôm qua luôn nha em. Rồi ok chị nhé. Chị nhé đỗ gọi chưa nhỉ? Chưa gọi đúng không? Chị nhẹ đỗ chưa gọi đúng không? Em nên tặng lốt cái đôi giày này cho các chị này. Size từ size 35 cho đến size 39. Em bán lốt là 47.000. Giày đẹp, mềm và êm chân cực kỳ luôn. Lên đơn cho em mã luôn là B30 đi ạ. B30 kèm số điện thoại. Chưa à? Chưa gọi à chị? Rồi ok chị nhá. Hôm nay nhà em nghỉ hết. Nay nhân viên nhà em nghỉ hết. Em dậy sớm. Em buồn ngủ. Lấy màu trắng nữa em nhé. Rồi ok chị Hà Nguyễn ạ. B28 ok chị Khánh Lê này. Không có áo kiểu của chị em mình à Trang? Có. Đây. Áo ấy có giày của nam không em? Em không còn giày nam đâu chị. Đây đây chị. Trời ơi những cái mã này đẹp lung linh lung linh. Đây, tôi lên một mã giày đây. Đây lên đó các chị, mã này là B30 đúng không? À đây là giày gì chứ? Ơ cái đôi giày có chữ Nike Nike đấy hết rồi anh. Cái giày có chữ Lai Lai hết à? Chồng cầm nhầm. Lên một mã đây đây. Có quần bò bé trai 10 tuổi 36 cân không? Có chị Nguyễn Hạnh. Hạnh ơi em có nhưng qua rồi đấy ạ. B28 của em là áo đi học của bé gái chị nhá. Em chào chị Triệu Huyền. Các chị ơi nhớ để chế độ theo dõi page nhá. Bật chế độ xem trước đi ạ. Tại vì Facebook không chạy quảng cáo nhiều khi các chị không thấy bài like đâu. Áo kiểu này vẫn còn tầm chục chiếc. Áo kiểu này vẫn còn tầm chục chiếc này, mặc mẫu này đẹp này. Trẻ trung này các chị em này. B30. Chồng em chậm quá thì em chạy tranh mẫu này trước B30 đi.
D30 kèm số điện thoại. Cái này còn chục chiếc thôi. Còn kia là còn 15 chiếc. Còn 15 chiếc chị Dương Vũ có lấy lốt không này. Nhưng mà nó có mấy kiểu dáng cơ. Cái này lên là B30 đi. Màu cho em đỏ, tím, vàng, đen, trắng. B30 kèm số điện thoại. Có giày trắng cho bé đi học size 38 em hết này, giày của bé thì em hết rồi. Giày của bé em hết rồi nhá. Lên cho em mã này là B30 tím vàng này, đen, trắng, đỏ nhá mọi người nhá. B30 kèm số điện thoại. Anh ghi B30 mã này đi này. B29 em không biết là cái gì. B29 chắc định lên giày này này. Đây B30 là cái áo này, còn B29 của em là giày này nhá. Giày này em có đủ size từ 36, 35 cho đến size 40 à? Size 35 đến size 39 đúng không? Size 35 đến size 39 em bán 47.000. Có áo khoác 30 cân không ạ? À? Em có, em lên rồi chị ơi. Không có, em lên rồi thôi, nghỉ, chuẩn bị nghỉ la thôi các chị ạ. Mai em lên lại cho nhá, chị Triệu Huyền nhá. Chị Triệu Huyền nhá, vào muộn quá chị nhá. Lên đơn cho các chị mã này luôn là B29. Em trang đấy chị 5 cái 20 cân và 5 cái 33 cân được không em? Được chị ơi. 5 cái thì 5 mình thêu nhá. Chị gái nhá, 5 cái là lấy 5 mình thêu. Chia đều ra các màu. Lên đơn cho các chị luôn mã này luôn là B29, em bán đủ size cho các chị em nhà mình từ size 35 cho đến size 39. 35 cho đến 39, mã hàng B39 à B29 cách số điện thoại. Em bán cái đôi này đi các chị đi nó thích lắm. Đi nó vừa êm. Đi nó vừa êm vừa mềm. Có nó có mấy kiểu chị Dương Vũ thôi, ngày mai gọi video sau nhá. Cái này nó có vừa êm vừa mềm nhá và vừa dễ chịu luôn. Mã hàng này lên đơn là B29 kèm số điện thoại chứ. Cái này đi êm lắm luôn đấy các chị. Em bán là 47.000 lốt. B29 47 nhá. B29 kèm số điện thoại cho em. Ok chị Thảo Phương, B29 này. Còn chị yêu nào chốt B29 comment là B29 cho em nhé. 47.000. Em mới vào ạ, rồi. B29 cần cẩn thận. Cái áo lá kia không còn đến 30 cân à? Áo lá còn đến 30 cân không anh? Áo lá chắc vẫn còn size ML chứ. Cho em cái là áo lá đi. B29 kèm số điện thoại kèm size nha mọi người ơi. Ơ tự nhiên mình mặc một tí thì mình thấy đẹp đẹp. Đây lên đơn cho các chị luôn là B31. Em có size từ 25 cân đến size 30 cân. 25kg đến size. Thì bài XL vẫn còn đến 35 cân này. 25 cân đến 35 cân. Mã lên đơn cho em luôn là B31. Em bán 74.000. Còn một cái đến 35 cân thôi. Còn đâu nó chỉ còn đến 30 cân. Áo hồng chữ đằng sau em coi ấy chị. Thì Trang Vũ đợi em tí ạ. Mã hàng B29 cho chị Hà Nguyễn này. Có áo màu trắng không chị Huệ Đặng ơi? Không, không có màu. Cái gì màu trắng? Giày á chị? Giày không nhớ đâu chị ơi. Chả nhớ đâu. Trước thì nó có giày cổ cao, giày thông hơi các kiểu luôn. Mã này lên đơn cho các chị gái luôn là B. Em còn một chiếc này là size 35 cân. Cái hình này toàn bộ hình thêu cho bé nhá. Cái hình chiếc lá bay này toàn bộ thêu. Để chạm lên đơn cho các chị luôn mã này là B31. Ý chị là quần chip. Được chị nhá. Lên đơn cho các chị luôn là B31 kèm số điện thoại. B31 này em có tím hồng. Tím hồng đậm và hồng nhạt. Được chạm. Em bán 74.000 lốt đi. Cái mẫu này em còn ít thôi nhá. Cái mẫu này cho em còn khoảng chục chiếc. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho là B31 cách số điện thoại. B31 cách số điện thoại cho em. Được chưa? B31 cách số điện thoại em bán lốt cho các chị yêu với giá là 74.000 cộng màu. B31 hồng đậm mà B31 hồng nhạt này. B31 hồng đậm này. Và B31 màu tím. Màu tím thì em còn một chiếc size 35 cân. Cái này các chị chốt đi này, lên chốt. B31 kèm số điện thoại, em lên đơn nhá mọi người nhá. Rồi còn chị yêu là mình muốn hỏi thêm gì không? Còn chị yêu là mình muốn xem thêm gì không? Có giày cho bé, em không còn giày, giày cho bé chắc. Em chỉ còn giày size 26 à? À 26 cân em không còn. B30 bao nhiêu em? B30 là cái gì anh nhỉ? À B30 là mẫu áo em đang mặc là 58.000. Chị có áo mũ sau 240 không chị Trang ơi? Áo mũ đằng sau có 240 không? Không chị. Không có 24 cân rồi chị Lan Phương. B31 35 cân màu tím. Ok chị Thúy Lương Ngọc này. Em bán 74.000 nhá. Cái áo này của em là bán 58.000. 58 mã hàng B30. Mã hàng này lên cho là B30 kèm số điện thoại.
Các chị đủ đơn chưa? Em nghỉ like nhá. Ngày mai chị yêu nào có đơn nhớ chú ý điện thoại nhá. Ngày mai chị yêu nào mình có đơn mình nhớ chú ý điện thoại nhá. Em nghỉ like đây. Hôm nay like thế thôi các chị em nhá. Like like vậy thôi. Ngày mai em lại gặp các chị sau nhá. Không có chân váy rồi chị ơi. Áo màu lu sau có bé 24 cân không? Không có chị. Áo này có đến 20kg. Áo này có đến 20kg với chị Lan Phương. Áo có 2 đến 20kg thôi ạ. Rồi thôi nghỉ like nha các chị ơi. Ngày mai em like tiếp nha. Hẹn gặp các chị yêu vào tối ngày mai nha mọi người. Bây giờ em nghỉ like đây ạ. Chúc tất cả các chị yêu ngủ ngon nha. Em bye bye tất cả các chị gái. Ngày mai các chị yêu nào có đơn mình nhớ chú ý điện thoại nhá. B30 màu vàng màu tím. Ok chị Nguyễn Loan này đẹp lắm. B30 vàng tím để lại số điện thoại cho em. Bộ hồng lần sau không có 25 cân chị nhá. B30 áo 30 cho mình xem màu hồng á. Rồi ok chị này. Quần tất bé của em là 39.000. Chị ơi lên cho em là quần tất bé cũng được. Em không nhớ mã. Các chị lên đâu là quần tất bé cho em cũng được. Mã này nói chung là của em nó là dễ mặc lắm. Cái chất này nó là chất bo zip đẹp. Mọi người nhìn này. Cái form này các chị em mình thoải mái 58 cân đổ về. Shop người ta toàn chốt trên 60 cân thôi. Em cứ chốt đẹp nhất cho các chị em mình 58 cân nhé. Lên đơn cho em mã này luôn là B30. B30 còn màu hồng. Anh ơi vào lấy hộ em cái màu hồng đây. B30 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Chị Kim Loan có đơn chưa? Chưa có đơn lên số điện thoại nha chị ơi. Màu nào cũng đẹp luôn á. Màu hồng đấy là cái mã áo gì đấy? Hả? À? Cái mã này nó lại có kiểu cổ tim thôi. Mã hàng này luôn lốp một mã này đi xong rồi để nghỉ nhá. Cho các chị em mình lốp thôi này. Này, gặp vào rồi để lên đấy em. Lên là các chị mã này là B32 đúng không? B32 là cổ tim. Hả? À? Ừ thì B31 là cái gì rồi mà? Áo gió lá này rồi gì nữa? Đây đây. Mọi người đang chốt B31 màu chị Thúy Lương Ngọc đang chốt rồi đây. Đây nó các chị mã này là B32 đi. Là áo cổ tim. Cái mẫu này em chỉ còn tầm có một cục này nữa là hết thôi. B32 em bán cũng 58k. Chị yêu nào mình xác định mình có nhu cầu mình chốt cho mọi người. Chốt áo, chốt dạo làm gì, chốt bom hàng làm gì tội nghiệp. Chợ B32 cho em. Kèm số điện thoại. Mẫu này của em là theo chất bo zip B32, em có màu trắng vàng và đen. Trắng vàng đen hồng. Trắng vàng đen hồng. B32 đen trắng vàng và hồng. B32 kèm số điện thoại cho em. B30 cho mình xem màu hồng. Em có màu hồng của B30 đâu hết rồi chị. Không phải hôm nào cũng có hàng như hôm trước đâu ạ. Mã hàng này các chị lên đơn cho là B31 nhá. Lên áo gió lam người lớn đi mua thêm thì áo gió lam người lớn mẫu mới mua chưa chị? Mẫu mới mua chưa? Mẫu mới còn mà còn hình như còn 4 hay 5 cái đúng không? Có đơn nào lưu đơn không anh nhỉ? Thật ra em còn cái mẫu mới đẹp lắm nhưng mà nó còn ít quá, em sợ các chị lưu đơn ấy. Em thật ra là bên em lưu đơn không nhặt hàng nhưng mà những cái sản phẩm mà các chị lưu ấy thường thường là em không có like lại. Các chị lưu tầm 3-4 hôm là các chị đi, các chị vào chọn thì vẫn còn hàng. Chứ còn các chị lưu đến 1 tuần nửa tháng thì chịu chết. Nhà em không nhặt hàng trước. Đấy ví dụ như áo len hôm qua đấy. Mặc dù hàng nhà em bây giờ vẫn còn nhưng em không like lại. Bởi vì tránh trường hợp các chị lưu đơn hôm trước có hàng. Thôi em nghỉ like nhá. Còn áo lắng người lớn em hết hàng rồi sao chị? Chị Kim Hồng Phan này hình như em hết hàng rồi. Nói chung hàng hè thì em hết hàng nhiều rồi các chị em ạ. Rồi em nghỉ like đây. Bye bye tất cả chị em. Chúc tất cả chị em mình ngủ ngon nhá. Bye bye mọi người. Chị nào có đơn ngày mai nhớ chú ý điện thoại nhá. Bye bye tất cả các chị gái.